Chương 3314, càng lúc càng ầm ĩ. Không hút nữa, thực sự tôi hút không nổi. Triệu Hướng Vân khoát tay, thực sự tức giận. Diệp Phàm đánh vào mặt lão trước mặt nhiều người như vậy, việc này mà truyền ra thì có lẽ Triệu Hướng Vân sẽ trở thành trò cười cho cả tỉnh. Diệp Phàm đã công khai hóa mâu thuẫn giữa hắn với Triệu Hướng Vân. Thế này nhé lão Triệu, để tôi gọi điện trước hỏi ý của Chủ tịch Khúc rồi hãy nói. Để thể hiện sự tín nhiệm, bố Hoa Thanh gọi điện thoại trước mặt Triệu Hướng Vân. Chủ tịch Khúc, đồng chí Hữu Quang xuống dưới nghe nói đồng chí Diệp Phàm đã đưa ra một số yêu cầu về việc bố trí thành viên của tổ đệ trình hạng mục. Về việc này đồng chí Hữu Quang không biết đã báo cáo với anh hay chưa? Bố Hoa Thanh hỏi. Vừa gọi điện thoại rồi. Chủ tịch Khúc nói. Về việc này, Chủ tịch Khúc anh thấy thế nào? Bố Hoa Thanh hỏi. Việc này tôi cũng vừa mới biết, cho nên nhất thời vẫn chưa biết trả lời thế nào. Tôi nghĩ, vấn đề thành viên tổ đệ trình hạng mục là một vấn đề lớn. Nó liên quan đến việc đệ trình hạng mục có thuận lợi thành công hay không. Cho nên nhất định phải cẩn thận sắp xếp mới được. Đây là một việc lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi nghĩ chờ có thời gian thì phải tập hợp các đồng chí thảo luận trên hội nghị một chút. Nói về đồng chí Chiêm Hữu Quan xuống là sự sắp xếp trước một chút. Còn đồng chí Cái Thiệu Trung thì vốn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Hoành Không, anh ấy và đồng chí Chiêm Hữu Quang xuống dưới cũng là để phối hợp làm việc có phải thế không nào? Chủ tịch Khúc nói, đoàn khảo sát sắp xuống rồi mà danh sách sắp xếp đồng chí vẫn chưa xác định, thế có phải là bất lợi cho bên dưới triển khai công việc hay không? Việc này nếu thận trọng như thế hay là nên tranh thủ thời gian mở hội nghị thảo luận một chút, nhanh chóng quyết định danh sách thành viên, xuống dưới để chỉ huy triển khai công việc của Tập đoàn Hoành Không? Bằng không, việc này mà kéo dài thì sẽ làm thụt lùi việc đệ trình hạng mục, trách nhiệm này rất lớn. Bố Hoa Thanh biết Chủ tịch Khúc muốn kéo dài, kéo cho đến khi Triệu Hướng Vân tự nhiên bị đẩy ra ngoài. Vì thế đương nhiên bố Hoa Thanh phải thúc ép, việc này bố Hoa Thanh cần phải lấy lại thể diện cho Triệu Hướng Vân. Bởi vì, Diệp Phàm đánh không chỉ có mặt của Triệu Hướng Vân, mà là đánh cả vào mặt của người đề cử bố Hoa Thanh đây. Càng quan trọng hơn chính là bố Hoa Thanh đương nhiên không muốn nhìn thấy việc lớn như vậy mà lại chẳng liên quan gì đến mình, đến khi luận công khen thưởng thì chẳng phải mình chẳng có chuyện gì sao. Cơ hội lớn như thế làm sao bố Hoa Thanh có thể bỏ qua. Việc lần này phải sắp xếp lại một chút, chính vụ viện đã cử người xuống chứng tỏ cơ hội của việc này rất lớn. Việc cử người xuống này chính là một điềm báo. Cho nên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều phải cân nhắc lại. Vì thế để tôi báo lại tình hình cụ thể với Bí Thư Ninh một chút đã. Hôm nọ tôi cũng đã bàn bạc với Bí Thư Ninh rồi, chỉ thị của Bí Thư Ninh chính là những đồng chí xuống dưới cần phải khách khí một chút. Phải hết sức tôn trọng một số suy nghĩ của các đồng chí cấp dưới. Bởi vì, dù sao việc đệ trình cũng là lấy Tập đoàn Hoành Không làm chủ. Khúc Chí Quốc lấy danh nghĩa Ninh Chí Hòa ra. Mẹ kiếp! Bố Hoa Thanh không kìm chế được chửi thầm một câu. Nếu Bí Thư Ninh đã có chỉ thị như vậy thì cứ chờ xem thôi. Bố Hoa Thanh bất đắc dĩ nói và cúp điện thoại. Thế nào? Triệu Hướng Vân hỏi. Việc này anh hãy đừng vội, chờ Chủ tịch Khúc báo cáo qua với Bí Thư Ninh rồi tính. Tuy nhiên bất kể là thế nào tôi cũng không để cho anh chịu thiệt thòi đâu. Bố Hoa Thanh nói. Cái gì cần tranh thủ thì phải tranh thủ, nếu không thì chẳng có gì để nói nữa có phải không nào? Đương nhiên. Bố Hoa Thanh cũng không dám khẳng định lời này. Nếu lật thuyền trong cống ngầm thì chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Chỉ là bố Hoa Thanh chủ định muốn giải tỏa buồn bực mà thôi. Ngày hôm sau hội nghị thường kỳ tỉnh được mở ra để thảo luận về việc tổ đệ trình hạng mục của Tập đoàn Hoành Không. Trước tiên là tỉnh bố trí sắp xếp công việc của các đơn vị tương quan. Thấy đã đến lúc, bố Hoa Thanh nói. Xu thế phát triển của Tập đoàn Hoành Không bây giờ thật khiến cho người ta vui mừng, tuy nhiên. Đây cũng đã sinh ra sự ngang ngược, hống hách của một số lãnh đạo của nhà máy. Thậm chí coi thường tất cả, ngang nhiên phản đối quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, muốn tạo nên bè phái của mình. Đúng vậy, tạo nên thành tích đương nhiên là vinh dự. Còn sự khen ngợi của cấp trên càng khiến cho một số đồng chí có lẽ là nhất thời kiêu ngạo dẫn đến không thể nhận thức chính xác mình và đã mất phương hướng. Giao tình của trưởng ban tuyên giáo Lưu Hưng Quốc và bố Hoa Thanh không tồi, cùng đưa ra trên hội nghị. Những đồng chí như thế tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cần phải phê bình hợp lý một chút thì mới được. Bằng không nếu cứ tiếp tục tục làm như thế thì uy tín của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ở chỗ nào? Sự hồ đồ của những đồng chí cấp dưới rất có khả năng sẽ tạo ra những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa,
quan trọng là vấn đề thái độ. Phục tùng đại cục của Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là không phục tùng, đây là một vấn đề thái độ rất nghiêm túc. Bố Hoa Thanh nói. Ha ha, đồng chí Hoa Thanh, anh nói một số đồng chí ở đây rốt cuộc là chỉ ai? Có thể nói rõ một chút không? Chúng ta ngồi đây đều có chút mơ hồ, dù sao hình như cũng chưa thấy đồng chí nào ngang ngược như thế mà, ngang nhiên dám phản đối chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đỗ Kiếm cười hỏi. Tôi nói chính là đồng chí Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không, về danh sách thành viên tổ đệ trình hạng mục tiếp đón tổ khảo sát của chính vụ viện xuống khảo sát Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định rồi. Không ngờ đồng chí Diệp Phàm lại cự tuyệt một số lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nằm trong tổ đó ngay trước mặt đồng chí Chiêm Hữu Quang được cử xuống dưới chỉ đạo triển khai công việc. Đây là hành động gì chứ? Rõ ràng là hồ đồ, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định danh sách thành viên là đã trải qua sự cân nhắc cẩn thận rồi mới quyết định. Bố trí những đồng chí này xuống là để có lợi cho việc chỉ đạo triển khai công việc của tập đoàn Hoành Không. Khiến cho đoàn khảo sát vừa lòng khi đến vui lòng khi đi, để việc đệ trình có thể thuận lợi thành công. Nhưng không ngờ đồng chí Diệp Phàm lại ngang ngược đến mức như thế. Lời của bí thư Chiêm không nghe, sự sắp xếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phản đối. Anh ta đang muốn làm gì, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Có phải là muốn tách khỏi sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thành lập một vương quốc độc lập hay không? Không thể để tình hình như vậy được, tuyệt đối phải mạnh mẽ xử lý thì mới được. Tôi thấy rằng sự cảnh cáo nhất định của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Diệp Phàm là cần thiết. Bố Hoa Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tịch bố nói là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định danh sách rồi, việc này hình như vẫn chưa chính thức công bố mà. Lúc này, Đỗ Kiếm hỏi. Việc này vẫn chưa chính thức công bố, còn danh sách thành viên cũng đang hình thành. Đương nhiên về thành viên bước đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có đại khái rồi. Sau khi đồng chí Chiêm Hữu Quang xuống, đồng chí Diệp Phàm có đề nghị nói là đồng chí Triệu Hướng Vân không thích hợp làm công việc của tổ đệ trình. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp xếp lại, về việc này thực sự tôi thấy cũng cần phải xem xét một chút. Tranh thủ thời gian mở hội nghị ủy ban để chính thức quyết định danh sách thành viên. Khúc Chí Quốc nói. Bố Hoa Thanh vừa nghe, sắc mặt dần đỏ lên, nói. Tuy là vẫn chưa chính thức công bố, nhưng ý định ban đầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh chính là khôi phục lại tổ dựa theo danh sách những thành viên của tổ đệ trình hạng mục trước kia. Như vậy một là tiết kiệm thời gian, hai là thành viên cũ cũng quen với việc đệ trình của hạng mục rồi. Dù sao bọn họ cũng có thời gian ở tập đoàn Hoành Không rồi, còn đoàn khảo sát của chính vụ viện phái xuống cũng sắp xuống rồi. Nếu chúng ta lâm trận mà thay lãnh đạo chủ yếu thì quá hồ đồ. Việc này rất không có lợi cho việc tiếp đón và sự thuận lợi thành công của việc đệ trình hạng mục. Đồng chí Diệp Phàm căn bản chính là không nhìn thấy điểm này, thậm chí còn có sự chống đối tương đối mạnh mẽ. Kiểu làm việc theo cảm hứng thế này rất không có lợi đối với công tác triển khai công việc, nếu là vì sự tắc trách của đồng chí Diệp Phàm mà dẫn đến việc đệ trình hạng mục công trình trọng điểm 115 của tập đoàn Hoành Không đối nhà nước bị tan thành bọt nước thì đó không chỉ là việc của riêng tập đoàn Hoành Không nữa. Sức ảnh hưởng của nó lan tỏa ra toàn tỉnh Thiên Vân, mà trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là thành phố Hạng Nam. Các đồng chí ngồi ở đây cũng đều biết, thành phố Hạng Nam tuy là thành phố lớn, nhưng chỉ tiêu mức phát triển kinh tế của các ngành chỉ đứng ở hàng trung bình trong toàn tỉnh. Việc này có liên quan mật thiết với quy mô lớn của thành phố Hạng Nam. Tập đoàn Hoành Không mang đến cơ hội ngàn năm hiếm có, chúng ta không thể để nó xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Phải loại bỏ tất cả những nhân tố bất lợi có khả năng gây ra sự thất bại cho việc đệ trình hạng mục. Có vài đồng chí cách nhìn quá nông cạn, quá để ý đến quyền lực của cá nhân. Có lẽ cho rằng tập đoàn Hoành Không chính là tài sản tư hữu của riêng anh ta, cách nghĩ này là không thể chấp nhận được. Việc này có phải là nói quá nghiêm trọng rồi hay không, chẳng qua là thay một đồng chí mà thôi. Tính quan trọng của đồng chí Triệu Hướng Vân đương nhiên không cần nói cũng biết, nhưng nếu thiếu anh ta thì tôi thấy cũng không nghiêm trọng đến mức sẽ dẫn đến bước thất bại có phải không? Kim Nhân Viễn nói, bởi vì lần trước Diệp Phàm đã tiến cử cái Thiệu Trung vào tổ đệ trình nên Kim Nhân Viễn muốn trả cho Diệp Phàm món nợ nhân tình. Đồng chí Triệu Hướng Vân là một trong những lãnh đạo tỉnh chủ yếu trong tổ đệ trình hạng mục lúc trước. Tính quan trọng trong đó nhất định là tương đối lớn. Hơn nữa, đồng chí Triệu Hướng Vân rất quen với công việc này. Đồng chí Diệp Phàm vô cớ đưa ra một vài lý do không chính đáng như thế, tôi thấy anh ta căn bản chính là lấy công trả thù tư. Lần trước đồng chí Triệu Hướng Vân xuống điều tra tập đoàn Hoành Không, hơn nữa anh ấy là người phụ trách tổ điều tra.
Chính vì việc này mà dẫn đến một số đồng chí có chút oán giận trong lòng. Nhưng việc này cũng không thể trách đồng chí Triệu Hướng Vân có phải không nào. Cử anh ta xuống điều tra cũng là quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh mà. Huống chi việc đồng chí Triệu Hướng Vân báo cáo lại đều là thực sự cầu thị chứ không hề có một chút giả dối nào, cho nên, đồng chí lòng dạ của đồng chí Diệp Phàm tôi thấy có phải là phải đề cao một chút hay không? Vì thế, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân có cảnh cáo nhất định cũng là phù hợp. Lưu Hưng Quốc nói, liếc nhìn Chủ tịch Khúc, nói. Nghe nói đồng chí Diệp Phàm đã trao đổi với Chủ tịch Khúc về việc này rồi, kết quả thế nào Chủ tịch Khúc có thể nói ra hay không? Về việc này thực sự đồng chí Diệp Phàm đã báo cáo với tôi, hơn nữa, thực sự là có chút mâu thuẫn. Thậm chí có thể nói là rất kịch liệt, tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm cũng nói ra cách nhìn và giải thích của anh ta. Tại thời điểm quan trọng trước mắt, tuy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đều có sắp xếp đồng chí xuống dưới chỉ đạo triển khai công việc. Nhưng việc cụ thể vẫn là đồng chí Diệp Phàm đi làm có phải thế không nào? Nếu vào lúc này mà cảnh cáo Diệp Phàm, có phải là sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực nhất định hay không? Đến khi đó tôi có chút lo lắng rằng đồng chí Diệp Phàm mang tâm sự mà tiếp đón đoàn khảo sát thì hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Vì thế vào thời khắc quan trọng này, không nên cảnh cáo đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa hôm nay khi đồng chí chiếm hữu quang xuống, thái độ của đồng chí Diệp Phàm đã có biến chuyển rất lớn. Ngoài ra còn nghe theo mọi sự sắp xếp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ là đưa ra suy nghĩ đồng chí Triệu Hướng Vân không phù hợp với công việc đệ trình hạng mục mà thôi. Chủ tịch Khúc nói. Chương 3315, mỗi người một cách nhìn. Ha ha, các đồng chí, chúng ta là lãnh đạo thật đấy, nhưng cũng phải lắng nghe tâm tư của các đồng chí cấp dưới. Chúng ta có lập trường và quan điểm của chúng ta, nhưng những đồng chí cấp dưới cũng có cách nhìn của họ. Đồng chí Diệp Phàm cho rằng đồng chí Triệu Hướng Vân không phù hợp tham gia vào tổ đệ trình hạng mục, có lẽ là vấn đề quan điểm không giống nhau trên công việc. Nếu chúng ta cứng nhắc muốn đưa đồng chí Triệu Hướng Vân vào tổ đệ trình thì hậu quả sẽ thế nào? Các đồng chí đã nghĩ tới chưa? Câu cuối cùng Ninh Chí Hòa nói rất có sức mạnh, hơn nữa còn có sức thuyết phục. Nếu trong tổ mâu thuẫn xảy ra, thì e là sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đồng chí trong tổ. Đến khi đó ảnh hưởng mang lại sẽ càng lớn. Mà công việc cụ thể của tổ đệ trình phải là tập đoàn Hoành Không đi làm. Còn đồng chí Diệp Phàm lại có uy tín không thể thay thế ở tập đoàn Hoành Không. Có thể nói thế này, tập đoàn Hoành Không không thể thiếu cận vệ siêu cấp là anh ta. Dưới tình hình này, tôi cảm thấy câu hỏi của Bí Thư Ninh rất đáng để người ta phải suy nghĩ. Hơn nữa, khi chúng ta đang phê bình đồng chí Diệp Phàm thì có phải nên nghĩ ngược lại xem, đồng chí Triệu Hướng Vân có phải cũng có chỗ nào đó không thỏa đáng hay không? Đương nhiên là tôi muốn nói về công việc của tổ đệ trình có phải có những cách làm có lẽ cũng làm cho đồng chí Diệp Phàm phản cảm. Về việc đệ trình, nói thực là trong công việc cụ thể con người thực tế như đồng chí Diệp Phàm nhất định là làm tốt hơn chúng ta. Chúng ta là sự chỉ đạo về phương hướng, còn công việc cụ thể vì chúng ta chưa từng làm việc ở dưới cho nên không thể hiểu được bằng đồng chí cấp dưới. Kim Nhân Viễn nói, ý này tuy bề ngoài là ủng hộ ý của Ninh Chí Hòa, tuy nhiên, có lẽ cũng hàm chứa một ý khác nữa. Dường như là muốn kích động bố Hoa Thanh. Hội nghị thường vụ không thể ai cũng đồng lòng. Dù anh có lợi hại và cũng có cả hậu đài phía sau thì cũng không thể làm cho tất cả mọi người trong thường vụ nghe theo anh. Dù sao, có thể ngồi được vào vị trí trong thường vụ tỉnh thì ai trên chốn quan trường cũng đều là khôn khéo. Hơn nữa, ai cũng có hậu đài, chỉ là thực lực hậu đài mạnh hay yếu mà thôi. Tỉnh Thiên Vân đương nhiên tình hình cũng tương tự, Ninh và Khúc cũng không phải việc gì cũng có chung quan điểm. Còn Kim Nhân Viễn cũng không thể việc gì cũng nghe theo. Bao gồm cả phái trung lập của hội nghị thường vụ, thường thì một hội nghị thường vụ đều chắc chắn có như vậy. Ninh Chí Hòa đúng là Ninh Chí Hòa, lập tức nói ra hàm ý kích động trong lời nói của Kim Nhân Viễn, nói. Đồng chí Nhân Viễn, nói thì phải có căn cứ. Tuy là có lẽ, nhưng khi đánh giá một đồng chí thì cũng phải chú ý. Tuy nhiên lời của đồng chí Nhân Viễn cũng có tính hợp lý nhất định. Đi ngược hướng, tư duy chắc chắn có vấn đề. Chỉ là vấn đề này rốt cuộc là vấn đề gì, đồng chí Diệp Phàm trong lòng nhất định hiểu rõ. Kim Nhân Viễn vừa nghe xong, chợt có chút hối hận. Có vẻ như tâm sự nhỏ của mình đã bị Ninh Chí Hòa nhìn ra rồi. Đúng lúc này bố Hoa Thanh lại lạnh lùng hừ nói. Không sai, Bí Thư Ninh nói rất có lý. Khi đánh giá một đồng chí tuyệt đối không thể dùng từ có lẽ. Dùng có lẽ là không có trách nhiệm đối với đồng chí Triệu Hướng Vân.
Huống hồ chúng ta bây giờ lại đang ở hội nghị thường vụ, từng lời từng câu đều đại diện cho ý của lãnh đạo. Đối với đồng chí Triệu Hướng Vân mà nói đây là rất không công bằng. Vừa rồi chỉ là trao đổi mà thôi. Khi trao đổi có vài lời không đầy đủ cũng không thể trách, đây là quy định của đồng chí nào chứ? Tôi không hề đánh giá đồng chí Triệu Hướng Vân thế này thế kia, đồng chí Diệp Phàm vì sao có thành kiến với anh ấy, đó nhất định là có nguyên nhân. Bí thư Ninh cũng đã nói, về nguyên nhân, chỉ có hỏi đồng chí Diệp Phàm là rõ nhất. Còn đồng chí Triệu Hướng Vân thì tỏ ra rất kịch liệt. Cứ như vậy, nếu để hai đồng chí có khúc mắc làm việc cùng nhau trong tổ đệ trình thì chắc chắn không phải là chuyện hay. Vì thế, xuất phát từ đại cục tôi cảm thấy, đồng chí Triệu Hướng Vân không thích hợp để sắp xếp vào trong tổ đệ trình hạng mục mới của đại quy hoạch hoành không. Bởi vì, tổ đệ trình hạng mục là dựa vào đồng chí Diệp Phàm làm chính. Đồng chí Triệu Hướng Vân chỉ là một vai phụ mà thôi. Vai phụ mà, thiếu đi một cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nhân vật chính thì sao? Không có nhân vật chính thì vở kịch làm sao mà diễn được? Kim Nhân Viễn cũng hơi chút bực tức. Vai phụ. Đồng chí Triệu Hướng Vân là đồng chí do Ủy ban Nhân dân tỉnh cử xuống, chính là lãnh đạo của Diệp Phàm. Nếu nói về nhân vật trong vở kịch thì cũng là một trong những thành viên của tổ đạo diễn. Từ lúc nào đã trở thành nhân vật phụ chứ? Bố Hoa Thanh lạnh lùng nói. Tổ đạo diễn, đúng là chuyện buồn cười. Giả sử đại quy hoạch hoành không là một vở kịch thì đồng chí Diệp Phàm chính là đạo diễn chính. Đồng chí từ trên tỉnh xuống chính là nhân vật cố vấn. Vở kịch này phải do đồng chí Diệp Phàm dẫn dắt các đồng chí cấp dưới diễn. Từ lúc nào mà đồng chí Triệu Hướng Vân lại trở thành đạo diễn chứ? Đại quy hoạch hoành không đã tiến hành được một thời gian dài, có đồng chí việc gì cho đồng chí Triệu Hướng Vân sao? Đột nhiên lại chen ngang vào là đạo diễn, vậy thì đạo diễn cái gì? Kim Nhân Viễn cười nhạt nói. Bố Hoa Thanh đang muốn mở lời phản bác thì Ninh Chí Hòa khoát tay, nói. Việc này không cần tranh luận nữa. Đồng chí Triệu Hướng Vân lần này không vào tổ đệ trình hạng mục nữa. Bố Hoa Thanh còn nói được gì nữa, nếu là giơ tay biểu quyết thì hôm nay cũng sẽ thất bại. Để Ninh Chí Hòa trực tiếp quyết định vẫn còn giữ lại được một chút thể diện. Ngày 26 tháng 6, đoàn chuyên gia trong tổ khảo sát do đồng chí Phó Tổng Thư ký Chính vụ Viện Trương Cổ Khánh làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Thiên Vân. Thành viên đoàn khảo sát có nhiều đồng chí viện sĩ của hai viện. Những chuyên gia khác có các nhân sĩ quyền uy ở các ngành như quy hoạch xây dựng và du lịch. Còn tỉnh Thiên Vân cũng thành lập riêng một tổ chuyên gia cùng đi xuống với đoàn khảo sát để tiện phối hợp công tác. Tuy nhiên, về việc Trương Cổ Khánh làm trưởng đoàn thì trong lòng Diệp Phàm cũng có chút suy nghĩ không biết lý do gì mà ủy viên Trịnh Tùng Tiền lại sắp xếp như thế. Theo lý mà nói Kiều Hoành Sơn đã phê duyệt khoản tiền bổ sung hỗ trợ cho Trịnh Quốc Trạch, con trai của Trịnh Tùng Tiền. Bên này Trịnh Tùng Tiền ông cũng phải sắp xếp hợp lý mới phải chứ. Ông lại cử Trương Cổ Khánh xuống thì chẳng phải là tự bôi thuốc nhỏ mắt cho mình sao. Trương Cổ Khánh sau khi đến tỉnh thành tỉnh Thiên Vân đã trở về nhà. Trương Hồng Đông vừa mới về hưu, cũng ở trong khu biệt thự dành riêng cho cán bộ từ cấp phó tỉnh trở lên, các đồng chí ở tỉnh Thiên Vân gọi là ứng viên. Bố, con về rồi. Trương Cổ Khánh đặt chiếc cặp ra xuống, bước đến nhẹ nhàng bóp vai cho Trương Hồng Đông. Hai vai của Trương Hồng Đông thường xuyên bị tê, Trương Cổ Khánh rất hiếu thuận với bố mẹ, mỗi lần về nhà, động tác đầu tiên là làm như thế. Cổ Khánh, rửa tay trước đi rồi uống ngụm trà. Lúc này, mẹ của Trương Cổ Khánh Dương Thanh Cúc bưng đến một chén trà đặt lên bàn. Vâng ạ, Trương Cổ Khánh bước nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi rồi mới ra. Ngồi đi Cổ Khánh, báo cáo với ta một chút về công việc của con nào. Trương Hồng Đông mở to mắt. Chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện nói. Mỗi lần con trai về nhà là Trương Hồng Đông cũng đều yêu cầu anh ta báo cáo công việc. Dù bây giờ đã nghỉ hưu rồi cũng phải nghe báo cáo, nếu không thì không quen. Ông à, ông đã nghỉ hưu rồi còn yêu cầu con báo cáo công việc cái gì chứ? Thật là, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm thôi, còn nghiền ngẫm từng chữ một làm gì? Dương Thanh Cúc trách. Về hưu rồi thì không thể nghe báo cáo sao? Trương Hồng Đông đột nhiên nổi giận. Trợn mắt nhìn vợ. Mẹ, không sao, con sẽ báo cáo với bố một số công việc gần đây. Bố cũng là vì tốt cho con, sợ trong công việc con có sơ suất. Hôm nay con vẫn phải báo cáo công việc với bố. Trương Cổ Khánh vội vàng nói. Lão biết cha mình sau khi về hưu cũng có một giai đoạn không thích ứng được giống với rất nhiều đồng chí già khác, vẫn nhớ phong cách lãnh đạo, nghe báo cáo chính là một sở thích. Sau khi nghe xong Trương Hồng Đông nhíu mày.
Lần này ủy viên Trịnh cử con xuống khảo sát tập đoàn Hoành Không cũng là để khảo nghiệm con đấy. Trương Hồng Đông nói. Con cũng có nghi ngờ. Trước kia ủy viên Trịnh biết Diệp Phàm và Trương gia chúng ta có chút khúc mắc. Cho nên về việc khảo sát việc đệ trình đại quy hoạch của bọn họ luôn ấn vào tay con. Ủy viên Trịnh cũng không nói về việc này. Mấy ngày nay đột nhiên thay đổi, lại đồng ý cử đoàn khảo sát xuống. Trương Cổ Khánh nói. Ông ta có dặn dò con cái gì không? Trương Hồng Đông hỏi. Có. Trương Cổ Khánh gật đầu rất dứt khoát, nhìn bố nói. Giống như có chút mịt mờ chỉ ra lần này đoàn khảo sát xuống khảo sát có chừng mực một chút, thoải mái một chút. Các đồng chí cấp dưới cũng không dễ dàng gì. Việc này trên thực tế chẳng phải là bảo bọn con xuống chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi sao. Đoàn khảo sát này xuống chính là một sự ngụy trang, trên thực tế chẳng có nhiều ý nghĩa. Hừ, Trịnh Tùng tiền nhè ra rồi. Trương Hồng Đông lạnh lùng hừ một tiếng, một chút phẫn nộ hiện lên trên mặt. Khi đó ông ta nói với con như vậy con đã để ý rồi, lại khéo gặp phải Trịnh Trạch Quốc. Hắn nói đi tổng cục lấy công văn phê chuẩn, con vừa nghe liền nói chuyện vài câu, mới biết được hắn đang cần tiền của tổng cục. Mà còn là đích thân phó tổng cục trưởng Kiều Hoành Sơn phê chuẩn. Nghe nói là đã bổ sung cho sư đoàn của bọn họ hơn 100 triệu. Đúng là không ít, Trương Cổ Khánh nói. Hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Trương Hồng Đông cười nhạt nói. Tuy nhiên, thấy con vẫn có chút không hiểu, Trương Hồng Đông nói. Con có biết quan hệ của Diệp Phàm với Kiều Hoành Sơn không? Con không rõ lắm. Trương Cổ Khánh lắc đầu. Con rể của Kiều gia đại viện đấy, bây giờ thì hiểu vì sao Trịnh Tùng Tiền làm như thế rồi chứ. Trương Hồng Đông nói. Ồ, hóa ra là như vậy. Trương Cổ Khánh sửng sốt, sau đó sắc mặt trầm xuống. Rất lâu sau mới hỏi. Vậy thì bố, việc này phải xử lý thế nào? Chẳng phải Trịnh Tùng Tiền bảo con khảo sát có chừng mực thôi hay sao? Dù sao cuối cùng cũng là đồng ý, con tự quyết định đi. Trương Hồng Đông nói. Rõ rồi à. Trương Cổ Khánh gật đầu thở dài, nói. Bố, việc này con thấy thôi đi. Việc này con cũng nghe nói qua rồi, lúc đầu Thiết Cúc Hoa thực sự đã vô lý gây sự. Hơn nữa chúng ta có thể kéo dài thời gian của đại quy hoạch như thế rồi cũng xem như là xứng đáng với bà ta. Người đàn bà này cũng không phải là giỏi giang gì, có những việc chúng ta cũng không cần phải làm quá lên. Bằng không mâu thuẫn này cứ kéo dài cũng không tốt. Diệp Phàm có để ý đến thể diện của Trương gia chúng ta không? Trương Hồng Đông nói. Không. Trương Cổ Khánh gật đầu. Vậy thì con ra tay dạy bảo một chút là được, lần này chính là cơ hội. Ta muốn Trịnh Tùng Tiền cũng phải xấu hổ. Vì thế đã đặc biệt cử con đảm nhận đoàn trưởng đoàn khảo sát lần này. Thực ra chính là trao cho con cơ hội trị cho Diệp Phàm một chút để bớt giận. Dù sao, mối giao tình giữa ta và ông ấy đã nhiều năm rồi. Nhưng chị thì chị, cuối cùng vẫn phải đồng ý đại quy hoạch này. Đây là ý của Trịnh Tùng Tiền. Chị để cho con chút giận, là để lấy lại thể diện cho Trương gia chúng ta. Còn đồng ý đại quy hoạch là sự thỏa hiệp của Trịnh Tùng Tiền và Kiều gia người ta. Cho nên, con cần phải nắm lấy. Dù không thể làm hỏng chuyện này, nhưng cũng phải khiến cho Diệp Phàm thấy khó chịu một thời gian mới được. Người Trương gia chúng ta không phải bị ăn hiếp dễ dàng như vậy, Thiết Cúc Hoa có không đúng thế nào đi nữa, nhưng chung quy lại cô ấy cũng là người thân của Trương gia. Con cũng biết, chị họ của cô ta Dương Cầm Kỳ thực ra là con gái của dì con. Chỉ có điều có vài việc không hay dẫn đến không nhận nhau, nhưng tình thân thích này chúng ta không thể đánh mất được. Nể mặt dì con ta đã nhận con gái nuôi, thực ra cũng chẳng phải là vì dì con. Ôi, cái thể diện này đúng là nói không thể rõ ràng được. Làm người. Chương 3316, việc nhất định phải thông qua. Tôi biết, thực ra mọi người trong lòng đều biết rõ về đại quy hoạch Hoành Không. Không có mối quan hệ với Kiều gia đại viện, rốt cuộc thì ủy viên Trịnh vẫn phải đồng ý. Chỉ có điều vừa khéo rơi vào ta con kéo dài thời gian một chút mà thôi. Thế lớn không thể ngăn nổi. Trương Cổ Khánh nói. Con có thể hiểu thì tốt. Chủ tịch Đường khi thị sát tập đoàn Hoành Không đã nói rồi. Đại quy hoạch Hoành Không sẽ phê chuẩn xuống, đó là quyết định rồi. Việc này thực sự từ trong lòng ta cũng ủng hộ đại quy hoạch Hoành Không. Đây là một việc lớn có lợi cho dân, cho nước, nếu thành công cũng có lợi rất nhiều cho tỉnh Thiên Vân chúng ta. Vì thế ta vốn cũng không phải thực sự muốn mạo hiểm như vậy, nhưng cứ nghĩ đến gã thanh niên cuồng vọng hết mức kia là ta tức không chịu nổi rồi. Thực sự không coi chúng ta ra gì cả có phải không nào? Về điểm này, ngay cả Ninh Chí Hòa cũng nhìn thấu.
vì đại quy hoạch hoành không ông ta mới không lên tiếng. Còn phí gia cũng chẳng tăng cường đẩy nhanh tốc độ, chủ tịch Khúc càng hiểu rõ việc này, chú ý đến ý tưởng của ta. Những đồng chí được cử xuống vẫn đang giằng co, bọn họ căn bản không hiểu mấu chốt trong đó là ở chỗ nào. Tầm nhìn cũng là một thực lực, còn phải cân nhắc nhiều một chút. Hơn nữa con cũng đã có thời gian dài làm việc ở chính vụ viện rồi. Thời điểm thích hợp ta sẽ thương lượng một chút với ủy viên Trương, để cho con xuống dưới tỉnh rèn luyện một chút. Dù sao cũng phải xuống, con phải xuống sớm để chuẩn bị thì mới được. Trương Hồng Đông vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ha ha, thời gian này sau khi con tiếp nhận công việc con cũng luôn nghiên cứu đại quy hoạch hoành không. Không thể không nói, con người Diệp Phàm này rất có năng lực. Về điểm này Trương Cổ Khánh con rất ít khi phục người ta. Trương Cổ Khánh nói, không chỉ là năng lực, tiểu tử này có khí phách lớn để hoàn thành đại sự. Ngay cả Trương Hồng Đông ta cũng khâm phục khí thế của hắn. Lão tổng của một nhà máy, lại chu toàn ở giữa hai tỉnh. Sinh tồn trong kẽ hở, hơn nữa lại còn phải phát triển lớn mạnh lên, rất không dễ dàng. Trước kia khi ta nhậm chức thời gian ta gánh gánh nặng này cũng không ngắn. Ta sợ nhất là năm mới. Cứ đến cuối năm là đám ruồi bỏ ở tập đoàn Hoành không đó cứ đến cửa xin tiền, xin ủng hộ, xin chính sách. Hàng năm cấp cho cũng chẳng thấy có chuyển biến tốt gì cả. Không ngờ vấn đề nan giải của bao năm lại có tính khả thi giải quyết được trong tay Diệp Phàm. Nói thực, là một cựu chủ tịch tỉnh Thiên Vân, trong lòng ta rất vui mừng. Chỉ là tính khích của tiểu tử này quá kiêu ngạo, không biết tốt xấu mà thôi. Nếu có thể nhẹ nhàng một chút thì tiền đồ của tiểu tử này không thể đo được. Vì thế với người này con không nên đắc tội quá đáng. Mang đến cho mình những nhân tố bất lợi không cần thiết sau này. Tuy bây giờ hai người bọn con không liên quan gì với nhau. Nhưng ai có thể đảm bảo trong mấy chục năm công tác sau này bọn con sẽ không gặp nhau. Sông không đổi, núi không rời, ta luôn có dự cảm. Trương Hồng Đông nói. Con hiểu rồi. Trương Cổ Khánh gật đầu thận trọng, nói. Sáng sớm ngày mai đoàn khảo sát sẽ xuống. Có lẽ Diệp Phàm cũng đang gấp rút chuẩn bị, tuy nhiên, nghe nói vì một vấn đề trong thành viên tổ đệ trình hạng mục đã lên tỉnh. Xem ra, người này gây thù chuốc oán cũng không ít. Làm người, làm sao có thể không có thù oán, dù con cứ luôn là người tốt, cũng vẫn có thể đắc tội với người khác. Đặc biệt là những đồng chí có năng lực làm việc, người đắc tội càng nhiều, bởi vì muốn làm việc thì phải đụng chạm đến lợi ích của một vài đồng chí. Một khi đụng đến thì chẳng phải sẽ sinh ra khúc mắc hay sao? Trương Hồng Đông nói. Cũng đúng lúc này, Diệp Phàm cuối cùng không chịu được đành gọi điện thoại cho Ninh Chí Hòa. Nói về một số khúc mắc giữa mình với Trương Cổ Khánh. Ha ha ha, thủ đoạn của ủy viên Trịnh hay. Việc này không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên có lẽ tiểu tử cậu sẽ khó chịu một chút. Hơn nữa, nhìn từ việc lần trước, tỷ lệ cơ hội thông qua rất lớn. Số cậu cũng may mắn đấy có phải không nào? Ninh Chí Hòa cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Trịnh Tùng Tiền đã hoàn thành lời hứa của mình đối với người khác. Nhưng lại có thể quan tâm đến cảm nhận của Trương gia. Con cáo giả này, hai bên đều không đụng vào. Vận dụng thủ đoạn quan trường này đúng là tôi cũng không bằng. Diệp Phàm nói. Khi cậu có thể thắng được lão ta thì cậu không còn ở tập đoàn Hoành không nữa rồi. Tuy nhiên mỗi người đều có thủ đoạn và tính khí khác nhau. Đồng chí Trịnh Tùng Tiền có nguyên tắc và tính cách làm việc của mình. Không cần phải khâm phục một ai cả có phải không nào. Thành tích của đồng chí Diệp Phàm cậu bây giờ rất rõ ràng. Tốc độ thăng quan tiến chức của cậu Ninh Chí Hòa tôi có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vì thế quẳng đi gánh nặng, chuẩn bị cho tốt để đón tiếp đoàn khảo sát xuống là được rồi. Ninh Chí Hòa cười nói. Tôi đâu có thể so sánh được với Ninh Thúc, ha ha. Diệp Phàm cười phá lên. Cậu xem. Vừa khen ngợi cậu mấy câu thôi thì đã đắc ý thế rồi, đồng chí Diệp Phàm, phải nhớ điều tiết. Nếu lúc trước không phải do một số quyết định tắc trách của cậu thì cũng sẽ không dẫn đến chuyện phiền phức này từ Trương gia. Được rồi, chuyện qua qua rồi, không cần phải nhắc đến nữa. Con người mà, phải học cách bỏ qua, bỏ được thì mới có thu được. Bằng không, anh cứ tự ngăn cấm mình thì làm sao mà có thu hoạch. Dù là có thu được thì anh cũng tự bế tắc. Bởi vì thế... Vào một thời điểm nhất định tiến hành làm sạch lại cuộc sống của mình một lần cũng là cần thiết. Ninh Chí Hòa cười nói. Cuộc sống cũng cần phải được làm sạch, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Đa tạ sự dạy bảo của Ninh Thúc. Diệp Phàm cười nói. Xem bắt đầu nịnh bợ rồi có phải không đấy? Ninh Chí Hòa cười nói,
tâm tình rất tốt. Ninh Thúc đâu phải là ngựa. Diệp Phàm cười nói. Cậu, Ninh Chí Hòa ngắc ngứ. Tôi phải cảm tạ Ninh Thúc đã ủng hộ tôi về chuyện của Triệu Hướng Vân. Diệp Phàm chuyển qua nói. Cậu thật là, vẫn cái tính khí xấu ấy. Chẳng lẽ trong lòng Diệp Phàm cậu lại khó để bỏ qua cho Triệu Hướng Vân được hay sao? Thực sự muốn thế nào thì cậu mới để ý đến hắn ít thôi. Có coi như hắn là không khí đi. Một khi việc đệ trình thực sự được phê chuẩn, tổ hạng mục này chẳng phải là cũng hoàn thành nhiệm vụ đến lúc giải tán hay sao? Như thế người tốt, ta tốt, mọi người cũng tốt, có gì mà không tốt? Cậu thật là, không thể nào bình tĩnh được. Ninh Chí Hòa giáo huấn. Tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh sao, là tôi căn bản không muốn để cho Triệu Hướng Vân hái quả, dựa vào cái gì mà để cho loại người chỉ biết đối đầu với tôi, quản chuyện của người khác. Đại quy hoạch hoành không là chúng ta khổ sở mới làm được ra. Cứ như bí thư Chiếm có thể ủng hộ công việc của chúng tôi thì chúng tôi cũng để cho ông ấy dính vào một chúng là đúng rồi. Nhưng Triệu Hướng Vân hắn thì không được, bởi vì bản thân hắn cũng chẳng có gì tốt. Diệp Phàm hừ nhạt một tiếng, nói. Diệp Phàm, chiếc bánh này quá lớn cậu không thể nuốt được đâu. Cậu phải học cách khi có bánh thì phải chia cho người khác cùng hưởng mới đúng. Dù là đối thủ của cậu cho hắn thử một miếng, trong lòng người ta sẽ thấy vị ngọt. Vẫn tốt hơn là cứ nhớ mãi cậu không cho thử tí nào, có phải thế không nào? Ninh Chí Hòa nói. Tôi làm không được. Thái độ của Diệp Phàm cương quyết. Được rồi, nói với cậu việc này đúng là đàn gảy tai trâu, không nói nữa. Cậu đi chuẩn bị cho tốt là được rồi. Ninh Chí Hòa tức giận cúp điện thoại. Tiểu tử này, đúng là ngoan cố, chưa được khai hóa hoàn toàn. Sáng ngày hôm sau, tập đoàn Hoành không sẵn sàng đón khách. Tổng bộ tập đoàn cờ phướn bay phất phới, còn mượn hơn 100 học sinh của trường trung học Hoành không đến. Bên cạnh còn có cả đội chống hiệu, từng người Hoành không tinh thần đều hưng phấn. Còn Diệp Phàm sáng sớm đã đến tổng bộ rồi. Chào các thầy. Diệp Phàm chào hỏi, cười nói với các thầy giáo đang đứng trước đội ngũ học sinh. Chào anh Bí Thư Diệp. Tất cả các thầy cô giáo vẻ mặt đều hưng phấn chào Diệp Phàm, việc này, tuy Diệp Phàm đến tập đoàn Hoành không mới hơn một năm, nhưng vì việc quá nhiều. Mà thời gian Diệp Phàm ra ngoài cũng ít, cho nên các thầy, cô giáo cũng rất ít khi có thể gặp được nhân vật quan trọng trong truyền thuyết này. Ha ha ha, tôi không tốt, vẫn chưa thể làm cho mức lương của các thầy, cô ngang bằng với bên Việt Đông. Tuy nhiên, yên tâm, tương lai chúng ta không phải là mơ đâu. Hôm nay là một cơ hội lớn, mọi người thể hiện cho tốt, chỉ cần nắm được, không cần đến thời gian 5 năm, tiền lương của mọi người sẽ tăng lên gấp đôi. Diệp Phàm cười nói, bước nhanh đến mỉm cười bắt tay thân mật với các thầy, cô giáo. Anh ơi, thế thì sau này đi học không cần phải đóng tiền học phí nữa có phải không? Lúc này một học sinh đã hồn nhiên hỏi. Trương Tiểu Phương, đừng nói lung tung, đây là bí thư Diệp của tập đoàn Hoành không, sao có thể gọi lung tung thế? Câu hỏi của Trương Tiểu Phương thiếu chút nữa thì khiến cho hiệu trưởng nhà trường và các thầy, cô giáo sợ hãi. Ha ha ha, không sao. Diệp Phàm nhã nhặn khoát khoát tay, nói. Học trò Trương Tiểu Phương, em nói rất có lý. Tin rằng 5 năm sau mục tiêu này sẽ có thể thành hiện thực. Đến khi đó, không chỉ là tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học đều không cần đóng học phí nữa, ngay cả học đại học cũng do tập đoàn Hoành không trả. Đương nhiên, các em phải chuyên tâm học hành, đạt thành tích tốt mới được. Chợt học sinh và các thầy, cô giáo đều vỗ tay. Khổng Ý Hùng đi cùng với Diệp Phàm đến văn phòng, phát hiện mới 7 giờ mà tất cả nhân viên đều đã ở tại vị trí. Hơn nữa, hôm nay ai cũng ăn mặc hết sức trang trọng. Mặt mũi tươi cười. Các đồng chí tốt lắm. Diệp Phàm vừa đi vừa cười nói. Hôm nay là một chuyện rất tốt đối với tập đoàn Hoành không chúng ta mà nói. Tất cả người Hoành không đều giống như là đang ăn Tết vậy. Tối hôm qua vợ tôi đã chuẩn bị cho tôi một bộ vest mỏng. Tôi nói bây giờ thời tiết nóng bức, nhưng vợ tôi cứ nói hôm nay là ngày tốt, không thể để mất mặt tập đoàn Hoành không được. Khổng Ý Hùng vuốt mông mình cười nói. Ha ha ha, Ý Hùng à Ý Hùng, tôi chẳng được trịnh trọng như anh. Anh thấy đấy, tôi chỉ mặc áo ngắn tay thôi. Diệp Phàm cười nói. Thế thì tôi về thay ngắn tay. Khổng Ý Hùng vội vàng nói. Thôi, không cần việc ăn mặc cũng phải thống nhất có phải không nào. Như thế sẽ mất đi tính đa dạng trong cuộc sống. Diệp Phàm khoát tay. 10 giờ đúng, các đồng chí của hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân đều đã đến. Thành viên ban lãnh đạo thành phố Hạng Nam và địa khu Giang Hoa cũng đã vào vị trí.
Còn đoàn khảo sát có lẽ phải 11 giờ 30 phút mới đến, cho nên tất cả các đồng chí đều đứng thành từng tốp ở cổng của tập đoàn Hoành không nói chuyện phiếm. Một số đồng chí thông minh thì nhân cơ hội này chen đến chào hỏi, làm quen với các vị lãnh đạo. Đương nhiên, hành động này phải xem lãnh đạo vừa tiếp người nay xong thì anh mới được chen vào. Bằng không lãnh đạo đang nói chuyện với người ta mà anh chen vào thì chẳng khác nào muốn chết. Rốt cuộc chờ đợi rồi cũng đến ngày này, không dễ dàng gì bí thư Diệp nhỉ. An Bình Phong của tỉnh Điền Nam cười nói. Đúng vậy, có lẽ ngày này là sự chờ đợi của người Hoành không mấy chục năm rồi. Trương Tương Hòa ốm bây giờ đã khỏe rồi, đi qua cùng với An Bình Phong, đứng bên cạnh cười nói. Chương 3317, Sư trưởng Trương, anh ở đâu? Giấc mơ sắp biến thành sự thật, đương nhiên là mọi người đều hưng phấn rồi. Chiêm Hữu Quang cười nói. Các vị lãnh đạo, gánh nặng đường xa mà. Diệp Phàm cười nói. Khởi đầu suôn sẻ thì đã thành công một nửa rồi mà, hôm nay chính là một sự khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần làm tốt nền tảng thì việc bay cao của Hoành không sẽ không phải là mơ nữa. An Bình Phong cười nói. Chủ tịch An biết bấm quẻ hả? Phong Hồ Ninh cười nói. Tôi cũng muốn đấy, nhưng tiếc là cả đời lại chẳng có được khả năng đặc biệt thần côn đó. Lời của An Bình Phong chọc khiến cho mọi người đều cười phá lên. Đoàn đón khách hôm nay đội hình rất lớn, các công nhân viên, chuyên gia của hai tỉnh, cộng lại cũng hơn 100 người. Lại thêm người của thành phố Hạng Nam, địa khu Giang Hoa và tập đoàn Hoành không, chỉ cán bộ không cũng không dưới 300 người. Khi mọi người đang cười cười nói, Bao Nghị chán đầy mồ hôi chạy đến nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Tình hình không hay rồi, đoàn xe của đoàn khảo sát khi đang đi qua thị trấn Thiết Tiền huyện Mạo Đông thành phố Thiết Hà tiếp giáp với thành phố Hạng Nam chúng ta thì phát hiện có 200 người đang tụ tập. Đám người này dùng gậy gộc, cuốc xẻng, gạch đá làm vũ khí đánh nhau. Khi đoàn xe đi qua thì đám người này đập vào đoàn xe. Khiến cho đội xe đành phải dừng lại. Nói lung tung, sở công an tỉnh chẳng phải đã cử người chuyên đi áp tải đoàn xe hay sao? Sao không đi dẫn đường trước, lại để cho đám người đập vào xe? Diệp Phàm thiếu chút nữa thì nổi cáu. Vốn sắp xếp từ trước là không đi qua tuyến đường thị trấn Thiết Tiền, tuy nhiên, khi đoàn xe đang đi trên quốc lộ A16 đến đoạn huyện Lao Sơn thì đột nhiên buổi sáng bị sạt lở núi, dẫn đến mặt đường bị lún xuống dưới sông. Tuy ngành cầu đường đang gấp rút sửa chữa, nhưng ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa mới có thể xong. Không còn cách nào khác, tạm thời phải chọn một tuyến đường khác, đó chính là đi qua trấn Thiết Tiền. Không ngờ lại xảy ra việc thế này. Mà khi đó các đồng chí trên tỉnh tuy là đã phát hiện ra việc bất ngờ này, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì đám người đánh nhau đập vào đoàn xe từ một hướng đường khác. Hơn nữa, những gạch đá có thể được đều bay đập trực tiếp vào đoàn xe. Mà công an hộ tống cũng rất đông, nhưng nhất thời không kịp trở tay. Bao Nghị vẻ mặt nặng nề nói. Tình hình hiện tại thế nào? Diệp Phàm hừ nói. Đoàn xe bị ép dừng lại rồi, đồng chí trên tỉnh xuống xe định đuổi người đi. Tuy nhiên đám người này quá đông, người của tỉnh lại không đủ. Còn đám người này có lẽ đã nhìn thấy có xe cảnh sát hộ tống, nhất định ngồi trong xe là quan lớn nào đó. Cho nên một số người đã la hét vào đoàn xe. Như thế thư ký trưởng Trương đành phải xuống xe chỉ thị, bảo đám người qua nói chuyện. Sau khi tìm hiểu, mới hiểu được nguyên nhân của việc tranh chấp địa giới. Bao Nghị nói, một việc bình thường mà. Diệp Phàm hơi thoải mái một chút. Bình thường thì bình thường, tuy nhiên, nhắc đến cuối cùng lại liên quan đến chúng ta. Bao Nghị thở dài. Sao lại thế? Diệp Phàm hỏi. Trấn Thiết Tiền tiếp giáp với thị trấn Khanh Đầu của chúng ta, mà thị trấn Khanh Đầu là trấn thuộc huyện Hoàng Cương. Tuy sau này Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả nó về trấn Hạng Nam, nhưng cũng là một trong 12 xã, trấn đòi hỏi tập đoàn Hoành không chúng ta ra sức giúp đỡ. Nhưng hai ngày nay cách xử lý của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thay đổi rồi, lại đưa thành phố Hạng Nam trở lại tập đoàn Hoành không. Trên thực tế chúng ta đã trở thành cấp trên chủ quản. Mà quần chúng của thị trấn Thiết Tiền nói thị trấn Khanh Đầu đang tiến hành xây dựng lớn đối với thổ vương gia vốn chính là thuộc thị trấn Thiết Tiền, đã bị thị trấn Khanh Đầu chiếm. Bây giờ bọn họ đòi lấy về. Hai trấn phụ cận thổ vương gia cảm thấy mình đều có quyền ở đây. Từ tranh chấp nhỏ trở thành tranh chấp lớn, và đã phát triển mang tính quần thể như ngày hôm nay. Bao Nghị nói, thổ vương gia là cái gì? Diệp Phàm rất bực bội. Cái gì, trên thực tế chỉ là một nấm mồ giả mà thôi. Bao Nghị hừ nói, nấm mồ giả mà mấy trăm người tranh chấp,
Có phải có nguyên nhân hay không? Diệp Phàm suy nghĩ. Đương nhiên là có nguyên nhân rồi, tuy chỉ là một nấm mồ giả, nhưng nghe nói nấm mồ này không hề đơn giản. Nghe nói lịch sử của nó có thể đã có từ thời nhà Đường hơn 1.000 năm trước. Thời đại đó vẫn là trăm bá tranh cường. Có vị anh hùng Ngõa Cương Tắc, có 13 hảo hán tùy đường. Còn ở khu vực tiếp giáp ranh giới giữa thị trấn Thiết Tiền và Khanh Đầu xuất hiện một thổ bá vương. Người này gọi là Thiết Đông Hùng, nghe nói đi theo Tần Thúc Bảo, là một trong 24 công thần Lăng Yên Các của thời Đường. Là phụ tá đắc lực của Tần, sau khi chết được phong là Thiết Hà Hậu. Năm xưa Thiết Đông Hùng khi chinh chiến có nói là sau khi chết muốn được an táng ở quê hương. Cho nên đã cho người làm trước cho mình một ngôi mộ. Tuy nhiên, Thiết Đông Hùng sau khi chết hậu duệ của ông ta không muốn trở về vì thế cuối cùng đã không an táng ở đó. Đương nhiên không có con cháu nối dõi, còn ngôi mộ không có người vào này được người địa phương gọi là Thổ Vương gia. Thiết Đông Hùng khi còn sống cũng chỉ là một nhân vật phó thứ sử. Người dân ở thị trấn Thiết Tiền và thị trấn Khanh Đầu chẳng qua là đề cao ông ta nên đã phong là Thổ Vương gia mà thôi. Căn bản bọn họ không hiểu được làm sao mới được gọi là Vương gia. Mà thị trấn Khanh Đầu chẳng phải là đã là một trong những trấn phát triển du lịch trong đại quy hoạch Hoành Không rồi sao? Mà thời gian điều tra, nhân viên điều tra sau khi nghe nói việc này đã cảm thấy hoàn toàn có thể sử dụng Thổ Vương gia này. Trải qua hơn 1.000 năm Thổ Vương gia này cơ bản chẳng có ai nhắc đến nữa rồi. Nó chính là một ụ đất hoang mà thôi. Sau khi điều tra được trở thành một trong những điểm khai thác phát triển du lịch, người mang họ Thiết ở hai thị trấn đương nhiên đều không phải ngốc, ai cũng nhìn thấy lợi ích nên đã đứng ra. Tranh cướp nói là ụ đất vàng này là mộ của tổ tiên nhà họ. Trước kia chỉ là tranh cãi nhỏ. Không ngờ hôm nay phát triển lên quy mô cả trăm người đánh nhau như thế. Mà người nhà Thiết Hùng ở thị trấn Thiết Tiền đã tố cáo với thư ký trưởng Trương, nói là đại quy hoạch Hoành Không làm rối loạn lên. Tập đoàn Hoành Không quá quân phiệt. Muốn xây dựng điểm du lịch đã không thông báo cho những người hậu bối bọn họ. Đây là hành vi gì chứ? Dù sao cũng nói những thứ linh tinh. Thư ký trưởng Trương đương nhiên cũng bảo người ghi chép lại. Bao Nghị nói. Đoàn xe bọn họ bây giờ đến đâu rồi? Diệp Phàm nhíu mày nói. Đã bị chặn lại rồi, thư ký trưởng Trương chỉ thị nói là bảo đại diện Thiết gia của hai trấn đến tập đoàn Hoành Không giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên, đại diện hai nhà đều nói là bọn họ không thể đùa vào tập đoàn Hoành Không, đặc biệt là thổ bá vương Diệp Phàm kia càng quân phiệt. Nghe nói còn sẽ dùng nắm đấm đánh người. Bọn họ căn bản không dám đi. Còn nói là công an tập đoàn Hoành Không một khi đi là nhất định bắt người. Nếu thư ký trưởng Trương không giải quyết vấn đề này thì bọn họ không đi. Việc này người phụ trách hai trấn vừa nghe được cũng đã vội vàng chạy đến khuyên giải rồi. Tuy nhiên, người Thiết gia càng ngày càng đông. Bây giờ đã tụ tập lên đến mấy trăm người rồi. Cán bộ hai trấn và các đồng chí trên tỉnh cũng lo sợ việc sẽ lớn lên, cho nên, cũng không dám cưỡng chế thi hành. Chỉ sợ làm bị thương thư ký trưởng Trương. Bao Nghị nói. Chẳng lẽ bây giờ vẫn bị bao vây ở trong xe hay sao? Diệp Phàm hỏi. Không phải trong xe mà là bị bao vây ở trên đường. Mà các xe qua đường cũng bị chặn lại ở đó, bây giờ đã tắc đến mấy chục cái rồi. Cán bộ tỉnh vây lấy thư ký trưởng Trương, người vẫn chưa làm sao cả. Chỉ là nếu tiếp tục không mở ra thì e là việc càng ngày càng lớn, càng ngày càng loạn. Bao Nghị vẻ mặt u buồn. Bao Nghị, việc này lẽ nào lại trùng hợp đến như thế sao? Diệp Phàm hừ nói. Ý của anh Diệp là bên trong đó có sắp đặt. Bao Nghị hỏi. Sớm không cãi, muộn không cãi, đúng lúc thư ký trưởng Trương xuống thì cãi. Việc này là cãi cho ai xem, hơn nữa. Lại còn chỉ đích danh tôi nữa. Diệp Phàm tôi có hệ quái gì với Trấn Thiết Tiền? Đây chẳng phải là trùng hợp kỳ lạ sao? Diệp Phàm nói. Đúng là có chút khả nghi, tuy nhiên, hình như cũng không có gì khả nghi. Dù vậy, bất luận thế nào cũng phải lập tức giải thoát cho đoàn người thư ký trưởng Trương. Để cho bọn họ phá như thế, trong lòng các chuyên gia của đoàn khảo sát nhất định sẽ thất vọng. Sẽ cảm thấy đại quy hoạch Hoành Không chúng ta rất không hoàn thiện. Ngay cả những tranh chấp cơ bản cũng không giải quyết được, vội vàng hấp tấp. Bao Nghị nói, Diệp Phàm đến chỗ An Bình Phong và Chiêm Hữu Quang báo cáo việc này, mấy vị phụ trách chủ yếu vừa nghe cũng biến sắc, lập tức vội vàng vào phòng họp. Làm thế nào mà lại trở nên như thế? Chiêm Hữu Quang cau mày, An Bình Phong cũng gần như thế. Bao Nghị nhanh chóng báo cáo tình hình lại một lượt. Diệp Phàm chạy vội vàng phòng vệ sinh gọi điện thoại, hỏi. Trương Cường,
bộ đội của cậu cách thị trấn Thiết Tiền của huyện Mạo Đông thành phố Thiết Hà bao xa? Bởi vì gần đây nghe nói Trương Cường đang muốn triển khai huấn luyện dã ngoại trong toàn sư đoàn. Khu vực chính là ở thành phố Hạng Nam. Để tôi kiểm tra. Trương Cường nói, không lâu sau nói. Khoảng hơn 20 dặm, tuy nhiên, Diệp Đại, anh hỏi việc này làm gì thế? Có thể qua thị trấn Thiết Tiền hay không? Diệp Phàm hỏi, trọng tâm kể lại sự việc một lượt. Vốn là theo hành trình không đi qua hai trấn này, tuy nhiên, đã xảy ra việc như vậy, tôi lập tức lệnh cho bọn họ thay đổi đi qua thị trấn Thiết Tiền. Trương Cường không nói nhiều. Phải chú ý, các anh chỉ là qua đường, sơ tán xe cộ tản ra là được. Như thế đoàn xe của trưởng thư ký có thể đi theo sau các anh. Diệp Phàm nói. Tôi hiểu rồi, bọn tôi chỉ là huấn luyện dã ngoại đi qua thôi mà. Trương Cường nói. Diệp Phàm quay về phòng họp, phát hiện mặt ai cũng đang nặng nề. Làm bừa thôi mà, lập tức thông báo cho lãnh đạo huyện Mạo Đông xuống giải tán đám đông. Làm cái gì thế không biết. Chiêm Hữu Quang giận tối mặt. Bọn họ xuống rồi, tuy nhiên, nghe nói người quá đông. Không dễ giải tán. Bao Nghị nói. Ôi, đúng là, việc thuận lợi như vậy lại thành ra thế này. Cứ như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Đại quy hoạch của chúng ta sẽ gặp phiền phức rồi. Tinh thần An Bình Phong cũng không khá hơn. Nghe nói các chuyên gia đã lập tức triển khai điều tra ngay tại đó. Nói đây chính là tài liệu đầu tiên ở hiện trường. Thư ký trưởng Trương lại đang tìm hiểu tình hình. Bao Nghị nói. Điều Võ Cảnh xuống. Chiêm Hữu Quang nói. Không cần đâu Bí Thư Chiêm, tin là không lâu nữa bọn họ sẽ tới đây. Diệp Phàm nói. Anh đã có sắp xếp rồi hả? Chiêm Hữu Quang ngạc nhiên hỏi. Sắp xếp thì không có, tuy nhiên. Một sư đoàn bạn của tôi đang đi huấn luyện dã ngoại qua trấn Thiết Tiền. Đến khi đó, đoàn xe bị chặn lại, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách để thông xe qua đường. Đến khi đó thư ký trưởng Trương sẽ có thể theo bọn họ ra ngoài. Diệp Phàm nói, anh chắc chắn chứ? Chiêm Hữu Quang hỏi, đương nhiên chắc chắn. Diệp Phàm gật đầu khẳng định, bạn của anh đảm nhiệm chức vụ gì ở sư đoàn? An Bình Phong không nhịn được liền hỏi, sư trưởng. Diệp Phàm nói và không ai còn nói gì nữa. Việc này, mọi người đều thấy chút yên tâm. Bộ đội của Trương Cường nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ 15 phút sau đã đến địa điểm. Bộ đội huấn luyện, tất cả xe cộ dừng kia tránh đường cho xe quân đội qua. Tất cả mọi người không được đứng trên đường gây trở ngại cho việc hành quân của bộ đội. Hai binh sĩ cầm loa hướng về phía trước nói. Chương 3318, đoàn xe hộ tống. Những chiếc xe bị tắc liền vội vàng áp sát vào một bên, còn người Thiết Gia vừa nhìn thấy cũng không dám làm tới cũng vội vàng tránh sang ven đường. Việc này, làm sao mà gây sức ép được với những binh sĩ này? Đội xe của Trương Cường thuận lợi đến trước mặt đám người của thư ký trưởng Trương. Đồng chí giải phóng quân, có thể giúp chúng tôi một chút không? Lúc này đồng chí phó bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Thiên Vân Khương Đông Đình bước lên chặn trước mũi xe đi đầu. Các quân nhân nhìn thấy là một cảnh giám nhị cấp, cũng không dám chậm trễ. Lập tức xuống xe chào, sau đó đem việc này báo cáo cho Trương Cường ở trong xe chỉ huy. Trương Cường cũng xuống xe, bắt tay với Phó Bí Thư Khương. Nghe nói qua tình hình xong, nói. Các anh đi vào giữa đội xe của chúng tôi đi. Khương Đông Lượng vội vàng gật đầu, chỉ huy đội xe tiến thẳng vào giữa đội xe quân đội. Người Thiết Gia vừa nhìn thấy, có mấy thanh niên to gan định chạy lên, tuy nhiên. Đã bị hai cấp dưới của Trương Cường trợn mắt lên, hừ nói. Mấy người các anh muốn làm gì? Muốn phá hoại đoàn xe quân đội hành quân huấn luyện dã ngoại sao? Chúng tôi muốn tìm thư ký trưởng Trương. Có một tên đặc biệt to gan đã dám lên tiếng. Quân đội huấn luyện dã ngoại, người không có nhiệm vụ lập tức lui ra khỏi phạm vi 100 mét. Binh sĩ hô lên oai phong. Anh muốn tìm thư ký trưởng Trương có phải không? Có thể đấy, vào đây, tôi dẫn anh đi tìm. Lúc này Trương Cường ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẻ mặt điềm đạm nói với người kia. Tên kia vừa nhìn thấy, mẹ ơi, thiếu tướng, thế là chân lập tức lùi lại, không dám lôi thôi nữa. Người bên cạnh phải đỡ lấy nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng đã hộ tống đoàn xe của thư ký trưởng Trương vào địa bàn trấn Hoành Không. Cảm ơn sư trưởng Trương, chúng ta là người cùng họ đấy. Thư ký trưởng Trương vẻ mặt ôn hòa bắt tay Trương Cường. Không có gì, người cùng họ mà. Trương Cường cười, nói. Thư ký trưởng Trương, lát nữa gặp Diệp Tổng của tập đoàn Hoành Không, thay tôi chào anh ấy một chút. Lâu rồi không gặp nhau, tôi rất nhớ anh ấy.
Anh với đồng chí Diệp Phàm là... Thư ký trưởng Trương sững sờ. Ha ha, tôi đã từng là cấp dưới của anh ấy. Trương Cường nhún vai, sau đó, Trương Cường xoay người dứt khoát, nét mặt nghiêm túc, hô to. Lên đường. Đội xe quân sự nổ vang rồi đi. Đây nhất định là do Bí Thư Diệp sắp xếp, thật giỏi. Cấp dưới của Bí Thư Diệp lại đã là tướng quân rồi. Khương Đông Đình nhìn đội xe đi xa, hơi chút cảm xúc. Chúng ta hôm nay thật là uy phong đấy, được tướng quân dẫn đầu đội hộ tống. Lúc này một chuyên gia già nói đùa, mọi người đều phá lên cười. Tuy nhiên trong lòng Trương Cổ Khánh dường như đột nhiên bị cái gì đó đâm vào đau một chút. Đây đúng là quái lạ, Bí Thư Diệp làm việc ở chính phủ, sao lại có cấp dưới là tướng quân? Sau khi ngồi vào trong xe, đội trưởng đội điều tra hình sự đồng chí Dương Chí Siêu có chút nghi ngờ. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào sư trưởng Trương trước kia đã từng làm trong chính phủ? Khương Đông Đình nói, cũng có khả năng, ví dụ như trước kia sư trưởng Trương đã từng làm việc ở quân phân khu. Sau đó chuyển sang quân đội, đồng chí của quân phân khu được điều sang công tác trong quân đội chính quy cũng là bình thường. Có lẽ khi đó Bí Thư Diệp đang nhậm chức ở địa phương. Dương Chí Siêu như ngộ ra nói. Việc hôm nay có vẻ không bình thường đấy. Khương Đông Đình vẻ mặt thản nhiên. Tôi cảm thấy trong đó có phải là do người ta làm hay không? Bằng không sao lại trùng hợp như thế, đánh nhau giữa đường. Dương Chí Siêu nói. Việc này có cần phải điều tra không? Điều tra, nếu không chúng là không thể nuốt nổi cục tức này. Tuy người này không phải là nhắm vào chúng ta. Nhưng hôm nay hai chúng ta trở thành người để chút oán. Đội hộ tống sẽ phải gánh trách nhiệm. Có lẽ, trở về tỉnh hai chúng ta thực sự không thoát nổi có liên quan. Đến khi đó lãnh đạo tỉnh hỏi đến thì phiền phức. Khương Quân Đình nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu việc đệ trình đại quy hoạch hoành không thành công, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nếu không thể thành công. Một số người sẽ lợi dụng chuyện này để xử lý chúng ta, đúng là phiền phức. Dương Chí Siêu cũng buồn bực, nhìn Khương Đông Đình nói. Việc này rất có khả năng là nhắm vào tập đoàn Hoành Không, đặc biệt là đồng chí Diệp Phàm. Vừa rồi đám người kia đã nhắc đến đích danh, người đó rất có khả năng là đồng chí cùng cấp với Bí Thư Diệp. Đối thủ của chúng ta rất mạnh đấy. Chí Siêu, anh đã có chuẩn bị tâm lý rồi hả? Khương Đông Đình tự nhiên lại cười. Mẹ kiếp! Ngay cả chúng ta cũng dám đụng vào, bất kể hắn mạnh cỡ nào cũng phải đụng một lần mới biết được. Dương Chí Siêu cũng tức giận. Trương Cường, việc này phải giao cho cậu rồi. Diệp Phàm lại vào phòng vệ sinh. Yên tâm, bộ đội của tôi huấn luyện dã ngoại trong phạm vi 200 mét ở quanh đây. Lần này chủ yếu là muốn kiểm nghiệm việc huấn luyện dã ngoại và khả năng phản ứng nhanh của bộ đội. Chủ yếu là kiểm nghiệm xem trên đường vận chuyển bộ đội có bị rơi đồ hay không. Trương Cường nói, một giờ chiều, đoàn người của thư ký trưởng Trương cuối cùng bụng đói cồn cào đến tổng bộ tập đoàn Hoành Không. Trên đường Khương Đông Đình đề nghị ăn cơm, tuy nhiên, e là lại gặp phải chuyện như hôm nay nên đã hủy bỏ. Còn Bao Nghị cũng dẫn người đón đoàn người của thư ký trưởng Trương từ trên đường. Vì xảy ra chuyện như vậy, nghi thức đón tiếp cuối cùng cũng chỉ làm qua loa. Mọi người bụng đều đã đói, làm quá lâu thì ai mà chịu được. Ăn cơm xong đoàn chuyên gia nghỉ ngơi đến 3 giờ. Sau đó gặp nhau trên phòng hội nghị của tập đoàn, hội nghị không hề nói nhiều đến nội dung của tính thực chất. Ý của thư ký trưởng Trương là chờ khảo sát đến khoảng thời gian nhất định có tài liệu đầu tiên thì mới bàn tỉ mỉ. Ăn xong bữa tối đoàn chuyên gia đều nghỉ ngơi, có lẽ cũng thực sự là mệt rồi. Tuy nhiên, bọn họ nghỉ nhưng lại cũng có người không. Nửa đêm, hơn 30 người áo đen đã hành động. Triển khai trong phạm vi hai thị trấn Thiết Tiền và Khanh Đầu. Không lâu sau, rất nhiều bao tải được khiêng chạy ra ngoài. Những người áo đen này thân thủ hình như đều rất nhanh nhẹn. Trương Cổ Khánh dẫn các chuyên gia của đoàn khảo sát kiểm tra từng nơi một. Hai ngày sau, các chuyên gia của đoàn khảo sát vẫn tiếp tục khảo sát. 2 giờ sáng ngày thứ tư, Diệp Phàm vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi trong phòng khách, thư ký Đỗ Vệ Quốc nhìn thấy tình hình đã chạy xuống căn tin chuẩn bị mấy đĩa thức ăn mang đến. Lấy một chai nhị hoa đầu nhé, hiệu hồng hưng ấy. Diệp Phàm nói, Đỗ Vệ Quốc gật đầu đi lấy. Diệp Phàm bỏ vào miệng một hạt lạc rang dầu rồi bắt đầu nhai. Một chai rượu được đưa tới qua vai Diệp Phàm. Rót đi. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, thế là chai rượu ở cạnh vai Diệp Phàm không động tĩnh gì nữa. Không phải là bảo cậu rót hay sao? Diệp Phàm hơi giận, khẩu khí nặng hơn, tuy nhiên, vừa nghiêng đầu nhìn,
mắt trợn tròn, chính là Mộc Nguyệt Nhi đang cầm chai rượu cười rất tươi. Em, sao em lại đến đây? Diệp Phàm vẻ lắp bắp. Em không thể đến hay sao, chỗ này của anh lại cũng chẳng phải là Long Đàm Hổ Huyệt. Mộc Nguyệt Nhi vẻ mặt thản nhiên nói. Ai già, ngồi đi, uống với anh mấy chén. Diệp Phàm thở dài ra hiệu cho Mộc Nguyệt Nhi ngồi đối diện. Đỗ Vệ Quốc đương nhiên biết nên đứng ngoài cửa canh gác. Mộc Nguyệt Nhi không ngồi, vẫn cứ đứng bên cạnh Diệp Phàm để rót rượu. Em biết trong lòng anh không thoải mái, cho nên đã đến đây để cùng anh uống vài ly. Anh đừng chê em là được. Ánh mắt Mộc Nguyệt Nhi hơi chút ưu oán nhìn Diệp Phàm, nói. Nếu anh cảm thấy em cản trở việc của anh thì em lập tức rời khỏi là được chứ gì. Đừng đi, hãy uống với anh mấy chén đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra ôm nhẹ eo của Mộc Nguyệt Nhi. Buổi tối Mộc Nguyệt Nhi rất dịu dàng, không giống như tính cách trước kia của cô ta. Giống như là nước vậy, cô ta kéo chiếc ghế lại ngồi bên cạnh Diệp Phàm. Còn một cánh tay của Diệp Phàm vẫn nhẹ nhàng đặt ở eo cô ta rất ngoan ngoãn nghe lời. Khương Quân và Cục trưởng Bao cũng chạy đến đây, những người này thật là đáng ghét. Mộc Nguyệt Nhi nói, những người này chỉ là đám lâu la mà thôi. Diệp Phàm nói, ha ha, em là tổng giám đốc của công ty du lịch Thiên Thông Sơn. Việc này cũng liên quan đến lợi ích của em mà. Mộc Nguyệt Nhi cười, nghiêng đầu dựa vào người Diệp Phàm. Từng ngụm rượu khiến cho cổ họng Diệp Phàm thấy tê tê. Nguyệt Nhi, em như vậy thật khiến anh cảm thấy có lỗi. Diệp Phàm cười, nhẹ nhàng nâng cằm của Mộc Nguyệt Nhi lên. Thế thì em chẳng phải là nguyên nhân của việc phạm tội hay sao? Mộc Nguyệt Nhi mỉm cười, hai mắt chớp chớp. Diệp Phàm không đành được nhìn xuống, chợt ngây người. Bởi vì, khe hở ở dưới quá sâu, Mộc Nguyệt Nhi lúc này đang dựa vào người Diệp Phàm. Còn bộ ngực của mình thì gần như lộ ra toàn bộ trước đôi mắt tham lam của Diệp Phàm. Hơn nữa người lại đang ngồi, hai vai ép lại, thế là khe ngực lại càng lộ ra khiến cho người ta thèm khát. Đôi mắt tham lam của Diệp Phàm cơ bản có thể nhìn thấy 80% ngọn núi kia. Ma xui quỷ khiến. Bàn tay của Diệp Phàm đang đặt ở eo đã đưa lên trước ngực cô ta, hai ngón tay cởi cúc áo trên cùng của Mộc Nguyệt Nhi. Bởi vì, hôm nay Mộc Nguyệt Nhi áo cổ trễ màu vàng ngắn tay. Trên vai choàng một chiếc khăn màu trắng mỏng. Tuy nhiên, sau khi vào trong phòng Mộc Nguyệt Nhi đã vắt chiếc khăn choàng lên trên ghế. Vì thế chỉ còn lại chiếc áo ngắn tay màu vàng cổ trễ mà thôi. Mộc Nguyệt Nhi mắt nhắm hờ. Cử chỉ này khiến người ta mê hồn, như là ám chỉ, Diệp Phàm em đã đồng ý rồi, anh hãy cởi nút áo ra, em tuyệt đối sẽ không phản đối đâu. Lúc này Diệp Phàm rất hưng phấn, thực sự có cảm giác máu dồn lên não. Hắn hai ngón tay kẹp ở cúc áo của Nguyệt Nhi hơi run lên. Mẹ kiếp, đúng là mất mặt, nam tử hán sóng to gió lớn đều đã trải qua không ít, sao tối nay lại kém cỏi như thế? Không dám thì rút tay lại, làm gì mà cứ run lập cập như bà già thế? Thấy tay của Diệp Phàm cứ run lên mãi mà không có hành động gì, Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Ta sợ sao, cởi rồi thì làm sao? Diệp Phàm bốc hỏa trong đầu, lại thêm việc xảy gần đây thực sự khó chịu. Tay hắn chụp ở bên ngoài ôm trọn lấy ngọn núi, đương nhiên, cúc áo vẫn chưa được cởi. Đây là cởi sao? Mộc Nguyệt Nhi cười. Chụp như thế này chẳng phải còn lợi hại hơn cả cởi ra hay sao? Diệp Phàm gượng cười. Cởi có thể nhìn thấy nội thất bên trong, còn chụp thì chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Anh chỉ dám nhìn ở bên ngoài mà không dám nhìn vào bên trong. Anh còn là đàn ông sao? Mộc Nguyệt Nhi thẹn đỏ mặt. Ta cởi cho em xem. Diệp Phàm tức giận, ngón tay vừa động thì chiếc cúc áo đã bị cởi ra. Liền lộ ra phần lớn bộ ngực trắng như tuyết. Tuy nhiên, khi đang định thưởng thức một chút thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Đỗ Vệ Quốc. Sếp Bao trở về rồi hả? Chương 3319, bắt được một con cá to. Hai người nhanh như chớp chỉnh lại tư thế và cài cúc áo lại. Mộc Nguyệt Nhi khoác khăn choàng lên vai, ngồi ngay ngắn bên cạnh Diệp Phàm như một thục nữ. Việc này... đúng là không cần né tránh làm gì. Đây đương nhiên chính là bản lĩnh của cao thủ võ lâm, người bình thường khó mà nhanh được như thế. Mộc Tổng cũng đến đây sao? Bao Nghị sau khi nhận được ra hiệu đương nhiên cũng dừng lại một chút để cho người bên trong chuẩn bị xong mới vào, đi theo sau là Khương Quân, Trương Cường cũng đến. Việc xây dựng điểm du lịch xảy ra vấn đề rồi, Mộc Tổng là tổng giám đốc của công ty khai thác khu du lịch, rất lo lắng, muốn kịp thời tìm hiểu tình hình. Diệp Phàm nói, lý do này cũng thật tốt, đương nhiên, đối với ba đồng chí này mà nói.
Diệp Phàm Anh dù là bên cạnh có cả chục người phụ nữa thì bọn họ cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì. Tình hình kiểm tra thế nào rồi? Diệp Phàm chào họ ngồi xuống, Đỗ Vệ Quốc vội vàng đi vào thu dọn bày lại chén đũa ở trên bàn. Chỉ là thức ăn quá ít cho 5 người. Còn Mộc Nguyệt Nhi hỏi. Thư ký Đỗ, nhà bếp còn đồ ăn không? Còn, trong tủ lạnh còn, tôi lập tức đi xào nấu. Đỗ Vệ Quốc gật đầu nói. Để tôi làm cho, các anh cứ ngồi bàn bạc công việc đi. Mộc Nguyệt Nhi lúc này như một người con gái vào bếp. Không lâu sau, đã bưng lên mấy đĩa thức ăn. Mộc Tổng, cùng ngồi đi, chúng tôi cũng phải thông báo với cô một chút chứ có phải không nào. Bao Nghị mời Mộc Nguyệt Nhi. Tôi chỉ ngồi nghe thôi, không dám cướp vị trí của ông chủ Diệp. Người ta là chủ nghĩa đại nam tử mà. Mộc Nguyệt Nhi cười dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Trải qua mấy ngày cố gắng, lại điều tra ra một con cá lớn. Trương Cường cười nói. Ồ, to cỡ nào. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Diệp Tổng, chắc chắn anh không tưởng tượng được đâu. Kẻ cầm đầu lần này lại chính là đối thủ cũ của tập đoàn Hoành Không các anh. Trương Cường cười nói. Đối thủ cũ của tôi thì không ít. Diệp Phàm cười nói. Đồng chí Ngô Trung Bảo tổng tài cũ của tập đoàn cơ khí Hoa Hạ, anh có nghĩ tới không? Trương Cường cười nói. Là hắn. Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức cứng lại. Không sai, lần này kích động người họ Thiết của hai chấn nổi loạn chính là do hắn cầm đầu. Có lẽ là muốn làm thất bại việc đệ trình đại quy hoạch của các anh. Trương Cường nói. Nếu nói là đồng chí trong tỉnh làm việc này thì có lẽ không có gan đó, dù sao đây cũng là chuyện lớn của tỉnh Thiên Vân. Trong lòng luôn phân vân, nếu nói là Ngô Trung Bảo thì có thể hiểu được. Bởi vì nhà máy của hắn tuy là ở tỉnh Thiên Vân, nhưng hắn là cán bộ trực thuộc Ủy ban Quốc tư. Không chen được ở Thiên Vân nên có lẽ đây chính là nguyên nhân để hắn to gan lớn mật như thế. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Không sai, tối nay chúng tôi đã phối hợp với anh Cường tiến hành điều tra toàn diện. Vừa khéo, bên phía quân đội của anh Cường lại đang tiến hành huấn luyện dã ngoại, cấp dưới của anh Cường đúng là thân thủ rất giỏi, đã đột ngột tập kích giữa đêm. Đương nhiên việc vì việc gấp nên phải tùy cơ ứng biến, cho nên chúng tôi đã sử dụng một số biện pháp không theo quy định bình thường. Âm thầm bắt đi hơn chục tên làm loạn hôm đó để thẩm tra. Cuối cùng đã điều tra ra mấy tên cầm đầu trong sự kiện Thiết Gia lần này. Chúng tôi lại ra tay bắt người, lại thẩm tra. Thế là từng tầng một được tháo gỡ, trải qua vài lần như thế mới điều tra ra một gã là Mộc Phương Hùng. Người này lại là giám đốc công ty Hồng Giang trực thuộc tập đoàn cơ khí TQ. Tuy nhiên, người này lại không ở trong nước, Ngô Trung Bảo đã chuẩn bị trước. Đã cho người này đi học tập ở nước ngoài, ít nhất thì phải nửa năm mới trở về. Thực sự đến khi đó thì có lẽ việc của các anh cũng đã thất bại rồi. Ngay cả chúng ta có điều tra đến hắn thì cũng chẳng làm gì được nữa phải không nào. Hơn nữa, công ty Hồng Giang chỉ là lấy danh nghĩa là trực thuộc tập đoàn cơ khí TQ, cũng chẳng thể xem là công ty con thực sự của tập đoàn cơ khí TQ. Dù có trách nhiệm thì cũng chẳng có liên quan gì với Tổng Giám đốc Ngô Trung Bảo. Hơn nữa, người nhà Mộc Phương Hùng đều đã chuyển ra nước ngoài, muốn đem người nhà bọn họ ra làm việc cũng không thể. Thủ đoạn của Ngô Trung Bảo thật khôn ngoan, chỉ có điều lần này Ngô Trung Bảo chắc chắn đã tính toán sai lầm, bởi vì hắn đã gặp phải người mà hắn không thể đụng vào. Trương Cường lập tức bàn bạc chuyện này với Trương Hùng sử dụng một số biện pháp đặc biệt, ha ha, Mộc Phương Hùng đã bị chúng tôi bắt về. Đương nhiên là ép hắn trở về, bởi vì, nếu bọn họ đã gây ra chuyện này thì đương nhiên chúng tôi cũng phải áp dụng một số biện pháp nhất định. Trừ phi gã này không cần người nhà nữa. Nước ngoài thì đã làm sao, chúng ta đều có thể làm được. Còn Mộc Phương Hùng cho rằng mình chỉ là giật dây một số người mà thôi. Hơn nữa, Thổ Vương gia vốn là sự thật. Chỉ là ngọn lửa tranh chấp của người họ Thiết giữa hai chấn trước kia chưa từng bùng lên. Mộc Phương Hùng chỉ đóng vai trò là người thổi bùng nó lên mà thôi. Xử lý theo pháp luật thì hắn cũng chỉ bị phạt nhẹ, hơn nữa, người nhà lại quá quan trọng, cho nên đã trở về. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của chúng tôi, gã này cuối cùng cũng không đứng vững được nữa đã khai ra Ngô Trung Bảo mới là kẻ chủ mưu. Chỉ có điều tạm thời chúng tôi chưa ra tay đối với Ngô Trung Bảo. Dù sao đây cũng là một việc rất lớn, Ngô Trung Bảo lại là cán bộ cấp phó bộ tham chiếu. Việc này chúng tôi phải nghe ý của anh Diệp trước đã. Bao Nghị nói. Đúng rồi, các anh tạo ra động tĩnh lớn như thế, liệu Ngô Trung Bảo có biết và chuẩn bị trước hay không? Nếu không có bằng chứng chắc chắn,
thì dù khi các anh có giải Mộc Phương Hùng đến thì Ngô Trung Bảo cũng sẽ thể thốt phủ nhận mà thôi. Diệp Phàm nói, chúng tôi làm rất bí mật, trước khi việc chưa được công bố thì chúng tôi đã cử người giám sát đám người đó rồi. Mà đám người đó cũng sợ hãi, đảm bảo giữ bí mật. Đương nhiên sẽ không dám tiết lộ việc Mộc Phương Hùng đã bị chúng tôi bắt. Tuy nhiên, Ngô Trung Bảo quá gian xảo, trong tay Mộc Phương Hùng chẳng có một bằng chứng nào. Có điều chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, sử dụng phương pháp cài bẫy. Bao Nghị cười ha hả, nói. Ồ, Ngô Trung Bảo là một tên cáo già, bẫy nào có thể khiến hắn mắc chứ? Mộc Nguyệt Nhi tò mò. Dù sao cũng không phải bẫy kiểu kia. Khương Quân lại nói đùa. Ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên đầu tiên, sau đó là mọi người. Không đứng đắn. Mộc Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt trừng mắt nhìn Khương Quân. Tôi có gì mà không đứng đắn nào, tôi có nói gì đâu. Đồng chí Khương Quân tỏ vẻ oan. Khương Quân, không ngờ bây giờ anh bây giờ cánh dài và cứng thế có phải không nào. Việc này tôi phải nhắc nhở chị Chu Lệ của tôi mới được. Bằng không khi nào bị người ta đá thì thảm. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói, Khương Quân vừa nghe xong chợt im lặng, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Không phải chỉ là vấn đề cài bẫy đó, nói cho Chu Lệ nghe cũng chẳng sao. Dù sao khi cần dùng thì phải dùng, chẳng có gì mà phải ngại. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, ngang nhiên ủng hộ Khương Quân. Một bầy sói. Mộc Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ mặt, đấm Diệp Phàm một cái. Ha ha ha. Đàn sói cùng nhảy múa. Bao Nghị, tiếp tục nói về việc cài bẫy của anh đi. Diệp Phàm khoát tay, mọi người thôi cười cười. Chúng ta ép Mộc Phương Hùng gọi điện cho Ngô Trung Bảo, đương nhiên bên này phải chuẩn bị cho tốt việc thu âm. Ngô Trung Bảo cũng không ngờ được chỉ không quá hai ngày thì đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên trong điện thoại phải dặn dò kỹ Mộc Phương Hùng yên tâm học tập. Bên này không hề có chuyện gì, chẳng qua là một việc tranh chấp lợi ích bình thường mà thôi. Bao Nghị lấy ra chiếc băng từ, không lâu sau thì giọng nói của Ngô Trung Bảo phát ra. Diệp Đại, anh nói xem, có cái này có phải là Ngô Trung Bảo sẽ không thể thoát khỏi có liên quan hay không? Tuy việc không phải là quá lớn, nhưng việc này nói lớn thì lớn. Nói nhỏ thì nhỏ. Chơi Ngô Trung Bảo một trận cũng không thành vấn đề. Bao Nghị cười nói. Đúng 10 giờ sáng ngày mai thư ký trưởng Trương nói là muốn mở cuộc họp, tổng kết một chút một số vấn đề có tính gián đoạn của việc khảo sát hai ngày hôm nay. Các cậu chuẩn bị cho tốt, đem chuyện này làm sáng tỏ là được rồi. Lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Ngô Trung Bảo một lần nữa. Muốn làm được việc thì phải đem hắn bắt về đây mới được. Vẻ mặt Diệp Phàm rất nghiêm túc. Diệp Đại, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, buổi tối tôi xin cáo từ, mà bộ đội cũng phải rời đi rồi. Trương Cường nói, cảm ơn nhé người anh em. Diệp Phàm bắt chặt tay Trương Cường, nói, chén rượu này ta mời cậu. Không, Diệp Đại kính rượu tôi không dám uống. Đây là việc Trương Cường tôi nên làm, bất kể Diệp Đại làm việc ở đâu, Trương Cường tôi mãi mãi vẫn là cấp dưới của Diệp Đại. Chỉ cần Diệp Đại cần thì dù là chân trời góc biển Trương Cường tôi cũng sẽ chạy đến. Vẻ mặt Trương Cường kiên nghị. Bởi vì Diệp Phàm đã giúp anh ta quá nhiều. Ngay cả quân hàm thiếu tướng trên vai này cũng là do Diệp Phàm thiếu chút nữa thì đập bàn của Cung Khai Hà mới có được. Được, huynh đệ chúng cùng uống là được rồi. Diệp Phàm vỗ vai Trương Cường, hai người cùng uống một chén. 10 giờ trưa ngày hôm sau, tất cả thành viên của tiểu ban đệ trình hạng mục và đoàn khảo sát tổng cộng chừng 100 người đã tụ tập ở phòng họp. Trước khi vào hội nghị tôi xin nói một chút tình hình việc xảy ra ngoài ý muốn khi thư ký trưởng Trương xuống đây, khiến cho các lãnh đạo và chuyên gia của chúng tôi đói cồn cào xuống đi khảo sát. Tôi thay mặt cho tập đoàn Hoành Không bày tỏ xin lỗi đối với các lãnh đạo chính vụ viện và các chuyên gia. Đồng thời, cũng cảm động trước tinh thần chuyên nghiệp của các vị lãnh đạo và các chuyên gia. Đầu tiên Diệp Phàm đứng dậy khom lưng rất thấp nói. Ngoài ý muốn thì không đáng sợ, sợ là những ảnh hưởng kéo dài sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đồng chí Diệp Phàm, tuy chỉ là vấn đề nhỏ của một điểm du lịch Thổ Vương gia, nhưng từ những vấn đề nhỏ cũng có thể thấy được đại quy hoạch Hoành Không vẫn tồn tại một số vấn đề thực tế cần cấp bách giải quyết. Lấy chuyện ngày hôm đó mà nói đi, nếu làm lớn thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng điểm du lịch. Mà việc xây dựng điểm du lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thuận lợi trong tiến hành đại quy hoạch Hoành Không. Cho nên, trước khi kiến thiết quy hoạch thì phải xử lý tốt những việc này. Bằng không, e là việc này càng ngày càng lớn cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ việc kiến thiết đại quy hoạch. Trương Cổ Khánh vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ra có ý phê bình. Hơn nữa,
cũng cho rằng đã đến lúc ra tay khiến cho Diệp Phàm khó chịu một chút rồi. Trương Cổ Khánh nhịn lâu như thế rồi chính là vì hôm nay. Đúng vậy, chúng tôi đã xuống khảo sát, nhìn từ tình hình xảy ra đột ngột ngày hôm đó, đại quy hoạch của tập đoàn Hoành không chắc chắn còn tồn tại một số vấn đề. Tôi nghĩ, vấn đề như thế có lẽ vẫn còn, tiến hành việc xây dựng, tranh chấp đất đai, tranh chấp lợi ích trước giờ luôn tồn tại. Mấu chốt chính là việc xử lý thế nào. Khi tiến hành đại quy hoạch thì phải có nội dung liên quan đến vấn đề này mới đúng. Bằng không, đại quy hoạch của các anh không hoàn thiện. Đại biểu tổ chuyên gia, đồng chí viện sĩ viện công trình Cung Lương Thành nói, trực tiếp phê bình, bác bỏ. Ha ha, vừa rồi viện sĩ Cung nói đây là tình hình xảy ra đột ngột. Cái gì mà là tình hình xảy ra đột ngột, ý là không thể dự kiến trước. Còn nội dung phạm vi mở rộng liên quan trong đại quy hoạch Hoành không cũng không có. Việc xây dựng lớn như thế lại xảy ra vấn đề như thế cũng là bình thường. Đương nhiên, tôi nói như vậy không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Ý kiến của các vị lãnh đạo và chuyên gia là nhằm thúc đẩy công việc của chúng tôi. Vấn đề xảy ra không hề đáng lo, chúng tôi có thể căn cứ vào vấn đề để tùy cơ sửa lại đại quy hoạch của chúng tôi, hoàn thiện đại quy hoạch của chúng tôi. Diệp Phàm cười nói. Chương 3320, đọ sức với tập đoàn Trương Cổ Khánh. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm vẫn chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng. Nếu tất cả các điểm du lịch của các anh đều như thế thì có giải quyết được không? Việc của một điểm tuy nhỏ, nhưng vấn đề nảy sinh trong đó tương đối nhiều. Một điểm du lịch xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng những điểm khác. Việc xây dựng du lịch trong đại quy hoạch Hoành không liên quan tương đối lớn. Đầu tư lên đến mấy chục tỷ. Phạm vi liên quan là hai địa phương Giang Hoa và thành phố Hạng Nam, dân số nằm trong khu du lịch lên đến mấy triệu người. Nhìn từ quy mô mà nói thì chắc chắn quá lớn. Nhưng công việc của chúng ta phải làm cẩn thận đến từng nhà, từng người thì mới được. Phải làm cho quần chúng vừa lòng. Lấy chuyện thổ vương ra hôm đó ra mà nói, nếu xử lý không tốt, việc xây dựng của các anh sẽ triển khai thế nào? Hôm nay anh vừa xây xong thì lại có người đến phá hoại, như thế có thể triển khai tiếp sao? Không được, tuyệt đối không được. Cho nên công việc phải tỉ mỉ, mỗi một công trình xây dựng đều phải làm thật rõ ràng. Bằng không, e là phát sinh ra những phiền phức rất lớn. Từ đó ảnh hưởng đến tổng thể các hạng mục trong đại quy hoạch của Hoành không. Con mối tuy nhỏ nhưng nó cũng có thể phá đê, các đồng chí ạ, chúng ta nhất định không thể lơ là được, làm như thế sẽ xảy ra đại loạn. Trương Cổ Khánh cười nói, tuy nhiên ai cũng có thể nghe thấy gã đang phê bình Diệp Phàm. Việc ngày hôm đó nhất định sẽ kịp thời xử lý, hôm đó tôi đã yêu cầu người có trách nhiệm liên quan ở thành phố Thiết Hà và Hạng Nam đi tìm hiểu tình hình rồi. Lãnh đạo địa phương cũng rất coi trọng vấn đề, lập tức cử người đi điều tra việc đó. Bước đầu tìm hiểu đó chính là việc tranh chấp một ngôi mộ giả. Trong đó, đương nhiên là tranh chấp liên quan đến lợi ích sau khi việc xây dựng thành công. Từ việc xảy ra ngày hôm đó tôi cũng nhìn ra chỗ còn thiếu sót trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết sức cải tiến, cố gắng làm cho đại quy hoạch của chúng tôi hoàn thiện. Diệp Phàm nói, một ngôi mộ giả, Diệp Tổng, anh nói cũng nhẹ nhàng quá nhỉ. Lúc này đồng chí tránh văn phòng của Trương Cổ Khánh Dương Định Đồng cười nhạt nói. Lẽ nào lại không phải? Diệp Phàm hỏi lại. Tuy là một ngôi mộ giả, nhưng vấn đề nảy sinh bên trong lại tương đối lớn. Đoàn khảo sát chúng tôi đã sử dụng nửa ngày để quay trở lại hai thị trấn đó khảo sát một lượt rồi. Phát hiện vấn đề nảy sinh rất lớn về vấn đề quy hoạch thổ vương gia của tập đoàn Hoành không. Đại bàn liên quan đến thổ vương gia không hề nhỏ, phạm vi lên đến 2 dặm. Vấn đề đất đai đã giải quyết được hay chưa? Những liên quan đến đất đai của hậu duệ đã giải quyết chưa? Còn nữa, điểm du lịch còn phải mở ra một con đường nhỏ, vấn đề này các anh đã giải quyết chưa? Vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai các anh đã giải quyết chưa? Còn có từ những vấn đề này có thể nhìn thấy vấn đề là tương đối nhiều đấy. Nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đại quy hoạch Hoành không rất không hoàn thiện. Suy nghĩ rất không chu đáo. Một vấn đề nhỏ như thế cũng làm thành như vậy, phương diện lớn hơn chúng tôi rất lo lắng. Nếu đoàn khảo sát không thể báo cáo những vấn đề thực tế này lên trên, sau này nếu thực sự được phê duyệt mà xảy ra vấn đề lớn thì phải làm sao? Đó chính là trách nhiệm của những đồng chí trong đoàn khảo sát chúng tôi. Dương Định Đồng nói, giống như nã một loạt pháo, kéo toàn bộ thành viên đoàn khảo sát vào. Đây liệu có phải là nguyên nhân có người đã gây hay không? Ngũ Vân Lượng chen vào một câu.
Cái gì mà nguyên nhân có người gây ra, tổ khảo sát chúng tôi đã tập trung phân tích tìm hiểu về việc này. Căn bản chính là người nhà họ Thiết của hai trấn tranh chấp vì phần mộ của tổ tiên mà thôi. Việc như thế đã xảy ra ở nhiều nơi ở tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như phạm vi bao trùm của núi Thiên Thông quá lớn, có một số địa giới đã vượt quá phạm vi đất đai mà đại quy hoạch đã đề cập đến. Đất của người ta bị vô cớ bị anh đưa vào trong quy hoạch, lẽ nào người ta lại im lặng không lên tiếng hay sao? Những vấn đề này không giải quyết tốt thì việc xây dựng du lịch làm sao mà tiến hành được? Ngay cả như Thổ Vương gia, công trường xây dựng bây giờ chẳng phải là đã phải dừng thi công rồi sao? Nếu nhiều nơi cũng phải dừng lại như thế thì việc xây dựng của đại quy hoạch Hoành Không sẽ làm thế nào? Vấn đề nảy sinh trong đó rất đáng lo đấy. Dương Định Đồng hừ nói, gã được đà không bỏ qua. Ha ha, theo chúng tôi tìm hiểu được, việc tranh chấp Thổ Vương gia chắc chắn là có người gây ra. Diệp Phàm đột nhiên cười bình tĩnh. Diệp Tổng, nói thì phải có bằng chứng. Anh nói như thế có phải là ám chỉ là đoàn khảo sát chúng tôi đang nói dối hay không? Ăn không nói có, khi khảo sát không tận tâm, hồ đồ có phải không? Dương Định Đồng chính là người phát ngôn của Trương Cổ Khánh. Tôi không nói như thế, tuy nhiên, các anh chỉ là nhìn thấy những thứ bên ngoài chứ chưa phát hiện ra bản chất của sự việc. Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng. Ồ, còn có bản chất của vấn đề nữa sao? Chúng tôi ngồi đây đều muốn nghe rốt cuộc bản chất đó là gì? Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh sẽ nói bản chất của sự việc ra với thái độ thực sự cầu thị. Trương Cổ Khánh nói. Diệp Phàm nghe xong, sau đó nói. Các vị lãnh đạo, sau khi việc này xảy ra tôi đã chỉ thị cho đồng chí Bao Nghị của lực lượng công an Hoành Không phái người đi điều tra. Vừa rồi đã nhận được báo cáo của anh Bao nói là đã cơ bản điều tra ra. Bây giờ anh ấy đang ở ngoài cửa, hay là để anh ấy vào báo cáo một chút với các vị lãnh đạo ngồi ở đây về tình hình thực tế của sự kiện Thổ Vương gia. Gọi anh ta vào đi. Chiêm Hữu Quang mới là lãnh đạo có cấp bậc cao nhất ngồi ở đây, ông ấy gật đầu, An Bình Phong cũng gật đầu. Còn sắc mặt của Trương Cổ Khánh và Dương Định Đồng đã nặng xuống, không nói lời nào. Không lâu sau Bao Nghị đã vào trong, sau đó vừa đưa ra tất cả các bằng chứng vừa báo cáo. Không lâu sau, công an viên còn đem cả người làm chứng vào trong phòng để thuật lại sự việc. Đồng chí Mộc Phương Hùng, anh nói việc này là do Tổng tài Ngô Trung Bảo chỉ thị, anh có bằng chứng gì để chứng minh không? Việc này anh phải suy nghĩ cẩn thận, đồng chí Ngô Trung Bảo chính là Tổng tài của Tập đoàn Cơ khí TQ, cán bộ cao cấp được hưởng đãi ngộ của cấp phó bộ. Anh phải nhớ nếu vu khống thì hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Cổ Khánh không đành được đã hỏi. Gã nghi ngờ việc này liệu có phải là do tập đoàn Hoành Không dựng lên để nhắm vào Ngô Trung Bảo. Tuy tôi không phải là luật sư chuyên nghiệp, nhưng công ty của tôi lại có luật sư chuyên nghiệp. Tôi sẽ không vô cớ vụ oan cho người nào. Hơn nữa, đương nhiên tôi hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này. Vì sao tôi không chỉ trích người khác mà lại chỉ trích Ngô Trung Bảo, đương nhiên, tôi cũng có bằng chứng để chứng minh tất cả thì mới dám nói như vậy. Sự thật mà, có phải quan trọng nhất vẫn phải là bằng chứng. Mộc Phương Hùng nói, Bao Nghị đưa ra đòn sát thủ một cuốn băng từ. Sau khi cuộc nói chuyện của Ngô Trung Bảo và Mộc Phương Hùng được phát ra, tất cả hội trường đều ồ lên dị nghị. Còn đám người Trương Cổ Khánh thì tròn mắt ngơ ngác. Chúng tôi đã phân tích vụ án và đưa ra kết luận, sự kiện Thổ Vương gia vốn là một sự kiện rất nhỏ. Còn bước đầu khai phá tập đoàn Hoành Không đã cử nhân viên liên quan xuống giải quyết cơ bản hết cả rồi. Người họ Thiết ở hai trấn đều đã được giải quyết. Tuy nhiên sau đó Ngô Trung Bảo lại sai người gây chuyện như thế, khiến cho sự việc càng ngày càng lớn. Việc xảy ra ngày hôm đó rõ ràng là một sự việc có mưu đồ độc ác muốn phá hoại đại quy hoạch Hoành Không. Bằng không, làm sao lại đúng lúc như thế? Chúng tôi lần theo những dây tơ đó cuối cùng đã tìm ra được chủ mưu chính. Tuy nhiên, đồng chí Ngô Trung Bảo là tổng tài của tập đoàn cơ khí TQ, lại là cán bộ do Ủy ban Quốc tư trực tiếp tiếp quản lý, được hưởng sự đãi ngộ cấp phó bộ. Cho nên phía công an Hoành Không chúng tôi không quản lý được ông ta. Cho nên mong các vị lãnh đạo đưa ra chủ ý. Tôi chờ chỉ thị của các vị lãnh đạo. Bao Nghị vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên cũng tỏ ra không có quyền để xử lý Ngô Trung Bảo. Tỉnh Thiên Vân và tỉnh Điền Na đều không có quyền này. Duy nhất chỉ có thể là đồng chí Trương Cổ Khánh từ chính vụ viện xuống. Bao Nghị nhét cây đao này vào tay Trương Cổ Khánh, phải làm cho gã này khó chịu một chút. Việc xử lý Ngô Trung Bảo liên quan đến nhiều vấn đề lớn, Trương Cổ Khánh không thể ngu ngốc mà đón lấy cây đao này. Làm bừa. Chiêm Hữu Quang và An Bình Phong đều tức giận hừ nói.
Tôi sẽ lập tức báo cáo việc này với lãnh đạo bộ. Người phụ trách ủy ban quốc tư đi cùng xuống khảo sát nói. Ôi, việc này đương nhiên là có căn nguyên. Bởi vì tập đoàn Hoành Không chúng tôi và tập đoàn cơ khí TQ có tương đối nhiều sản phẩm cùng loại với nhau. Việc này đã tồn tại sự cạnh tranh tàn khốc, thị trường là sự tàn khốc, khôn sống mống chết, đây chính là quy luật của thị trường, ai cũng không thể thao túng được. Hơn một năm trở lại đây chúng tôi và bọn họ cũng có sự cạnh tranh tương đối lớn trên một số hạng mục lớn. Tuy nhiên, vận khí của tập đoàn Hoành Không chúng tôi tốt, hơn nữa về thực lực cũng hơn bọn họ một bậc. Không ngờ cạnh tranh bình thường bọn họ lại làm quá, đã gây ra chuyện như thế này. May là vẫn có thể điều tra ra, bằng không tập đoàn Hoành Không chúng tôi nhất định bị chơi khăm rồi. Khẩu khí của Diệp Phàm nặng nề. Việc này chúng tôi đều hiểu, cạnh tranh thị trường vốn là để thúc đẩy sự nâng cấp và mở rộng của sản phẩm cho tốt hơn. Đồng chí Ngô Trung Bảo hoàn toàn có thể thông qua cách tân sản phẩm, khai thác thị trường để giải quyết. Vậy mà lại đi sử dụng thủ đoạn bất chính này. Hành vi của đồng chí Ngô Trung Bảo là rất không đáng, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Về việc này tỉnh Điền Nam chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo ủy ban quốc tư. An Bình Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói. Việc này tạo nên rất nhiều ảnh hưởng xấu đối với đại quy hoạch Hoành Không, cũng đã lừa dối các lãnh đạo, chuyên gia của đoàn khảo sát. Hơn nữa, lãng phí thời gian khảo sát quý báu của các chuyên gia. Việc này, tính chất rất là nghiêm trọng, hành vi rất đáng xấu hổ. Tỉnh Thiên Vân cũng sẽ yêu cầu lãnh đạo liên quan của Ủy ban Quốc tư xử lý những người liên quan trách nhiệm. Chiêm Hữu Quang tỏ thái độ tiếp theo. Cuối cùng, cuộc họp này lại biến thành cuộc họp phê bình đồng chí Ngô Trung Bảo. Trương Cổ Khánh rất muốn chuyển chủ đề quay về quỹ đạo chính, tuy nhiên, vẫn không thể làm được. Cuộc họp này cuối cùng cũng là tổng kết qua loa lại một số vấn đề rồi giải tán. Hai ngày sau đó lại khảo sát một vài chỗ. Trương Cổ Khánh có lẽ cũng cảm thấy có chút ngớ ngẩn vô vị, hơn nữa, việc này chủ tịch Đường chỉ thị ngầm, cánh tay không thể với tới được đùi, cho nên đồng chí Trương đánh phải buồn bực thu binh trở về. Trải qua việc như vậy, tổ chuyên gia cũng chẳng còn có ai có lời chỉ trích đối với tập đoàn Hoành Không nữa. Chương 3321, tóm lấy Ngô Trung Bảo. Đương nhiên, một số kiến nghị chân thành của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm vẫn được nêu ra. Diệp Phàm cũng khiêm tốn tiếp thu và hứa sẽ chỉnh sửa. Đây thể hiện hòa khí, trong lòng Trương Cổ Khánh có lẽ cũng có chút buồn bực. Nghe nói đồng chí Ngô Trung Bảo từ sau khi bước ra từ phòng làm việc của đồng chí cao nhất thiên phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc tư liền ngã bệnh. Hơn nữa, nghe nói bệnh rất nặng, đã đệ trình với lãnh đạo ủy ban quốc tư xin được nghỉ hưu. Áp lực của cao nhất thiên cũng rất lớn, hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam đồng thời tạo áp lực. Hơn nữa tập đoàn Hoành Không lại thỉnh thoảng đâm vào, lại thêm chính vụ viện khi đó cũng có đồng chí có mặt, cao nhất thiên cũng tương đối đau đầu. Hai ngày sau, Diệp Phàm bị ủy ban quốc tư triệu lên nói là muốn nghe báo cáo. Đến ủy ban quốc tư mới biết cao nhất thiên đang chờ ở trong phòng họp nhỏ, Diệp Phàm vội vàng vào phòng đó. Sau khi vào mới phát hiện ngoài đồng chí cao nhất thiên ra còn có nhân vật số 1 của ủy ban quốc tư, cũng là chủ nhiệm bộ, đồng chí Lưu Tĩnh cũng đang ngồi ở đó. Sau khi chào hai chủ nhiệm Diệp Phàm ngồi xuống. Đồng chí Diệp Phàm, đại quy hoạch Hoành Không làm rất thành công đấy. Cao Nhất Thiên mở đầu cười nói. Bây giờ vẫn chưa chính thức được phê chuẩn, không dám nói là thành công. Chỉ là thanh thế quá lớn, nếu hiệu quả thì có lẽ còn phải chờ 1-2 năm mới có thể xuất hiện được. Bây giờ nói làm tốt nhất chính là lãnh đạo các AH đã cổ vũ chúng tôi. Đương nhiên, hiệu quả cũng chắc chắn sẽ không thể nào kém được có phải không nào. Diệp Phàm cũng không kiêu căng. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm cũng rất là khiêm tốn đấy. Chủ nhiệm Lưu Tĩnh cười nói. Diệp Phàm báo cáo tỉ mỉ nội dung đại quy hoạch Hoành Không và tình hình cụ thể đoàn khảo sát của chính vụ viện xuống khảo sát lần này với hai vị lãnh đạo chủ quản. Việc này, đương nhiên không thể không nói đến sự kiện Thổ Vương gia. Hôm nay gọi cậu lên đây một là để nghe báo cáo, hai là cũng muốn bàn bạc với cậu một chút về sự kiện Thổ Vương gia. Cao Nhất Thiên đi thẳng vào vấn đề, có lẽ nghe báo cáo cáo chỉ là cái cớ, việc xử lý Ngô Trung Bảo thế nào mới là đề tài chính của việc báo cáo ngày hôm nay. Ngô Trung Bảo ở tập đoàn cơ khí TQ cũng đã nhiều năm rồi, quan hệ với Ủy ban Quốc tư cũng không nhạt. Đương nhiên, đồng chí có thể ngồi vào vị trí này nhất định cũng có hậu đài rất vững chắc. Sự việc lần này lực lượng công an thuộc tập đoàn Hoành Không đã điều tra rõ ràng rồi, tình hình liên quan chúng tôi cũng đã báo cáo với Ủy ban Quốc tư và lãnh đạo hai tỉnh. Diệp Phàm nói,
việc xử lý đồng chí Ngô Trung Bảo trong sự kiện này chắc chắn là phải làm cho thỏa đáng, xét về căn nguyên thì tập đoàn Hoành Không các cậu đã tạo cho anh ta áp lực quá lớn. Tuy nhiên, bất kể áp lực lớn thế nào, nhưng cũng không thể vào ra việc như thế. Cạnh tranh thương trường là tàn khốc, là một cuộc chiến đấu không có khói thuốc súng. Dù tàn khốc thế nào cũng không thể sử dụng thủ đoạn bất chính vi phạm quy định như thế được. Tuy chỉ là kích động dư luận, dẫn đến phát sinh một số sự việc không cần thiết. Gây ra phiền toái nhất định trong việc khảo sát của chính vụ viện đối với tập đoàn Hoành Không, khiến cho phán đoán của đoàn khảo sát đối với một số việc chệch hướng. Đã mất đi tiêu chuẩn xử lý công việc cơ bản nhất của người đảng viên. Sau khi việc này xảy ra, đồng chí Ngô Trung Bảo cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm sâu sắc lại bản thân. Lưu Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm nghe thấy có một chút ý vị. Giống như chuyện này nên xử lý nhẹ. Chuyện này là một trong những án đã được công lập hồ sơ, hơn nữa, đầy đủ chứng cứ. Công an Hoành Không đã định án hơn nữa đã chuẩn bị báo cáo việc này lên cơ quan công an cấp trên. Diệp Phàm ra đòn sát thủ, đương nhiên không thể để cho Ngô Trung Bảo thoát thân dễ dàng thế được. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Ngô Trung Bảo rất hối hận bởi hành vi tắc trách lần này. Lo lắng sinh bệnh rồi. Theo bác sĩ nói phải chừng một năm mới có thể hồi phục. Hơn nữa đã đề nghị xin từ chức tổng tài của tập đoàn cơ khí TQ, bộ cũng đã phê chuẩn yêu cầu của ông ta. Bởi vì việc này liên quan đến tập đoàn Hoành Không các cậu. Cho nên bộ muốn nghe ý kiến và cách nghĩ của cậu. Đồng chí Diệp Phàm, có rất nhiều việc có thể thông qua biện pháp nhất định để thương lượng và giải quyết mà. Cao Nhất Thiên nói, cách nghĩ của tôi rất đơn giản, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Hơn nữa, vụ việc này liên quan trực tiếp đến việc đại quy hoạch Hoành Không có thể thuận lợi được chính vụ viện phê chuẩn thông qua hay không. Nếu vì ảnh hưởng của việc này dẫn đến việc đệ trình hạng mục của chúng ta thất bại thì tổn thất mà tập đoàn Hoành Không chúng tôi sẽ rất lớn. Phạm vi liên quan của đại quy hoạch Hoành Không là mấy triệu nhân khẩu của 3 khu vực và 2 tỉnh, bộ phải xem xét ảnh hưởng đối với bọn họ. Nếu việc này truyền ra ngoài, hậu quả mang lại quả thực không thể lường được. Cho nên nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Chúng tôi không thể lấy việc của một cá nhân Ngô Trung Bảo ra để đánh đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của mấy triệu người dân được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Cậu xem, đồng chí Diệp Phàm, tình hình của Ngô Trung Bảo bây giờ, anh ấy cũng là bị trừng phạt rồi. Bây giờ bởi vì tắc mạch máu não vẫn hôn mê trong bệnh viện. Việc lần này của đồng chí Ngô Trung Bảo là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, đồng chí Ngô Trung Bảo làm công tác chủ trì cơ khí TQ nhiều năm như thế rồi, thành tích cũng có. Khuyết điểm mà, có đồng chí nào mà không có đâu có phải không nào? Tình hình trước mắt, ý của bộ là trị bệnh cứu người là chính. Nếu như thực sự báo cáo vụ án lên trên, thế có lẽ sẽ làm nặng thêm bệnh tình của anh ấy. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bộ cũng có sự cân nhắc nhất định. Không thể vì một việc mà phủ nhận thành tích của một đồng chí đã tạo ra có phải không nào? Lưu Tĩnh nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm không nói gì, không trả lời im lặng chính là kháng nghị. Việc này chỉ cần Diệp Phàm không bỏ qua, Ủy ban Quốc Tư muốn xử lý nhẹ cũng khó. Dù sao việc này đã được lập án, quyền chủ động thuộc về công an Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm, nhân vô thập toàn. Đương nhiên, bộ cũng xem xét tới ảnh hưởng của việc này đối với đại quy hoạch Hoành Không của các cậu. Cho nên, hôm qua Bộ trưởng Lưu đã đích thân chạy đến chính vụ viện một chuyến. Tuyên bố sự ủng hộ của bộ đối với đại quy hoạch Hoành Không trước mặt Ủy viên Trịnh Tùng Tiền. Cao Nhất Thiên nói. Ám chỉ với Diệp Phàm đây chính là sự bồi thường của bộ. Hai vị lãnh đạo này đã thống nhất cách xử lý, lại kiên quyết khẳng định là không thỏa đáng. Bởi vì tập đoàn Hoành Không không thể không có sự ủng hộ của bộ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn nợ Cao Nhất Thiên một món nợ ân tình. Việc này nếu hai vị lãnh đạo đã cảm thấy xử lý như thế là được thì tôi cũng khó nói. Tuy nhiên, tập đoàn Hoành Không chúng ta vì việc này chắc chắn tổn thất rất lớn. Sức ảnh hưởng này tuy nhìn không thấy sợ không được. Nhưng cũng sẽ lan rộng ảnh hưởng đến việc đang trong quá trình quật khởi của tập đoàn Hoành Không. Tôi hy vọng bộ mức độ chính sách hỗ trợ của bộ tăng thêm một chút. Tôi muốn nhìn thấy thái độ thật sự của bộ. Diệp Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy lợi ích và đưa ra một điều kiện nhất định. Đây mới thực sự là lợi ích thực tế, dù là có đưa Ngô Trung Bảo ra công an thì nhiều lắm cũng chỉ xử phạt trị an, cũng không thể đưa ra tòa án. Như thế cũng chỉ bôi nhọ danh tiếng của lão mà thôi. Trên thực tế tập đoàn Hoành Không chẳng được lợi ích gì nhiều. Hơn nữa, việc này sớm đã truyền ra, Ngô Trung Bảo kiếp này muốn chuyển mình thì cơ bản cũng là việc không thể.
Ha ha ha, cậu thật là, sự ủng hộ của chúng tôi cho cậu không hề ít rồi. Cao Nhất Thiên cười, liếc nhìn Bộ trưởng Lưu, nói. Chỉ bằng đem chỉ tiêu hạn ngạch của hai trạm điện mới xây dựng ở phía Nam cho tập đoàn Hoành Không là được rồi. Lần này chắc chắn bọn họ cũng đã phải chịu ảnh hưởng, cũng nên bồi thường cho bọn họ. Được, bên này, 10% hạn ngạch năm nay của tập đoàn cơ khí TQ chuyển cho tập đoàn Hoành Không, cũng là một cảnh cáo đối với bọn họ. Tôi muốn để cho các đồng chí hiểu, kiếm tiền phải bằng con đường chính đạo, ngoại môn tà đạo thì đừng có đi làm. Đồng thời cũng phải để cho các đồng chí hiểu. Thị trường là tàn khốc, là vô tình. Muốn kiếm được tiền thì phải động não, vắt óc suy nghĩ, khai thác thị trường. Về điểm này thì sự phát triển của tập đoàn Hoành Không năm ngoài và năm nay là một ví dụ rất tốt. Hoành Không đã từng bước đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bộ rất vui mừng, cũng xem đây là phần thưởng thêm cho tập đoàn Hoành Không. Lưu Tĩnh nói, Diệp Phàm hiểu được sự thoải mái trong lòng chủ nhiệm Lưu. Có lẽ việc này đã có người tìm đến ông ta, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành nên tự nhiên tâm tình cũng tốt, cho một vài thứ cũng đáng. Dù sao đối với bộ mà nói thì chẳng có thiệt thòi gì, mà làm như thế, tin rằng dù cơ khí Hoa Hạ có nén giận trong lòng nhưng cũng không dám có ý kiến phản đối gì. Còn phía sau Diệp Phàm có Kiều gia Đại Việt, Triệu gia kết nghĩa với Diệp gia, hai vị lãnh đạo này cũng đều biết rõ. Xét thấy thực lực phía sau Diệp Phàm, cắn rắn có lẽ sẽ khiến cho đồng chí này bắn ngược lại thì lực càng lớn. Nếu như hắn không phục mà cứ muốn làm lớn chuyện lên thì bộ cũng xấu hổ. Diệp Phàm đi theo Cao Nhất Thiên vào phòng làm việc để làm một số thủ tục cần thiết. Nào, ngồi xuống chúng ta uống chén trà đã. Cao Nhất Thiên đặt chén trà ở đối diện mời Diệp Phàm ngồi. Bởi vì quan hệ của Cao Nhất Thiên và Phí Gia rất tốt, mà Cao Nhất Thiên cũng hiểu quan hệ giữa Diệp Phàm và Phí Gia, đương nhiên phải trấn an Diệp Phàm một chút. Thế thì tốt quá, trà của chủ nhiệm Cao nhất định rất ngon. Diệp Phàm cười nói. Việc này bộ có hơi không công bằng đối với tập đoàn Hoành Không các cậu, hy vọng cậu có thể hiểu. Cao Nhất Thiên vừa rót trà vừa nói, quan hệ của ông ta với Diệp Phàm vì Phí Gia mà trở nên thân thiết rất nhiều, vừa nãy có những lời không thể nói ra nhưng ở đây có thể nói rồi. Ha ha, việc này tuy ảnh hưởng đối với tập đoàn Hoành Không rất không tốt. Nhưng chủ nhiệm Lưu đích thân tuyên bố vì tập đoàn Hoành Không, còn chủ nhiệm Cao thì ông lại ủng hộ chúng tôi như thế, tôi còn có thể nói được gì. Từ một số phương diện mà nói, tôi còn phải cảm tạ sự ủng hộ mạnh mẽ của hai vị lãnh đạo đối với tập đoàn Hoành Không ấy chứ. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha, cậu hiểu thì tốt rồi. Thực ra việc này tôi đã bàn bạc với Lão Ninh qua điện thoại rồi. Ông ấy không có ý kiến nhiều, tuy nhiên, có nói với chúng tôi là hy vọng có thể thương lượng được với cậu. Dù sao việc này xảy ra đối với các anh, xử lý ai thì trong lòng cũng không thoải mái. Chủ nhiệm Cao cười nói. Đã qua rồi. Diệp Phàm cười nói. Bộ còn có một cách nghĩ, việc đồng thời xuất hiện những nhà máy trùng lặp ở tỉnh Thiên Vân. Ví dụ như sự trùng hợp tương đối về sản phẩm của cơ khí TQ và công ty cơ khí của các cậu. Một số sản phẩm trùng hợp của công ty thiết bị điện lực Hoành Không các cậu với tập đoàn điện khí Tây Nam. Mà các cậu đều là nhà máy thuộc bộ, hơn nữa lại cùng một tỉnh. Cứ như thế thì sẽ bất lợi cho việc khuếch trương sản phẩm. Hơn nữa, khi có cạnh tranh xảy ra, đồng chí Diệp Phàm đừng có nói với tôi là cậu không sử dụng tiểu xảo đấy nhé. Những việc này trên một phương diện đã tiêu hao nguồn tài nguyên nội bộ của bộ chúng ta. Đương nhiên bây giờ chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm thôi. Cao Nhất Thiên cười nói. Chương 3322, tập đoàn Hoành Không lớn nhất. Hi hi, việc này đương nhiên mọi người đều có tiểu xảo. Thị trường tàn khốc, không còn cách nào khác. Nếu không phấn đấu thì chúng ta sẽ bị đào thải. Như thế đối với tập đoàn Hoành Không mà nói thì sẽ là phá sản. Hậu quả này là hiện thực mà mỗi người Hoành Không đều không thể chấp nhận được. Vì kế sinh nhai của bọn họ, vì mỗi người Hoành Không, một vài tiểu xảo tôi không thể không dùng. Việc này thực ra cũng thuộc về phạm trù cạnh tranh thương mại có phải không nào? Diệp Phàm cười gượng, có những việc không thể che giấu được nữa. Ví dụ việc lần trước Cổ Gia ở Kim Lăng chuyển đổi kinh doanh đương nhiên chính là một trong những tiểu xảo của Diệp Phàm. Bộ đã cảm thấy trong một tỉnh mà có bất đồng như thế sẽ không có lợi đối với sự phát triển lớn mạnh của ba nhà các cậu, bất kể ai đảm nhận vị trí lãnh đạo của ba nhà này. Có lẽ cũng sẽ coi đối phương là đối thủ mạnh mẽ, nhất định sẽ không ngừng có những xung đột nhỏ, đây chính là điều bất lợi. Tuy cạnh tranh là tàn khốc, tuy cạnh tranh có lợi cho sự phát triển của nhà máy, nhưng nếu có thể điều tiết khống chế thì lại chính là một sự lãng phí lớn tài nguyên.
Cao Nhất Thiên nói. Thế bộ có cách gì để giải quyết vấn đề này, ví dụ như thông qua việc điều tiết khống chế, tôi thấy cách này cũng không thực hiện được. Nơi xuất hàng của hai công ty bọn họ phần lớn đều nhờ vào nhà nước. Mà đại đa số sản phẩm của chúng tôi đều phải tự mình đi tìm thị trường. So với bọn họ dù thế nào cũng đảm bảo doanh thu, còn chúng ta phải tự tìm đầu ra, thế chẳng phải là khó khăn hơn hay sao? Ảnh hưởng của thị trường đối với chúng tôi rất lớn, cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn hơn một chút. Còn về việc điều tiết khống chế của bộ, ảnh hưởng lớn đối với bọn họ, sức ảnh hưởng đối với chúng tôi nhỏ hơn nhất nhiều. Diệp Phàm nói, việc này tôi hiểu, nếu chỉ là sự điều tiết khống chế của bộ thì muốn làm cho ba công ty các cậu sống hòa bình là điều không thể. Việc này cũng không phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh thương mại. Hơn nữa cũng đi ngược với quy luật thị trường, không thể thực hiện được. Từ một phương diện khác mà nói cũng không có lợi đối với sự phát triển lớn mạnh của ba công ty các cậu. Cậu nghĩ xem, nếu điều tiết khống chế được các cậu ngồi lại với nhau, không tính đến sự phát triển thì công ty sẽ phát triển thế nào? Đây là kết quả của thời đại kinh tế kế hoạch, bây giờ là kinh tế thị trường, chúng ta tuyệt đối không thể quay trở lại con đường cũ. Đương nhiên, nhà máy quốc hữu vốn đầu tư là để bảo đảm một số yêu cầu của nhà nước, bảo đảm mạch máu kinh tế để giúp đỡ nhà máy. Những nhà máy như thế cũng không thể đưa hết lên thị trường, cần phải bảo đảm sự thông suốt cho mạch máu kinh tế quốc gia có phải thế không nào? Tuy nhiên, sau khi trải qua thảo luận, Bộ cũng có một số biện pháp. Đó chính là thông qua phương thức điều chỉnh để đưa những xí nghiệp này thành xí nghiệp nửa thị trường. Việc này tôi vẫn có chút không hiểu. Diệp Phàm hỏi. Chính là nhờ xí nghiệp của các cậu đưa một số sản phẩm có ảnh hưởng không lớn đối với nhà nước lên thị trường, tham gia cạnh tranh thị trường, bảo đảm xí nghiệp có thể duy trì sự phát triển không ngừng. Làm như thế có thể giảm bớt một số gánh nặng của nhà nước và bộ. Sau đó, về lâu dài cũng có thể giảm bớt sự xung đột của các cậu. Bảo đảm sự phát triển của nhà máy càng nhanh. Cao Nhất Thiên nói. Diệp Phàm ngạc nhiên, nói. Nhờ tập đoàn Hoành Không chúng tôi để tiêu thụ sản phẩm cho bọn họ, việc này, sản phẩm của chúng tôi còn chưa bán ra được, làm gì có khả năng lại đi tìm thị trường cho bọn họ. Nếu có con đường như thế thì chi bằng chúng tôi nghĩ cách tự làm lớn mạnh mình còn hơn. Làm người bán hàng cho bọn họ, tôi không đồng ý. Ha ha, không phải là bảo cậu làm người bán hàng cho bọn họ. Cậu vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi nói, đương nhiên, tôi cũng chưa nói rõ ràng. Cao Nhất Thiên cười nói. Tôi rửa tai lắng nghe đây. Diệp Phàm nói. Ý của bộ chính là, nói thế nào nhỉ? Tỉnh Điền Nam có thể đưa địa khu Giang Hoa vào nằm trong đại quy hoạch Hoành Không, còn tỉnh Thiên Vân cũng cắt thành phố Hạng Nam cho các cậu. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Cao Nhất Thiên nói. Vẫn chưa hiểu. Diệp Phàm sớm đã cảm giác được, tuy nhiên hắn vẫn đang giả vờ. Ha ha ha, cậu thực sự không hiểu hay là thế nào? Thôi được rồi, nói thẳng luôn đi. Ý của chúng tôi là ba tập đoàn các cậu có thể hợp thành một được hay không? Tạo ra một hình thức tập đoàn liên minh, còn ý của bộ chính là nhập cơ khí TQ và điện khí Tây Nam vào đại quy hoạch Hoành Không. Đương nhiên, bọn họ không thể nói hoàn toàn là công ty con của các cậu, mà là tập đoàn liên minh. Cao Nhất Thiên cười nói. Liên minh. Nếu đã nhập vào đại quy hoạch Hoành Không mà lại không thể trở thành công ty con của chúng tôi, thế thì địa vị của ba tập đoàn chúng tôi sẽ xác định thế nào? Điền Nam đưa Giang Hoa, Thiên Vân cũng đưa Hạng Nam cho các cậu là do tập đoàn Hoành Không trực tiếp quản lý. Nếu bọn họ qua đây làm liên minh, đến khi đó việc thống nhất quản lý sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi e là không những không thể điều chỉnh tốt hơn mà ngược lại còn càng làm loạn hơn. Làm thế khiến cho đại quy hoạch Hoành Không chẳng ra cái gì thì chẳng phải là lại có tác dụng lại hay sao? Diệp Phàm nói, đương nhiên không thể dễ dàng đồng ý. Trừ phi có thể làm chủ thì còn được. Đương nhiên, liên minh thì liên minh, trong liên minh cũng phải phân lớn bé chứ có phải không nào? Đã là quy thuộc về đại quy hoạch Hoành Không, thì đương nhiên tập đoàn Hoành Không các cậu là lớn rồi có phải không nào? Có điều, quan hệ của các cậu lại không thể quy là tổng công ty và công ty con được. Chỉ có thể là liên minh. Nên nói là ba công ty các cậu đều nằm trong hạng mục trọng điểm là đại quy hoạch Hoành Không. Mà trong ba công ty thì tập đoàn Hoành Không chính là lớn nhất. Ba công ty có thể tổ chức một hội đồng quản trị mới. Đồng chí Diệp Phàm, nếu cậu là chủ tịch hội đồng quản trị, thế chẳng phải là cũng có quyền lực nhất định đối với hai tập đoàn công ty kia hay sao? Tuy không phải là công ty con của tập đoàn Hoành Không, nhưng cậu chỉ cần có quyền nói thì công ty con hay không cũng chẳng khác nhau nhiều. Ý của Cao Nhất Thiên là ám chỉ Diệp Phàm có quyền lực là được rồi,
lo những việc khác làm gì. Như thế việc phải làm sẽ nhiều rồi, đối với việc này có lẽ tập đoàn Hoành Không lại phải thành lập một ủy ban để quản lý ba công ty này. Và ủy ban quản lý này là do thành viên ban lãnh đạo ba công ty hợp thành. Diệp Phàm nói, thực ra các cậu đã bắt đầu rồi. Cao Nhất Thiên nói như thế là thế nào? Diệp Phàm hỏi, rất đơn giản mà, một khi đại quy hoạch được phê chuẩn, Giang Hoa và Hạng Nam chẳng phải là đã nằm trong đại quy hoạch Hoành Không rồi sao? Đến lúc đó, có lẽ không thành lập một cơ quan quản lý thì làm sao phối hợp được giữa ba công ty các cậu? Bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian xây dựng, khúc mắc về lợi ích không phải là rất lớn. Một khi việc xây dựng hoàn tất, khi có thể thu lợi, lợi ích phân chia như thế nào thì sẽ được lộ ra ngay. Đến khi đó, chuyện phiền phức sẽ càng tăng, mà tổ đệ trình bây giờ của các cậu chính là cũng đã có hình thức giống như cấp quản lý của đại quy hoạch Hoành Không rồi. Thực ra, tôi cảm thấy các cậu nên sớm thành lập một cấp quản lý chính của đại quy hoạch Hoành Không chứ không phải là tập đoàn Hoành Không đang quản hai thành phố như hiện nay. Việc này, nếu quyền quản lý là do tập đoàn Hoành Không thì có một vài danh không chính mà ngôn cũng không thuận. Bởi vì dù gì Giang Hoa và Hạng Nam cũng là cấp dưới chính thức thuộc chính phủ. Còn các cậu thì cũng chẳng có cách nào để quản lý được có phải không nào. Sau sự kiện Thổ Vương gia đã xảy ra lần này, bộ cũng vẫn đang thảo luận về việc này đề này. Cho nên điều chỉnh hợp nhất tài nguyên của ba tập đoàn các cậu. Cùng hưởng kỹ thuật sản phẩm, cùng hưởng thị trường tiêu thụ, cùng kiếm tiền mới là cách hoàn mỹ nhất. Mà đại quy hoạch Hoành Không chính là cơ sở và điều kiện để ba tập đoàn điều chỉnh hợp nhất với nhau. Lấy đại quy hoạch Hoành Không làm bối cảnh để thành lập một cơ quan quản lý là việc phải làm. Cao Nhất Thiên nói, thực ra Diệp Phàm cũng nhận thức tương đối về quan điểm này. Tuy nhiên, nếu thành lập cơ quan như vậy thì rốt cuộc gọi là cái gì thì cũng khó nói. Hơn nữa, cơ quan này thuộc về ai quản lý, cấp bậc và ban ngành cấp dưới của cơ quan này sẽ bố trí như thế nào lại là một vấn đề rất lớn. Diệp Phàm nói, khu phát triển kinh tế cậu xem tên gọi này thế nào? Cao Nhất Thiên nói, hình như không thích hợp lắm, bởi vì Giang Hoa và Hạng Nam cũng nằm trong đó. Khu kinh tế là lấy phát triển kinh tế làm chính, mà hai thành phố này lại là khu vực hành chính. Diệp Phàm lắc đầu, việc này đúng là một vấn đề lớn. Cao Nhất Thiên cũng có chút hao tâm tổn trí. Nếu gọi là tân khu Hoành Không thì còn có lý một chút. Diệp Phàm nói, tân khu Hoành Không. Cao Nhất Thiên đột nhiên vỗ đùi một cái, cười nói. Hay, hay lắm, khu Hoành Không là hay nhất. Như thế chẳng phải là liên hiệp hai thành phố Giang Hoa, Hạng Nam và cơ khí TQ, điện khí Tây Nam sẽ thành lập một liên minh khu vực mới hay sao? Cấp bậc hoàn toàn có thể thăng chính thức lên đến cấp phó tỉnh. Chỉ có điều, việc này liên quan đến tân khu mới của Mây Khu trong tỉnh, nếu thực sự thành lập thì sẽ là một đại sự. Còn phải trưng cầu sự đồng ý của lãnh đạo hai tỉnh nữa, còn phải đăng báo, khó khăn này sẽ rất lớn. Nếu do tỉnh Thiên Vân quản lý, những đồng chí bên Điền Nam liệu có đồng ý hay không? Ngược lại cũng thế, chủ yếu là vì thành quả sự phát triển của khu Hoành Không mà dẫn đến người ta lườm nhau. Cao Nhất Thiên nói, hai tỉnh cùng quản lý lại thêm sự chỉ đạo của nghiệp vụ của Ủy ban Quốc tư chẳng phải là càng tốt hay sao? Đây gọi là ba tầng cùng quản lý, có chút giống như sự hiệu quả của việc mở rộng tập đoàn Hoành Không bây giờ. Diệp Phàm nói, ý tưởng này cũng có sự mới mẻ. Thực sự có sự mới mẻ. Cứ như thế đi, tôi sẽ đem việc này báo cáo trước với chủ nhiệm Lưu một chút, sau đó kết quả có thể thảo luận trên hội nghị ban lãnh đạo một chút xem hiệu quả thế nào. Đương nhiên, bây giờ mới chỉ là ý tưởng này rất khiến cho người ta hứng thú đấy. Cao Nhất Thiên hứng chí. Sau đó, sau khi Diệp Phàm đi ra gọi điện thoại cho Ninh Chí Hòa. Ninh Chí Hòa cảm thấy cũng có sự mới mẻ, bởi vì việc thành lập tân khu cấp bậc phó tỉnh phải được sự phê chuẩn của chính vụ viện. Việc này rất lớn. Hơn nữa, nhiều nơi quản lý cũng khiến cho tân khu này có lẽ sẽ đến lúc rơi vào tình thế lúng túng. Khi trao đổi với Chủ tịch Dương bên Điền Nam thì phát biểu của ông ta cũng tương tự. Diệp Phàm dù có chút hương phấn nhưng trong lòng cũng rất nặng nề. Vừa đấy đã hết một ngày, buổi tối Diệp Phàm vừa trở về nhà thì phát hiện nhạc phụ Kiều Viễn Sơn cũng đã đến. Kiều Viễn Sơn đang chơi đùa cùng với Diệp Khinh và Diệp Thanh Liên, hai ông cháu rất vui vẻ. Nào nào, Thanh Liên, thơm ông ngoại nào. Kiều Viễn Sơn cười hớn hở. Ha ha ha. Diệp Thanh Liên cười rất vui vẻ. Diệp Khinh, thơm cậu nào. Kiều Báo Quốc cũng rất vui vẻ bế Diệp Khinh. Nhìn hai người cứ nhà trẻ con vậy.
Kiều Viên Viên vẻ mặt hạnh phúc. Thì sao nào, bọn ta cũng là từng là trẻ con mà. Kiều Viễn Sơn cười nói. Bố, anh, mọi người đến ạ. Diệp Phàm chào hỏi. Ha ha, hai đứa nhỏ này, chơi vui quá. Kiều Viễn Sơn cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm. Ông này, để bà ngoại tôi bế cháu cái nào, đừng có bế một mình như thế chứ. Chương 3323, cha con Kiều ra đến. Không lâu sau, mẹ của Kiều Viên Viên cũng đi ra bế Diệp Thanh Liên vui mừng cười tít cả mắt. Chúng ta nói chuyện đi. Kiều Viễn Sơn nói, Diệp Phàm ngồi xuống. Biết là bọn họ có việc muốn bàn bạc, mấy người phụ nữ Kiều Viên Viên bế trẻ con lên trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại ba người là bố con Kiều Gia và Diệp Phàm. Nghe nói hôm nay con lên báo cáo công việc với Ủy ban Quốc tư. Kiều Viễn Sơn hỏi. Và đã phát sinh một việc. Diệp Phàm đem chuyện kể một lượt. Nói như thế thì Ngô Trung Bảo đã nghỉ hưu. Kiều Báo Quốc hỏi. Bộ đã phê chuẩn đề nghị nghỉ hưu của ông ta, việc này còn phải báo cáo trở ban tổ chức trung ương và chính vụ viện phê chuẩn. Diệp Phàm nói. Việc này đã tạo thành cục diện rồi, Ngô Trung Bảo có thể có kết cục về hưu như thế cũng xem như là viên mãn lắm rồi. Bằng không, dựa vào những việc đồng chí này đã làm thì có khả năng sẽ bị khai trừ tất cả. Kiều Viễn Sơn gật đầu. Diệp Phàm nhìn Kiều Báo Quốc, trong lòng đoán ra chút gì đó, thầm nói chẳng lẽ cậu cả nhà ta lại ngắm vào vị trí của Ngô Trung Bảo. Bố, Báo Quốc đến nước mình cũng được 5-6 năm rồi, có phải nên chuyển chỗ rồi không? Diệp Phàm cố ý hỏi, mở ra chủ đề cho bọn họ. Đúng là nên chuyển chỗ, tuy nhiên, nó giống con cũng bị vướng ở mặt tuổi tác. Hơn nữa, nó lại thiếu về thành tích so với con. Thành tích không đủ nổi bật mà muốn thăng lên cấp phó tỉnh bộ thì ta cũng khó mở miệng. Người để ý thì quá đông, lời đàm tiếu cũng quá nhiều. Kiều Viễn Sơn rất thẳng thắn gật đầu. Hay là bảo Báo Quốc đi tập đoàn cơ khí TQ, vị trí của Ngô Trung Bảo vừa khéo thích hợp. Dự bị 2-3 năm thì có thể chính thức thăng lên cấp phó tỉnh bộ rồi. Tuy nhiên, bây giờ có tình hình mới. Thế là Diệp Phàm đem việc tân khu đại quy hoạch hoành không ra nói. Chuyện này đối với Báo Quốc không có ảnh hưởng lớn, bất kể sát nhập hay không thì cũng không hề ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, nếu sát nhập thì thực tế đối với Báo Quốc mà nói thì lại càng có lợi. Ít nhất còn có thể danh chính ngôn thuận giúp nó một tay. Chỉ có điều bây giờ ta suy nghĩ thế này. Bởi vì Ngô Trung Bảo là về hưu là vì con, tuy là do việc khác dẫn tới, nhưng người khác lại không cho là như vậy. Cho nên nếu Báo Quốc đi tiếp quản thì sẽ khiến cho người ta dị nghị sau lưng. Kiều Viễn Sơn rất đau đầu chuyện này. Dị nghị là điều khó mà ngăn chặn được. Tuy nhiên, cơ hội lần này đối với Báo Quốc rất khó có được. Nếu để tuột mất thì muốn tìm lại được cũng khó khăn. Hơn nữa, con ở tập đoàn Hoành Không đã khoảng 1 năm rưỡi rồi. Con có dự cảm, cấp trên sẽ không để cho con ở đó thêm nhiều thời gian nữa đâu. Có lẽ nhiều lắm là khoảng 2 năm rưỡi, không thể đến 3 năm đâu. Tính toán của con là như thế, nếu con đi rồi. Nếu có thể sát nhập thì có thể để Báo Quốc tiếp nhận vị trí của con. Đến lúc đó, vừa khéo đến lúc đại quy hoạch Hoành Không có thành tích sau khi trải qua 2 năm xây dựng. Diệp Phàm nói, Kiều Báo Quốc tuy trên mặt tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng không nói gì. Con nghĩ rất đúng. Chúng ta đều là người nhà thì không nói khách sáo. Báo Quốc đúng là cần có thành tích của con. Ta già rồi, thêm mấy năm nữa thì cũng chuẩn bị nghỉ hưu rồi. Báo Quốc không thể chính thức được thăng lên cấp phó tỉnh bộ thì sau này muốn leo lên nữa càng khó. Mà Kiều gia chúng ta có thể nở mày nở mặt chính là Thế Hào và Báo Quốc. Thế Hào bây giờ trong quân đội, cấp sư trưởng. Nhưng đối với Kiều gia chúng ta mà nói, hai đứa nó tạm thời đều chưa thể làm được điều đó. Ít nhất cũng phải cấp phó tỉnh bộ, Thế Hào vào quân đội cấp bậc cũng tương đối rồi. Việc này phải có thời gian tích lũy thì mới được, còn con tuy là con rể của Kiều gia, nhưng... Kiều gia muốn người chính thức của Kiều gia chủ trì công việc của Kiều gia. Đây là vấn đề hiện thực, con cũng đừng trách ta đối với con thế nào. Hơn nữa, ta biết tính khí của con, bây giờ con đã có được năng lực nhất định rồi. Hơn nữa, có được những mối quan hệ của riêng mình. Con có việc làm của con, sau này có thể giúp đỡ Kiều gia một chút là được và ta cũng vô cùng hài lòng. Kiều Viễn Sơn hôm nay nói chuyện rất khách khí. Bố, chúng ta là người một nhà. Giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Vì thế vừa nghe chủ nhiệm Cao Nhất Thiên nói việc này xong thì con liền nghĩ như thế. Thời gian trước đi Việt Đông vừa khéo gặp được Hương Linh. Ông ấy nói chuyện với con về việc của Báo Quốc thì cũng có dự tính như thế. Chỉ có điều,
có những việc con không tiện nói thẳng. Con lo là báo quốc không bằng lòng. Hôm nay bố ở đây thì con cũng nói thẳng. Không phải là con xem thường báo quốc, cũng không phải là báo quốc không có năng lực. Mà chỉ là con may mắn hơn một chút. Hơn nữa, năng lực đặc biệt của con cũng không giống như báo quốc. Con đường làm quan của con phần lớn cũng là kết quả tạo ra từ năng lực đặc biệt của con. Nếu không có năng lực đặc biệt này, bây giờ có lẽ còn đang bon chen ở vị trí cấp sở. Vì thế báo quốc ca cũng không cần phải tức giận, hoàn cảnh của mỗi người gặp phải không giống nhau mà thôi. Thực ra, so với rất nhiều người, báo quốc cũng xem như là may mắn rồi. Dựa vào tuổi tác của nó bây giờ có thể ngồi vào vị trí số 1 của thành phố trực thuộc tỉnh mà rất nhiều người nhòm ngó. Diệp Phàm rất thành thật nói. Ừm, con nói ta cũng biết rõ. Việc này buổi ta qua đây cũng là muốn nghe ý kiến của con, nếu báo quốc đến cơ khí TQ, ý kiến của con cũng rất quan trọng. Hơn nữa, Ngô Trung Bảo vừa nghỉ, tin tức này trong mấy ngày nay sẽ truyền ra ngoài. Đến khi đó những đồng chí nhắm vào vị trí này của ông ta thực sự sẽ không ít. Trong mạnh lại càng có kẻ mạnh, Kiều gia người ta cho rằng mạnh, thực tế còn có gia tộc mạnh hơn. Chúng ta phải nhanh chóng hành động, mà bởi vì cơ khí Hoa Hạ thuộc Ủy ban Quốc tư, ý kiến của bọn họ tương đối quan trọng. Lần trước vì sao ta không giang tay tương trợ con, thực ra, từ lâu ta đã lo lắng đến vấn đề này. Đương nhiên, khi đó Ngô Trung Bảo chưa hề xảy ra sự kiện này, lo lắng của ta cũng là như những gì con nói ra lúc trước, chọn một nhà máy trung ương để báo quốc rèn luyện trước một chút đã. Tuy nhiên, khi đó trải qua lựa chọn, cũng cảm thấy khó khăn rất lớn. Bởi vì nhà máy trung ương trong cả nước chỉ có mấy chục cái, mà vị trí số 1, 2 của người ta đều đã có người. Nếu cứng rắn chuyển người ta đi thì không hay lắm. Bây giờ Ngô Trung Bảo về rồi, cơ hội đúng là đã đến. Kiều Viễn Sơn nói, ta thấy dị nghị cũng không cần phải để ý, bên phía Ủy ban Quốc tư ta đã nói chuyện với bọn họ. Sự kiện Ngô Trung Bảo vốn trong lòng bọn họ cũng có chút xấu hổ. Để con nói chuyện này thì tốt hơn. Diệp Phàm nói, thế thì tốt, bên đó do con nói chuyện nhé. Kiều Viễn Sơn gật đầu quyết định. Bố, có phải con đã làm mất mặt Kiều gia rồi không? Mình không có bản lĩnh đã phải đi cầu cứu người ngoài. Ngồi trong xe, Kiều Báo Quốc vẻ mặt buồn bã. Con nói cái gì thế, hoàn cảnh của con và Diệp Phàm gặp phải không giống nhau. Về phương diện lớn hơn mà nói thì nó ưu tú hơn con, mà con cũng có sở trường của mình. Người mà, ai cũng có một sở trường của mình, năng lực cũng có cao có thấp, vì sao có người có thể làm chủ tịch nước mà đại đa số thì chỉ có thể làm người bình thường. Đây chính là vấn đề năng lực kém, có người không tin số mệnh, thực ra, năng lực cao thấp ông trời cũng đã có sự phân chia nhất định rồi. Hơn nữa sự nỗ lực sau này sẽ thể hiện ra không giống nhau. Huống chi nó cũng không phải là người ngoài có phải không nào. Hơn nữa, so với tuyệt đại đa số người khác, con chính là thiên tài trong chốn quan trường. Ha ha, đừng tức giận, con trai của Kiều Viễn Sơn ta cũng không giống bình thường mà. Chỉ có điều con không cần phải so sánh với Diệp Phàm là được. Nó thuộc dạng khác trong các dạng khác, thuộc về may mắn trong những người may mắn. Kiều Viễn Sơn lại cười. Tuy nhiên, ta phát hiện con bây giờ hình như đã thay đổi rất nhiều. Trước kia luôn không phục, bây giờ có phải là cũng có chút phục rồi không? Ừm, nó đúng là một gã biến thái. Con nghĩ, đời này lẽ con khó có thể trèo được lên đầu nó. Hơn nữa, trò xấu của nó rất nhiều, còn có một đám bạn có thể cùng sinh ra tử. Nói thực là có lúc con cũng có chút ngưỡng mộ nó. Kiều Báo Quốc nói, ha ha ha, thế cũng không nhất định, không chừng sau này thế lực của con phất lên, con tiến xa hơn, vững vàng hơn nó ấy chứ. Kiều Viễn Sơn cười nói, bố nói liệu nó có thực sự giúp đỡ con không? Kiều Báo Quốc tỏ vẻ không chắc chắn. Sẽ, nhất định sẽ. Nó tuy có tật này tật kia, có lúc vùng lên thì tám con ngựa cũng không thể kéo nó lại được. Tuy nhiên, nó đã hứa việc của con thì nhất định nó sẽ đi làm. Yên tâm, tầm nhìn của ta không kém đến mức đấy đâu. Hơn nữa, Kiều gia đại viện còn chưa sụp đổ. Trong lòng nó là người hiểu rõ nhất. Kiều Viễn Sơn cười nói. Buổi chiều ngày hôm sau, Cao Nhất Thiên lại gọi Diệp Phàm đến. Nói là buổi sáng Ủy ban Trung ương đã thảo luận một chút. Cảm thấy kế hoạch sát nhập do Diệp Phàm đưa ra là có khả thi. Còn Diệp Phàm nhân cơ hội cũng đã nêu ra việc của Kiều Báo Quốc. Mọi người bụng dạ đều biết, Cao Nhất Thiên nói là phải bàn bạc với chủ nhiệm Lưu một chút. Thực ra đã coi như là hứa với Diệp Phàm sẽ bàn bạc một chút. Hai người bọn họ hợp lại với nhau,
Chủ nhiệm Cao, anh nói xem là lợi hay là hại. Cao Nhất Thiên thực sự đi bàn bạc, chủ nhiệm Lưu Tĩnh nghe xong cười hỏi. Có lợi cũng có hại, tuy nhiên, bất kể nói thế nào, tôi cảm thấy để đồng chí Kiều Báo Quốc đến tập đoàn cơ khí TQ có lẽ thích hợp hơn một chút so với để đồng chí khác đi. Ít nhất, Diệp Phàm vuốt mặt cũng phải nể mũi. Chỗ cần phải quan tâm thì phải quan tâm hơn một chút có phải không nào? Tuy nhiên, như thế bọn họ sẽ chiếm hai vị trí trong ban lãnh đạo tân khu Hoành Không mới thành lập. Một anh vợ và một em rể người ca kẻ sướng, những đồng chí khác sẽ bị uất ức. Cao Nhất Thiên nói, nếu như Ủy ban Thường vụ chính thức không cho phép xảy ra tình hình như thế, tuy nhiên, bọn họ đó chỉ là một liên minh, xem như là không chính thức, chắc không vi phạm quy định đâu. Chủ nhiệm Lưu nói, thành lập tân khu tôi thấy rất khó, tuy nhiên, thoải mái một chút thì liên minh thành lập cũng dễ. Rõ ràng cứ dựa theo ưu thế trước kia để nhập cơ khí TQ và điện khí Tây Nam vào là được. Không cần phải làm quá lớn, tuy nhiên, tôi và anh sẽ mệt đấy. Cao Nhất Thiên lại nói. Chủ nhiệm Lưu suy ngẫm khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Lão Cao, mấy ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ được nhàn rỗi một chút. Đúng vậy, đã phải đau đầu một thời gian rồi. Những đồng chí nhắm vào vị trí này của đồng chí Ngô Trung Bảo không ít. Đến khi đó điện thoại của tôi và anh sẽ suốt ngày kêu, lại phải trốn tránh những cuộc điện thoại của cấp trên gọi xuống nữa. Chủ nhiệm Cao cười nói. Việc này chẳng có cách gì, lúc nào cũng như thế. Chạy chức phải có quan giúp, người nói công việc có, người nói tình cảm có, phiền lắm. Chủ nhiệm Lưu cười nói. Động tác của Kiều Viễn Sơn thực sự không chậm. Chỉ không đến nửa tháng sau thì việc của Kiều Báo Quốc đã được lo xong, đây chính là khả năng của Kiều gia đại viện. Ngày 10 tháng 7 Kiều Báo Quốc đã đến nhậm chức tổng tài của tập đoàn cơ khí TQ. Chương 3324, thôn tính điện cơ TQ của anh thì làm sao? Diệp Phàm biết rõ, Kiều Viễn Sơn muốn đưa Kiều Báo Quốc vào cơ khí TQ trước khi đại quy hoạch Hoành Không được chính vụ viện phê duyệt. Để có cơ hội cho Kiều Báo Quốc tạo ra thành tích chính trị. Ngày hôm Kiều Báo Quốc xuống thì thanh thế cũng được tạo ra rất lớn, không chỉ phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc tư đồng chí Cao Nhất Thiên xuống, mà đồng chí phó trưởng ban tổ chức trung ương Kim Thụ Dương cũng xuống cùng Kiều Báo Quốc. Phó bí thư tỉnh Thiên Vân Kim nhân viên cũng ở đó, phân lượng của đội ngũ tập hợp toàn những nhân vật lớn này rất mạnh. Đương nhiên em rể Diệp Phàm cũng nhận được thiệp mời đến cổ vũ cho anh vợ. Chỉ là khi Diệp Phàm đến tập đoàn cơ khí TQ thì người ta đón tiếp hắn chẳng ra gì mà thôi. Sự kiện Ngô Trung Bảo tuy được bảo mật cao nhưng vẫn bị truyền ra ngoài. Vì thế các cán bộ cơ khí TQ đều rất khách khí với hắn ta, nhưng kiểu khách khí này gần như là khinh thường. Bởi vì đa số ban lãnh đạo của cơ khí TQ đều là người của Ngô Trung Bảo. Ngô Trung Bảo tuy bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện giả bệnh, nhưng ảnh hưởng nhất thời vẫn chưa thể nào hết được. Huống hồ, cơ khí TQ và tập đoàn Hoành Không lâu nay lại là oan gia. Đặc biệt là từ khi Diệp Phàm chủ trì công việc đến nay, mâu thuẫn xung đột này càng rõ ràng hơn. Ngô Trung Bảo khi còn tại nhiệm lúc đến khích lệ công nhân thường hay nhắc đến đối thủ là tập đoàn Hoành Không. Chỉ có điều không làm gì được mà thôi, mỗi người của cơ khí TQ đều hiểu tập đoàn Hoành Không đã tạo ra áp lực lớn đối với mình. Đặc biệt là khi đại quy hoạch Hoành Không phát triển mạnh mẽ như bây giờ, cảm giác áp lực này lại càng mãnh liệt. Đại quy hoạch Hoành Không của Diệp Tổng thật khí phách đấy. Sau khi nghi thức đã xong thời gian vẫn còn sớm để ăn cơm, cho nên dành thời gian cho hoạt động tự do, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ khí TQ Đông Lâm Tân châm biếm nói. Cũng bình thường thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Đúng thế mà, ngay cả một ngôi mộ giả mà người ta cũng không bỏ qua. Đại quy hoạch Hoành Không thực sự là rất có khí phách. Tôi lo rằng, chờ đến khi các anh thực sự xây dựng hoàn tất, không hiểu trong phạm vi của đại quy hoạch Hoành Không sẽ có thể còn lại bao nhiêu ngôi mộ nữa. Đừng có không bỏ qua cho cả những khu nghĩa địa công cộng đấy nhé. Phó Tổng Giang Tùng Lâm của cơ khí TQ tỏ vẻ cười đùa nói, chợt kéo theo hơn chục đồng chí cùng cười phá lên. Kiều Báo Quốc cũng nghe thấy, tuy nhiên, lúc này mình vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ nên cũng không tiện mở miệng nói để tương trợ cho Diệp Phàm được. Tránh gây ra sự căm ghét lây của các đồng chí của cơ khí TQ, đến lúc đó thì chiếc ghế này của mình chắc sẽ mọc đinh mất. Vì thế Kiều Tổng tân nhiệm chỉ có thể giả vờ như không biết cứ nói chuyện với Kim Nhân Viễn. Đại quy hoạch Hoành Không người ta là quy hoạch trên những ngôi mộ mà. Một người khác chen vào. Ha ha ha, nói như thế cũng không phải không có lý. Bởi vì có thông tin cho rằng đại quy hoạch Hoành Không đang chuẩn bị nhuốt luôn cả cơ khí TQ.
Câu nói của Diệp Phàm vừa dứt thì mọi người đều quay sang nhìn. Một là, tin tức này quá chấn động mọi người, được phát ra từ miệng của Diệp Phàm thì không phải vô căn cứ. Hai là, câu nói của Diệp Phàm chính là muốn đem cơ khí TQ so sánh như nấm mồ. Đây chẳng phải là nói cơ khí TQ sắp sụp đổ rồi sao? Bí thư Diệp thật có tài ăn nói đấy, sức sống của cơ khí TQ mạnh mẽ như thế, sẽ không bao giờ sụp đổ, dù nói thế nào cũng không thể trở thành nấm mồ được có phải thế không nào? Nạp Mãi Đề Lâm nói. Ha ha ha, bí thư Nạp, tôi không hề nói cơ khí TQ là nấm mồ. Vừa rồi có đồng chí đang so sánh, tôi chỉ lấy việc luận việc mà thôi. Diệp Phàm cười thản nhiên, tỏ ra không hề sợ hãi trước bầy sói. Nghệ thuật trên nấm mộ thực ra cũng khá hay, những điểm du lịch bây giờ càng là những nấm mộ cổ thì càng có sức hút. Giống như thập tam lăng ở Kinh Thành lẽ nào không phải chính là những ngôi mộ hay sao? Đại cung không phải sao? Mỗi năm đón tiếp không biết bao nhiêu là du khách đấy. Như thế thì thu được bao nhiêu là tiền có phải không nào các đồng chí? Kim Thụ Dương đột nhiên thêm vào một câu rồi cười ha hả. Đúng vậy. Nếu đại quy hoạch Hoành không có thể đưa những nấm mồ này vào mạng lưới thì đại quy hoạch này thực sự là đứng giá. Kim Nhân Viễn cũng đến tương trợ. Các đồng chí cần phải chứng thực một hiện thực, nấm mồ thực ra chính là văn vật. Đại quy hoạch Hoành không đang khai thác và bảo vệ văn vật. Đây là việc tốt mà. Cao Nhất Thiên cười nói. Ba vị đầu sỏ vừa mở miệng, Nạp Mãi Đề Lâm cuối cùng đã ngậm miệng lại không nói gì nữa, nhất thời bên phía cơ khí Hoa Hạ tất cả đều im bặt. Hơn nữa. Mọi người đều đang suy nghĩ, ba vị đầu sỏ này nếu nói Kim Nhân Viễn nói giúp Diệp Phàm mấy câu cũng là bình thường, bởi vì Kim Nhân Viễn là phó bí thư tỉnh Thiên Vân. Còn Kim Thụ Dương và Cao Nhất Thiên cũng hùa theo thì làm sao nói lại được. Điều này chứng tỏ quan hệ của ba đồng chí này với Diệp Phàm mật thiết hơn so với cơ khí TQ nhiều. Đặc biệt là sức uy hiếp của Cao Nhất Thiên và Kim Thụ Dương đối với những cán bộ cấp phòng ở cơ khí TQ là có. Bọn họ tiến thêm một bước nữa là phó tỉnh bộ rồi. Đây chẳng phải là nằm trong phạm vi quyền lực của trưởng ban tổ chức trung ương Kim Thụ Dương hay sao? Huống hồ Kim Thụ Dương lại phụ trách mảng công tác khảo hạch những nhà máy trung ương. Chủ nhiệm Cao, vừa rồi tin tức của bí thư Diệp nói không biết có phải là đùa hay không? Đông Lâm Tân không đành lòng được đành hỏi. Có những chuyện, dù là đang nói đùa, nhưng lại đúng đấy, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Câu nói của Cao Nhất Thiên thực sự khiến cho một vài đồng chí lãnh đạo của tập đoàn cơ khí TQ chấn động. Nếu cơ khí TQ bị cuốn vào đại quy hoạch Hoành không thì mình và những người khác chẳng phải tất cả đã trở thành cấp dưới của Diệp Phàm hay sao? Như thế về sau sẽ khó khăn rồi. Thậm chí có vài đồng chí còn lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ đắc tội với vị quý tộc mới này. Chủ nhiệm Cao, lẽ nào việc này chẳng lẽ là thật? Ngay cả bí thư đảng ủy Nạp Mãi Đề Lâm cũng không nén được. Đây dù sao cũng có liên quan trực tiếp đến quyền lực của mình, một khi trở thành cấp dưới của Diệp Phàm, sẽ không biết mình sẽ là nhân vật số mấy. Ha ha ha! Cao Nhất Thiên cười mà không trả lời, khiến cho đám người Nạp Mãi Đề Lâm rất buồn bực, lãnh đạo không nói thì làm sao được. Sáng ngày hôm sau, Kiều Báo Quốc đang chuẩn bị thu dọn mấy việc lặt vặt thì Nạp Mãi Đề Lâm gọi sang phòng làm việc của ông ta. Chào buổi sáng bí thư Nạp! Kiều Báo Quốc mới vừa đến nên cũng phải nhẹ nhàng một chút. Ngồi đi, tôi bàn với anh một việc, vì việc rất gấp, cho nên gọi anh qua đây một chuyến. Nạp Mãi Đề Lâm chỉ chiếc ghế đối diện nói chuyện khách khí. Không thể thể hiện uy phong của lãnh đạo đối với công tử ca của một gia tộc lớn như Kiều Báo Quốc. Bí thư Nạp mời nói. Kiều Báo Quốc ngồi xuống nói. Thông tin hôm qua bí thư Diệp của tập đoàn Hoành không nói anh đã hỏi thăm qua chưa? Việc này khi đó chủ nhiệm Cao không nói, mà ông ta lại đi cùng với anh xuống. Quan hệ giữa ông ta và Bộ trưởng Kim không tồi, có thể thông qua ông ta hỏi thử xem, hoặc là anh tự mình có cách để hỏi thì càng tốt. Việc này rất lớn, liên quan đến vấn đề của tập đoàn chúng ta. Nạp Mãi Đề Lâm nói. Thực ra, Nạp Mãi Đề Lâm biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc. Lời vừa rồi chỉ là ngụy trang, việc này có lẽ Kiều Báo Quốc cũng biết được một chút nội tình. Nạp Mãi Đề Lâm đang thử mà thôi. Khoảng thời gian này tôi ở Đức Bình thu xếp một số việc. Cho nên vẫn chưa có thời gian đi hỏi, tuy nhiên, chủ nhiệm Cao không nói thì có phải là không tiện nói hay không? Nếu mạo muội đi hỏi thăm thì e là không thích hợp lắm. Về lời nói của Diệp Phàm, tôi nghĩ liệu có khả năng thực sự hay không? Chỉ có điều việc này lớn như thế, nếu thực sự muốn thôn tính chúng ta thì cũng không phải dễ dàng có thể làm được.
dù gì cũng phải hỏi ý kiến của chúng ta có phải không nào. Kiều Báo Quốc thật thật giả giả nói, có chút bí ẩn. Đó là đương nhiên, chúng ta không đồng ý thì ai làm gì được. Tuy Ủy ban Quốc tư là cấp trên chủ quản của chúng ta, nhưng cũng không thể ép chúng ta gia nhập vào đại quy hoạch hoành không được. Nạp Mãi Để Lâm xoa cằm, sau đó lại nói. Còn một việc nữa, hạn ngạch của tập đoàn chúng ta năm nay đã bị Ủy ban Quốc tư chuyển 10% cho tập đoàn hoành không. Việc này rất nghiêm trọng, 10% tổng giá trị sản phẩm lên đến hơn chục tỷ. Mà lợi nhuận thì là 100 đến 200 triệu, chúng ta không thể mất số tiền này. 200 triệu, thực sự là con số quá lớn. Nếu không có 200 triệu này thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ khó khăn. Kiều Báo Quốc gật đầu nói, sắc mặt có chút trầm xuống. Biết việc này chính là đơn phạt của Ủy ban Quốc tư đối với cơ khí TQ sai sự kiện Ngô Trung Bảo. Cũng là sự bồi thường cho tập đoàn hoành không để bỏ qua cho Ngô Trung Bảo. Không sai, mọi phúc lợi đãi ngộ của công nhân, các hoạt động kinh phí của cán bộ cũng sẽ đều bị ảnh hưởng. Khả năng cách tân sản phẩm của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, dưới sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường như thế. Tuy chúng ta có sự ủng hộ bởi hạn ngạch của nhà nước. Nhưng, tập đoàn trong nước có quy cách sản phẩm cùng loại với chúng ta cũng không phải chỉ có chúng ta và tập đoàn hoành không. Nước ngoài thì càng nhiều. Dù có hạn ngạch ủng hộ thì áp lực của chúng ta cũng sẽ lớn lên theo từng năm. Nếu sản phẩm quá đắt và không theo kịp thời đại thì dù có sự ủng hộ của nhà nước người ta cũng không chấp nhận. Đến lúc đó, sản phẩm không có người cần thì Ủy ban Quốc tư cũng chẳng dám tiếp tục ủng hộ chúng ta nữa. Cho nên, điểm này tuyệt đối không thể được. Việc này anh vừa mới đến nếu xử lý không tốt thì sẽ dẫn đến hàng loạt những hậu quả liên quan. Báo Quốc, tôi sắp 60 rồi, sắp nghỉ hưu rồi. Tôi cũng hy vọng anh có thể bình an vượt qua và đưa cơ khí TQ chúng ta phát triển. Ngữ khí cuối cùng của Nạp Mãi Để Lâm càng ngày càng thân thiết, trở thành tâm sự. Kiều Báo Quốc biết, Nạp Mãi Để Lâm đang ép mình đi giành lại hạn ngạch đó. Tuy nhiên, hạn ngạch đó là cho tập đoàn hoành không. Thế chẳng phải là muốn mình đánh nhau với em rể hay sao? Mà lần này mình có thể đến đây cũng là nhờ có sự giúp sức lớn của em rể, chính là Diệp Phàm đã đả thông được Cao Nhất Thiên. Không thể đền đáp tri ân bằng nhát dao sau lưng được, Kiều Báo Quốc thực sự khó mà giải quyết được vấn đề này. Việc này là do Ủy ban Quốc tư trực tiếp cắt hạn ngạch cấp cho tập đoàn hoành không, chúng ta muốn giành lại thì rất khó. Miếng thịt đã bị người ta nuốt vào miệng rồi thì làm sao mà móc ra được. Kiều Báo Quốc vội vàng từ chối. Đối với tình hình này, Bí thư Nạp, trong lòng tôi và ông không cần nói cũng đều hiểu nguyên nhân mà. Có phải chúng ta có thể nghiên cứu tiết kiệm chi tiêu hay không? Ví dụ mọi người cùng rút lại một ít thì cũng có thể dư ra một ít tiền nhất định. Cũng có thể vay của ngân hàng, cũng có thể đẩy mạnh sản xuất sản phẩm đi khai thác thị trường mới. Tôi nghĩ, 10% này nhiều lắm chỉ là một năm thôi có phải không nào? Chỉ cần kiên trì là có thể vượt qua. Chương 3325, bà xã đột nhiên giá đáo. Con số quá lớn, trong thoáng chốc mất đi 10%. Đây là nguyên tắc gì chứ? Hơn nữa, năm nay chúng ta còn phải xây dựng nhà xưởng và tòa nhà làm việc mới. Những việc này không thể chờ được nữa rồi. Trước bước tiến dài của tập đoàn hoành không, chúng ta không thể càng ngày càng kém xa họ. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ không có đất để mà lập thân nữa đâu. Vẻ mặt của Nạp Mãi Để Lâm u buồn nói. Thôi được, việc này tôi sẽ nghĩ cách, xem có thể nghĩ được cách nào để làm cho ảnh hưởng của việc này xuống đến mức thấp nhất hay không. Kiều Báo Quốc gật đầu. Vừa trở về phòng làm việc ngồi hơi không vững nữa. Không ngờ vừa nhậm chức đã gặp phải việc khó giải quyết như thế, thực sự khiến cho Kiều Báo Quốc có chút đau đầu. Gã gọi điện thoại cho bố mình Kiều Viễn Sơn, đem chuyện kể lại một lượt. Bảo Diệp Phàm đem trả lại cho bọn con thì không thể nào, việc lớn như thế Diệp Phàm không thể cho qua quá dễ dàng, sau lưng sẽ có người dị nghị. 10% này là của tập đoàn chứ không phải của mình nó. Việc này ta thấy không cần phải suy nghĩ nữa. Đương nhiên, cách thì vẫn có. Nếu nói là tăng thu giảm chi ta thấy cũng không hợp lý. Bởi vì con vừa mới xuống mà đã rút bớt kinh phí trong tay các đồng chí khác, còn đãi ngộ phúc lợi của công nhân nữa. Những việc này đối với con mà nói rất bất lợi. Hơn nữa, sẽ dẫn đến hàng loạt phiền toái không cần thiết. Nếu vị trí con ngồi vẫn chưa vững thì đại đa số các đồng chí lúc này sẽ muốn thể hiện tốt với cấp dưới, với công nhân. Không chỉ không thể thu hẹp, hơn nữa còn phải tăng lên. Còn việc của Ngô Trung Bảo lại không thể đưa ra để nói được. Ngay cả nhắc tới con cũng không được nhắc,
Bởi vì Ngô Trung Bảo ở nhà máy cơ khí TQ lâu năm như vậy, ban lãnh đạo phần lớn đều là do ông ta dựng lên. Việc như thế này trong cả nước không hề ít, cho nên ta thấy bằng một con đường khác yêu cầu Diệp Phàm ủng hộ bọn con một chút là có thể. Ví dụ như giúp bọn con tiêu thụ một số sản phẩm mà nhà nước không điều tiết khống chế, thế là có thể kiếm thêm một chút lợi rồi. Mà phần còn lại ví dụ như có thể một lần nữa xin ủng hộ của Ủy ban Quốc tư có phải không nào? Còn nữa, động não nhiều hơn một chút, dùng quan hệ và sức ảnh hưởng của con nữa. Tự mình đi tìm nguồn tiêu thụ, thực ra bọn con so với tập đoàn Hoành Không thì ưu thế này rất rõ ràng. Dù sao, bất kể thị trường thay đổi bất ngờ thế nào, bọn con cũng không cần phải lo lắng mất bát cơm. Bởi vì sản phẩm sản xuất một năm của các con đã có 60% là hạn ngạch của nhà nước. Ít nhất cuộc sống cơ bản nhất cũng có thể được bảo đảm. Còn tập đoàn Hoành Không về cơ bản hoàn toàn được đưa lên thị trường thì tàn khốc, thậm chí là máu lạnh. Cuộc sống của bọn họ càng khó khăn, đương nhiên, cũng đồng thời mang lại cơ hội phát triển cho bọn họ. Bởi vì phải cạnh tranh cho nên sản phẩm càng phải tốt. Kiều Viễn Sơn phân tích thực sự sắc sảo. Lại xin hỗ trợ của Ủy ban Quốc tư, việc này, hạn ngạch hàng năm cơ bản đều có một phạm vi lớn. Nếu lại yêu cầu nữa thì sẽ phải chuyển từ của tập đoàn khác sang. Việc này có lẽ rất khó. Kiều Báo Quốc nói. Con đúng là vẫn chưa được khai hóa hết. Con cho rằng Ủy ban Quốc tư sẽ đem tất cả hạn ngạch trong tay mình chia ra hay sao? Kiều Viễn Sơn hừ nói. Ý của bố là trong tay bọn họ còn dư lại một số hạn ngạch sao? Kiều Báo Quốc hỏi. Điểm này trong lòng con thực ra rất rõ mà, ngay cả con đến nhậm chức chủ nhiệm này thì cũng không thể bỏ ra tất cả được phải không nào? Khi gặp chuyện thì làm thế nào? Còn nữa, trong đó còn có một mối quan hệ tình cảm nữa. Hạn ngạch còn lại này chính là quan hệ tình cảm. Lãnh đạo Ủy ban Quốc tư cũng là người, bọn họ không phải là thần thánh, sống trên thế giới này ai cũng cần có tình cảm. Kiều Viễn Sơn nói. Nhưng bên phía Ủy ban Quốc tư còn chẳng có mối quan hệ nào cả, trước kia làm việc ở chính phủ rất ít khi con tiếp xúc với bọn họ. Kiều Báo Quốc vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này ta không thể giúp con. Bây giờ con đã là cán bộ cấp phó bộ tham chiếu rồi, việc gì cũng phải do tự mình nghĩ cách trước đã, đừng cứ nghĩ lão già ta đây phải ra mặt. Dù sao con cũng phải độc lập. Kiều Viễn Sơn giáo huấn một hồi rồi cúp điện thoại. Ngày 18 tháng 7, tổng bộ tập đoàn Hoành Không có mấy người phụ nữ đến. Hơn nữa trong đó còn có hai người bế hai đứa trẻ mấy tháng tuổi. Bảo vệ cổng vừa nhìn thấy, phát hiện mấy người phụ nữ này phong cách không như bình thường. Một trong số họ dáng người cao gầy phong cách càng tỏ ra cao nhã, đẹp như hàn cung tiên tử. Bảo vệ không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy hỏi khách khí. Xin hỏi Diệp Tổng có ở đây không? Người phụ nữ đó cũng nhã nhặn, không hề tỏ ra ta đây. Các cô là? Bảo vệ hỏi, đương nhiên sẽ không mở miệng tiết lộ hành tung của Diệp Tổng. Thực ra bảo vệ cũng không rõ Diệp Phàm đã đi đâu. Cô ấy là phu nhân của Diệp Tổng. Gọi Diệp Tổng của các người lập tức ra đây. Một người phụ nữ bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng nói. Bảo vệ vừa nghe, thiếu chút nữa thì hoảng sợ, thầm đánh giá một chút về Kiều Viên Viên, vội vàng gật đầu nói. Tôi lập tức gọi điện thoại hỏi xem, xin mời Diệp phu nhân vào bên trong ngồi chờ một chút. Không cần, anh đi gọi đi. Kiều Viên Viên lại cười. Bảo vệ vội vàng vào phòng bảo vệ gọi điện thoại, không lâu sau. Chủ nhiệm văn phòng Khổng Ý Hùng dẫn theo vài người chạy xuống với tốc độ như bay, vừa chạy vừa gọi điện thoại, chắc là báo cáo việc này với Diệp Phàm. Còn Bao Nghị cũng vội vàng lái xe từ ngoài vào, dừng xe từ xa chào Kiều Viên Viên. Diệp phu nhân, Diệp Tổng đang đi tuần tra cầu Thiên Thông. Anh ấy đã nhận được điện thoại và sẽ về ngay, bảo tôi đưa mọi người đến chỗ ở nghỉ ngơi một chút. Ha ha, trưởng phòng Bao vất vả rồi. Kiều Viên Viên cười. Bởi vì Bao Nghị đã từng đến biệt thự Hồng Diệp, Kiều Viên Viên có quen. Mấy người đi theo Bao Nghị đến khách sạn Hoành Không, bởi vì nơi Diệp Phàm ở chính là một tòa nhà 3 tầng nhỏ ở phía sau khách sạn. Trước kia được dùng là nơi để tiếp lãnh đạo cấp trên. Sau đó bảo Khổng Y Hùng cho người sửa sang lại một chút rồi Diệp Phàm chuyển vào đó ở. Sống trong đó có hai người là Đỗ Vệ Quốc và Diệp Phàm. Diệp Phàm đang đi kiểm tra cầu Thiên Hà, không ngờ Kiều Viên Viên đột ngột đến. Ngoài ý muốn của Diệp Phàm, bởi vì đã nhiều năm nay, Kiều Viên Viên cơ bản rất ít đến nơi hắn làm việc. Lần này lại chẳng nói trước tiếng nào, tuy nhiên đang vội vàng trên đường trở về thì mới nghĩ ra sáng hôm qua Kiều Viên Viên có hỏi mình hôm nay có ra ngoài làm việc không.
Có lẽ đã có tính toán trước rồi. Mấy người Kiều Viên Viên sau khi vào trong phòng rửa ráy qua rồi cùng nhau đi dạo phố. Bao Nghị và Khổng Y Hùng cùng đi bên cạnh tươi cười giới thiệu, hai người không dám phát ra nhiều bởi vì sợ là trong lời nói để lộ ra gì đó thì phiền. Còn Bao Nghị cũng vội vàng gọi điện thoại cho Khương Quân, nghe nói Mộc Nguyệt Nhi đang ngủ lười tại Chu Tước Sơn Trang nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy thực chất Diệp Phàm và Mộc Nguyệt Nhi không có sự tiến triển gì, nhưng để cho Kiều Đại Tiểu Thư nhìn thấy thì không tốt chút nào. Người đẹp mà, người không có việc gì thì người ta tự nhiên sẽ nghĩ có việc. Xin lỗi, đồng chí vợ đại gái Quang Lâm không nghênh đón từ xa. Thất lễ, thất lễ. Diệp Phàm vừa xuống xe bước nhanh vào, từ xa đã cười đùa ha hả. Anh cứ làm việc, hết giờ về cũng được, mấy người bọn em dù sao cũng có thể tự lo được, đừng làm lỡ công việc của anh. Kiều Viên Viên dù sao cũng hiểu Diệp Phàm. Sao thế được, chị dâu đến thì anh Diệp nhất định phải về chứ có phải không nào? Bao Nghị cười nói, sau đó nháy mắt với Khổng Y Hùng một cái. Bí thư Diệp, có gì cần cứ gọi điện cho tôi có việc đi trước. Khổng Y Hùng nói, đúng rồi, cậu sắp xếp mấy phòng nhé, tối nay bọn họ sẽ ở đây. Diệp Phàm nói, Khổng Y Hùng gật đầu và đi, những việc này không phải lo gì cả, khách sạn Hoành không có sẵn bộ chăn màn mới rồi thì chuyển qua là được rồi. Hương Linh cũng đã đến. Diệp Phàm phát hiện Tô Hương Linh cũng có chút bất ngờ. Ha ha, Viên Viên nói muốn đến đây một chuyến, xem đại quy hoạch Hoành không anh làm thế nào. Nghe nói rất có tiếng tăm, lên cả báo và chính vụ viện. Hơn nữa, Luân Tiện cũng muốn đi thăm nơi làm việc bây giờ của anh trai cô ấy, vì thế đã cùng đi. Tô Hương Linh cười nói. Thủ tục điều động công việc ở bên kia của cô đã làm xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã xong cả rồi, lần này đến đây thì không đi nữa. Tô Hương Linh cười nói. Đến đơn vị nào? Diệp Phàm hỏi. Đơn vị bọn họ cũng có hội phụ nữ, em đến làm việc ở hội phụ nữ. Tô Hương Linh cười nói, bình thường thì đơn vị phải sắp xếp một cuộc sống thật thoải mái cho các phu nhân của lãnh đạo quan trọng, để tiện khi có thời gian thì có thể chăm sóc cho lãnh đạo quan trọng. Còn Kiều Viên Viên vốn đang dạy học ở trường đạo học, tuy nhiên, sau này không còn dạy nữa thì cũng sẽ trở thành những bà vợ như thế. Đương nhiên, biệt thự Hồng Diệp thường có hơn 30 người ở. Hơn nữa, còn có cao thủ tính khí kỳ quái như Hồng Tà Lệ Vô Nhai, người bình thường không thể trấn áp được, cho nên cũng cần có cô trở về xử lý. Bữa tối ăn ở khách sạn Hoành Không, vì thế quản lý khách sạn và Khổng Ý Hùng cũng được một phen đau đầu. Không chỉ phải làm cho khác biệt, mà còn phải làm cho nữ chủ nhân Kiều Tiểu Thư vừa lòng mới được. May là cũng coi như vừa lòng, ăn xong cơm mọi người trở về nơi ở của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm không hiểu sao lúc này tập đoàn Hoành không lại biến Kiều Viên Viên thành thiên nữ dáng trần, xinh đẹp cao nhã truyền nhau nhau. Sau khi trở về nơi ở rót mấy chén trà rồi mọi người cùng tán gẫu trong phòng khách, phụ nữ thì cắn hạt dưa. Diệp Phàm, anh trai em mới đến tập đoàn, rất nhiều việc nên anh phải giúp đỡ anh ấy một chút. Bởi vì anh ấy chưa từng làm việc ở nhà máy. Bây giờ anh thì đã quen việc rồi. Kiều Viên Viên vừa cắn hạt dưa và nói. Ha ha, chúng ta là người một nhà mà, đó là điều nên làm. Diệp Phàm cười nói, nháy mắt với Tô Hương Linh, trong lòng đoán rằng Kiều Báo Quốc có phải đang chơi quân bài phu nhân hay không. Người này tự mình không tiện mở miệng, đành phải để cho Tô Hương Linh và Kiều Viên Viên ra mặt. Đừng nói những lời dễ nghe với em, bây giờ đã qua mấy ngày rồi, nhưng chẳng thấy anh giúp gì cho anh trai em cả. Con người anh đúng là, miệng thì nói một đằng nhưng làm lại một nẻo. Anh ấy dù sao cũng là anh trai của em, là anh vợ của anh. Kiều Viên Viên hừ nói. Em nói gì thế, cũng chưa được mấy ngày mà. Hơn nữa, anh cũng không hiểu được anh vợ cần giúp đỡ ở phương diện nào, không thể cứ giúp đỡ bừa bãi được. Việc này, phải để anh và anh ấy bàn bạc mới được. Diệp Phàm giả ngốc nói. Chương 3326, đi theo đường của phu nhân. Anh đừng giả vờ với em nữa đi. Kiều Viên Viên lườm Diệp Phàm, nói. Em đã nghe ba nói rồi, tập đoàn Hoành không các anh đã lấy đi của công ty anh em 10% hạn ngạch gì đó. Nghe nói liên quan đến tổng giá sản phẩm lên đến những tỷ mấy. Anh vừa mới xuống mà anh đã dồn anh ấy vào góc tường, anh bảo anh ấy phải làm thế nào để triển khai công việc. Đến lúc đó, phúc lợi đãi ngộ của công nhân giảm đi, cán bộ không có tiền chi tiêu. Thế chẳng phải là tất cả đều trách tội lên đầu của anh ấy hay sao? Anh trai em vừa xuống việc này đã quá phức tạp rồi.
Những lời này nhất định là Kiều Báo Quốc thông qua Tô Hương Linh truyền khẩu đến cho Kiều Viên Viên, tuy nhiên, Kiều Viên Viên nhanh nhạy đã đem chuyện đổ lên đầu bố mình. Dự tính chắc chắn Diệp Phàm cũng không thể nào mà đi đính chính việc này được. Tô Hương Linh ngồi bên nghe mà không lên tiếng. Sao lại có thể nói là giòn vào góc tường chứ, đây là bộ cho các anh. Mà anh chẳng đề cập gì đến việc này cả, bọn họ cứ cấp cho anh thì anh cũng không thể không cần có phải không nào. Hơn nữa, khi nhận hạn ngạch này anh trai của em cũng chưa đến cơ khí TQ. Nếu khi đó là anh ấy là tổng giám đốc thì anh nhất định không lấy có phải không nào. Diệp Phàm nói, anh sẽ không nhận sao, rõ ràng là đã khiến cho anh ấy khó khăn mà, anh nói mà không biết ngượng. Anh chẳng quan tâm cứ nhận lấy hạn ngạch đó. Anh rõ ràng là đang giả bộ. Kiều Viên Viên hừ nói. Cơ khí TQ nợ bọn anh lấy cũng là điều nên như thế. Diệp Phàm nói. Em mặc kệ, anh trả lại cho cơ quan của anh ấy là được. Kiều Viên Viên hờn dỗi. Đã nhận rồi làm sao mà trả lại được, hơn nữa, hạn ngạch này là cấp cho tập đoàn của bọn anh. Đây là công ty nhà nước, không phải là công ty tư nhân của Diệp Phàm anh. Việc này, không thể nào. Diệp Phàm lắc đầu. Đôi mắt chim ưng phát hiện sự thất vọng trong ánh mắt của Tô Hương Linh. Không thể trả lại thì anh phải nghĩ cách để giúp cấp bù lại toàn bộ 10% này cho anh ấy. Kiều Viên Viên nói. Anh không có khả năng đó, quan tâm phù hợp một chút thì còn được. Còn 10% này em cũng biết đấy, nó liên quan đến tổng hạn ngạch hơn chục tỷ. Nếu bắt tập đoàn Hoành không bỏ ra nhiều như thế, người ta chẳng chửi anh chết vì ăn cây táo. Rào cây sung ấy à? Đến lúc đó khiến cho mọi người phẫn nộ, vị trí tổng giám đốc này của anh có còn ngồi được nữa hay không? Diệp Phàm đương nhiên không muốn phỏng tay vì khoai lang nóng. Kiều Viên Viên vừa nghe thực sự đã bị nghẹn lại, việc này liên quan đến sự nghiệp của chồng Kiều đại tiểu thư nhất thời cũng không dám nói lung tung nữa. Cô liếc nhìn Tô Hương Linh. Em rể, cậu giúp Báo Quốc một tay đi, ta biết cậu sẽ nghĩ ra cách, cậu làm ở bên này hơn một năm rồi. Hơn nữa, địa điểm của cậu nhiều hơn, năng lực cũng cao hơn, quan hệ cũng rộng hơn Báo Quốc. Ví dụ nhờ các công ty của tập đoàn của cậu nhường cho bọn họ một ít nguồn tiêu thụ. Còn nữa, cậu quen biết với lãnh đạo ủy ban quốc tư, nói giúp Báo Quốc mấy câu, để xem họ có thể lại cho công ty anh ấy vài chỉ tiêu hay không. Nghe nói bộ vẫn có chỉ tiêu hạn ngạch linh hoạt, việc này cậu nhất định phải giúp Báo Quốc rồi. Bằng không, Báo Quốc sẽ thực sự khó vượt qua được giai đoạn quan trọng này. Tô Hương Linh kiên trì nói. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, Tô Hương Linh không thể nào nghĩ ra được chủ ý này. Ngay cả Kiều Báo Quốc cũng không thể nghĩ ra. Sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân này rất có khả năng chính là Kiều Viễn Sơn. Giới thiệu một vài khách hàng đặt mua sản phẩm của công ty anh ấy thì cũng được. Có điều ngay lập tức thì cũng không thể giới thiệu được khách hàng lớn, cần phải có cơ hội có phải không nào. Nói về bộ, hạn ngạch còn dư lại chắc chắn là còn. Tuy nhiên, bọn họ đã cấp cho bọn em 10%. Nếu lại đi xin nữa thì người ta sẽ nói bọn em lòng tham không đáy. Nếu gây ra sự phản cảm của lãnh đạo bộ thì có muốn đi xin cũng phiền phức. Bọn em không thể chỉ xin một lần, hàng năm nhất định cũng phải đi xin. Hơn nữa, em mà giúp cơ khí TQ đi xin chỉ tiêu thì việc này hơi chút danh không chính, ngôn không thuận. Nếu như bộ có cho bên anh ấy và sau này lại giảm đi hạn ngạch của bọn em thì tổn thất của bọn em sẽ rất lớn. Bảo em phải đối mặt thế nào với những đồng chí ở tập đoàn Hoành không? Bây giờ chúng ta ai cũng là chủ mà. Quan tâm thích hợp thì có thể, nhưng liên quan đến vấn đề có tính nguyên tắc thì em lực bất tòng tâm. Diệp Phàm nhíu mày, nói cũng rất thật. Ít nhiều thì anh cũng phải lấy lại một chút cho anh ấy, nếu không được nhiều thì 5% cũng được. Cũng xem như là hỗ trợ một chút có phải không nào? Kiều Viên Viên thấy Tô Hương Linh nhìn mình đành phải mở lời. 5% thế cũng tương đối nhiều rồi. Mọi người đừng cho rằng đây là phép toán tiểu học. 1% mà bộ cấp xuống đã là không nhỏ rồi. Diệp Phàm nói, liếc nhìn hai người phụ nữ rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu nhất định phải đi, chỉ là không dám xin nhiều như thế, 2% là nhiều rồi. Không được, 4%. Kiều Viên Viên nói, cô rất ít khi như thế. Thế thì lùi một bước, 3% thì thế nào? Diệp Phàm có kè mặc cả với vợ, bản thân thiếu chút nữa thì bật cười. 3,5 một lời thôi. Kiều Viên Viên đang thực sự làm ăn. Được, 3,5 thì 3,5, đúng là phiền toái. Diệp Phàm khoát tay. Ha ha ha. Mấy người phụ nữ trong phòng đều cười vang lên.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ 3,5% cũng là khó khăn lớn, bởi vì Diệp Phàm đã nợ Cao Nhất Thiên một món nợ ân tình. Nếu lại đi xin người ta thì đúng là hơi chút tham lam. Cao Nhất Thiên con đường này thực sự là không thể qua được. Thế thì phải tìm con đường khác, nhưng Ủy ban Quốc tư ngoài ông ta ra thì chỉ còn Bộ trưởng Lưu Tĩnh. Đối với Lưu Tĩnh, Diệp Phàm vẫn chưa tiếp xúc nhiều, về cơ bản hai người bây giờ đang ở giai đoạn quan hệ đồng chí. Những đồng chí cấp phó bộ khác thì không có quyền để cấp cho Diệp Phàm 3,5%. Nói về tìm nguồn tiêu thụ, con đường này càng khó khăn. Dù sao, phải giúp cho Kiều Báo Quốc tiêu thụ được mười mấy tỷ, đối với bản thân Diệp Phàm mà nói cũng là một con số quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phàm quyết định sẽ bắt đầu với Bộ trưởng Lưu Tĩnh. Thế là đem chuyện này bàn bạc với Thiết Chiêm Hùng một chút, gã đồng ý để ý một chút động tĩnh của chủ nhiệm Lưu. Thứ bảy, Kiều Viên Viên đột nhiên cười nói. Diệp Phàm, nghe nói Chu Tước Sơn Trang ở núi Thiên Thông của các anh rất nổi tiếng, có thể dẫn em đến đó chơi được không? Diệp Phàm vừa nghe, chợt đầu óc căng ra, thầm nghĩ chẳng lẽ vợ mình nghe thấy lời đồn gì nên muốn đến đó. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, miệng thì cười nói. Bà xã đã đến được mấy hôm rồi, công việc của ta nhiều quá không có thời gian đưa em đi chơi. Nếu em muốn đi thì anh sẽ đưa em đi dạo một vòng, thực ra, nơi đó nổi tiếng là vì chủ nhân của nó trước kia là một tướng quân của Quốc Dân Đảng. Chứ chẳng phải căn nhà đó có gì đặc biệt cả, có khi còn kém hơn nhiều so với biệt thự Hồng Diệp Bảo và Sở Thiên Các ấy chứ. Người ta nói nó nổi tiếng như thế, nghe nói bốn vị cán bộ ở Kinh Thành cũng đã từng ở đó. Làm sao anh có thể nói nó bình thường thế được, có phải là không muốn cho em đi không? Kiều Viên Viên cười như không cười, tỏ ra có vẻ kỳ lạ. Ai nói thế, anh có gì mà không dám, chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Tuy nhiên, thực sự nơi đó chẳng có gì đẹp cả đâu. Nhưng cảnh núi Thông Thiên rất đẹp, thời tiết hôm nay rất tốt, nếu em nói như thế thì chúng ta đi một chuyến. Diệp Phàm cười nói. Sau đó, hắn vội vàng chui vào phòng vệ sinh. Gọi điện thoại cho Mộc Nguyệt Nhi. Muốn bảo Mộc Nguyệt Nhi tạm thời quay về trong am chờ mấy tiếng, sau khi Kiều Viên Viên đi thì lại quay lại. Phòng của em làm sao em phải trốn, chuyện lạ, yêu cầu này của anh thực sự là rất vô lý đấy đồng chí Diệp Phàm ạ. Mộc Nguyệt Nhi có lẽ bực tức nói trong điện thoại. Anh không có ý gì cả, chỉ là sợ dẫn đến hiểu nhầm thôi. Em thấy đấy, việc này nếu truyền ra ngoài đều rất không tốt đối với cả anh và em có phải thế không nào? Anh thì chẳng có gì cả, quan trọng nhất vẫn là bây giờ em vẫn chưa có chồng, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Diệp Phàm gượng cười nói. Lời này nên nói ngược lại mới đúng, anh đường đường là ông chủ lớn của tập đoàn Hoành Không mà không sợ thì một thảo dân như Mộc Nguyệt Nhi em còn sợ cái gì. Mời vợ anh đại giá quang lâm là được rồi, Mộc Nguyệt Nhi em chắc chắn sẽ nhiệt tình đón tiếp. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Hi hi, việc này, ha ha, có thể dàn xếp một chút có được không? Chỉ vài tiếng thôi mà có phải vậy không? Diệp Phàm lại cố gắng. Không được, đây là nhà của Mộc Nguyệt Nhi tôi. Thái độ của Mộc Nguyệt Nhi kiên quyết. Thế thì thôi, ta sợ cái quái gì? Diệp Phàm tức giận cúp điện thoại rồi vội vàng gọi cho Khương Quân, bảo gã đưa vợ là Mộc Chu Lệ Chi đi đến Chu Tước Sơn Trang. Có người phối hợp sẽ dễ đề phòng hơn với tình huống xảy ra nhất thời. Đoàn người thu xếp một chút rồi đi thẳng đến Chu Tước Sơn Trang. Đẹp đấy chứ. Núi Thiên Thông các anh làm rất đặc sắc. Kiều đại tiểu thư rất hứng thú. Đương nhiên rồi, bí thư Diệp của chúng là nhân vật lớn mà, hạng mục đầu tư mấy chục tỷ đấy. Mục tiêu của Diệp Tổng chính là xây dựng khu phong cảnh núi Thông Thiên đạt tiêu chuẩn 5A. Đỗ Vệ Quốc cười nói. Đúng vậy, chờ sau khi xây dựng xong em lại đến thì còn to hơn nữa. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói các anh đào được một ngôi mộ cổ ở đó, buổi chiều qua đó một chuyến nhé. Kiều Viên Viên lại cười nói, Diệp Phàm nghe xong trong lòng thấy thẹn thùng, đến cả vợ cũng bị lừa về việc này. Nên đi, nên đi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng buồn cười. Bà xã, ngôi mộ cổ chúng ta phát hiện bên này rất nổi tiếng. Rất nhiều chuyên gia khảo cổ cũng đến đây, người nước ngoài cũng có. Đỗ Vệ Quốc cười nói. Ồ, nổi tiếng thế sao? Kiều Viên Viên cười hỏi. Đương nhiên, đó là câu hỏi hàng nghìn năm chưa được giải mà. Bên trong chôn cất nhân vật quan trọng của cổ tinh tuyệt quốc. Rất có khả năng nhân vật đó là công chúa hay vương tử, nhưng sao lại đưa đến an táng ở đây? Vì thế thu hút rất mạnh các chuyên gia. Đỗ Vệ Quốc cười nói. Thế thì đúng là câu hỏi chưa được giải đáp, chẳng trách có nhiều chuyên gia đến như thế.
Tiểu Viên Viên cười nói. Khi xe chạy đến cổng của Chu Tước Sơn Trang, Diệp Phàm chợt giật mình, bởi vì cổng lớn đã được mở trước rồi, hơn nữa, ngay cả lá rụng ngoài cổng cũng được quét dọn sạch sẽ. Còn hai người phụ nữ Mộc Nguyệt Nhi và Mộc Chu Lệ thì tươi tắn đứng ở cổng. Dường như Mộc Nguyệt Nhi còn nhanh chóng làm lại tóc nữa. Tóc được bện thành mấy chục búi trên đầu, mặc áo ngắn tay màu trắng có điểm hoa nhỏ màu xanh, lại thêm đôi giày vải màu đỏ, chiếc thắt lưng thổ cẩm của người Nạp Tây càng tạo thêm nét tươi trẻ của cô ta. Chương 3327, Kiều Đại Tiểu Thư và Mộc Nguyệt Nhi. Mộc Nguyệt Nhi cũng luyện võ, sự kết hợp trên người cô ta mang lại cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ với sự mộc mạc mang phong cách của người dân tộc Nạp Tây. Diệp Phàm nhìn thấy liền hiểu được. Mộc Nguyệt Nhi đúng là thông minh nhạy bén, cô ấy biết Kiều Viên Viên đã có chồng, nhất định sẽ là tuýp người phụ nữ tạo cho người ta cảm giác cao quý và thục nhã. Mộc Nguyệt Nhi trang điểm cho mình đầy sức sống như thế, ý là cô cao quý, thục nhã thì tôi sẽ dùng tuổi trẻ để chiến thắng cô. Cô gái này tâm kế thật là lợi hại. Thực ra Mộc Nguyệt Nhi đã sớm trộm tới khách sạn Hoành Không nhìn qua Kiều Viên Viên rồi, không thể không nói rằng diện mạo của mình có lẽ cũng không bằng cô ấy. Điều này khiến cho Mộc Nguyệt Nhi rất buồn bực trong lòng, vì thế cô ta đã trang điểm cho mình trở thành một cô gái mộc mạc, thuần khiết. Mộc mạc tương phản với cao quý, thục nhã. Không chỉ Diệp Phàm phải ngơ ngác, mà Đỗ Vệ Quốc cũng vã mồ hôi. Còn Kiều Viên Viên cũng hơi giật mình, có lẽ cũng có chút cảm giác. Liếc mắt nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, cười nói. Cô gái đứng ở cổng kia chính là Mộc Đồng Mộc Nguyệt Nhi phải không? Ừ. Diệp Phàm gật đầu liên tiếp. Ha ha, hay đấy ông xã, anh xem, Mộc Đồng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Tinh của Mỹ, là một phú bà có tài sản cả mấy chục tỷ. Sao hôm nay lại trang điểm, ăn mặc giống như một cô gái dân dã thế kia nhỉ? Người tư thích đóng là dân dã mà. Nãy giờ Tuyết Nha ngồi bên không nói gì, giờ thốt ra một câu khiến cho Diệp Phàm thiếu chút nữa thì nôn ra máu, miệng vội vàng cười nói. Trang điểm như thế nào là sở thích của người ta, người Mỹ này là như thế. Thích làm những việc khác người. Hơn nữa, thời buổi này ai cũng muốn có sức sống của tuổi trẻ mà phải thế không nào. Người Mỹ, cô ta không phải là người TQ sao? Kiều Viên Viên hỏi. Là người TQ, nhưng ông của cô ta ở Mỹ, có lẽ là chịu ảnh hưởng nên mới như thế. Có điều, một cô giá dân dã, chất phác trang điểm cũng rất giỏi đấy chứ. Nghe nói Mộc Nguyệt Nhi được sư thái trong am nuôi dưỡng cho đến tận hơn 20 tuổi. Những sư thái. Nico này thì hiểu gì về hiện đại có phải không nào? Có thể có quần áo để mặc là đã tốt rồi. Cho nên đó cũng là nguyên nhân người này có cách ăn mặc mộc mạc như thế. Việc này, thực ra không phải là cố ý trang điểm, cô ta vốn là như thế. Bao Nghị cười nói. Ồ, hóa ra là như thế. Kiều Viên Viên kéo dài giọng nói. Mọi người xuống xe, Mộc Nguyệt Nhi và Kiều Viên đều đứng một lúc rồi mới bước đi. Dường như đang đánh giá đối phương. Diệp phu nhân đại giá quang lâm, Mộc Nguyệt Nhi không xuống chân núi để đón tiếp được, thất lễ rồi. Mộc Nguyệt Nhi cười hiền hòa nói. Nói gì thế, chủ tịch hội đồng quản trị Nguyệt Nhi là người bận rộn. Tôi chỉ là một phụ nữ của gia đình không có nghề nghiệp gì đâu dám làm phiền chủ tịch Nguyệt Nhi phải đón tiếp. Có thể cho tôi vào tham quan ngôi biệt thự này của nhà cô cũng đã là vinh hạnh rất lớn rồi. Kiều Viên Viên cười nói. Giống như hai người mới bắt đầu nói chuyện là đã có một ý gì đó rất gay gắt rồi. Phu nhân của ông chủ lớn ở Hoành Không cũng là phụ nữ chủ gia đình. Nguyệt Nhi đây không dám đồng ý. Chị xem, chị vừa đến thì đã có cả đống người đi theo rồi. Cảm giác giống như là chủ nam tuần trong hậu cung thời cổ đại ấy, còn phải làm những công việc bình thường của gia đình nữa hay sao? Thế thì tôi phải hỏi Diệp Tổng có phải là đang ngược đãi chị hay không đấy? Mộc Nguyệt Nhi cười nói. Chủ tịch Nguyệt Nhi, cũng chẳng còn cách nào cả. Chăm sóc con cái cho Diệp Tổng, một mình tôi cũng có thể làm được. Làm phụ nữ thì dù có khổ, tôi cũng không dám không chăm sóc thật tốt cho thiên kim công tử của Diệp Tổng. Tuy nhiên, may là hàng tháng anh ấy vẫn gửi tiền sinh hoạt phí về. Bằng không, một mình tôi thì mệt chết mất. Kiều Viên Viên liếc nhìn Diệp Phàm, mỉm cười nói. Diệp phu nhân không nuôi nổi thì chi bằng đưa đến chỗ tôi mà sống. Tôi giúp chị nuôi một đứa thế chẳng phải tốt hơn hay không? Xem, thiên kim công tử của Diệp Tổng thật đáng yêu có phải không nào? Mộc Nguyệt Nhi cười nói. Thấy hai người phụ nữ dường như càng nói càng thái quá, Diệp Phàm vội vàng cười nói. Mộc Đồng sẽ không để cho chúng tôi đứng ngoài cửa mãi chứ? Nhất thời cao hứng nên quên mất, mời vào.
Mộc Nguyệt Nhi quay người làm động tác mời. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui ở Chu Tước Sơn Trang, khách đi theo như Diệp Phàm chỉ có thể thỉnh thoảng chen vào một câu để điều hòa một chút mà thôi. Không lâu sau, Kiều Viên Viên nói là muốn tham quan trên lầu, Mộc Nguyệt Nhi đích thân dẫn đi. Tuy nhiên, khi vừa bước đến phòng ngủ của Diệp Phàm trước kia, Mộc Nguyệt Nhi sau khi mở cửa liền cười nói. Chu Tước Sơn Trang trước kia là tài sản của tập đoàn Hoành Không, sau này sau khi ông tôi trở về Diệp Tổng đã trả lại cho Vân gia chúng tôi. Diệp phu nhân, chị đoán xem căn phòng này trước kia là ai đã từng ở? Có phải là chồng tôi hay không? Kiều Viên Viên cười và đi vào trong. Đúng là Diệp phu nhân lợi hại, vừa đoán đã đúng ngay. Mộc Nguyệt Nhi cười nói. Việc này cũng cần phải đoán hay sao? Cô xem, con rối đặt trên đầu giường chính là do tôi tặng anh ấy. Xem ra, chồng tôi đã rất nhớ tôi nên đã đem thứ rất bình thường do tôi tặng này đặt trên đầu giường của anh ấy. Kiều Viên Viên sờ tay lên đôi con rối được khắc bằng đặt trên đầu giường cười nói. Xin lỗi Viên Viên, từ khi nơi đây được trả lại cho Vân Lão thì anh cũng chuyển đi. Con rối này vừa nhìn qua Vân Lão đã cảm thấy nó được khắc rất tốt. Vì thế anh đã để lại để ông ấy ngắm một thời gian. Thường xuyên bận việc nên cũng chưa mang về được. Diệp Phàm vội vàng giải thích, tuy nhiên, câu nói này cũng không có tác dụng. Vệ Quốc, gói tượng gỗ này lại hôm nay sẽ đem về. Đỗ Vệ Quốc vội vàng làm ngay. Diệp Tổng, ông tôi vẫn chưa xem đủ mà. Anh cho ông ấy mượn thì cũng phải đợi ông ấy trở về rồi hãy quyết định chứ có phải không nào. Không ngờ Mộc Nguyệt Nhi lại phản ứng. Đỗ Vệ Quốc vừa nghe liền dừng lại. Chúng tôi cứ mang về trước, chờ Vân Lão trở về nếu cần xem nữa thì chúng tôi lại đưa tới thế chẳng phải được rồi sao. Dù sao vài ngày nữa tôi cũng đi rồi, đồng sự trưởng Nguyệt Nhi, tôi rất thích tượng gỗ này. Tôi không nhìn thấy nó thì ngủ không ngon. Kiều đại tiểu thư không đồng ý. Thế cũng được. Mộc Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, Đỗ Vệ Quốc vội vàng thu dọn. Ăn cơm chưa xong đoàn người Kiều Viên Viên đi tham quan Tinh Quốc cổ mộ. Buổi tối trở về đến nhà đã hơn 8 giờ, tắm rửa xong Diệp Phàm nằm dài trên giường. Ôi chao! Diệp Phàm đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy rất đau ở đùi. Kêu lên một tiếng mới phát hiện là năm ngón tay của Kiều Viên Viên đã làm cho như vậy. Em làm gì thế? Diệp Phàm hơi chút bực mình trợn mắt nhìn vợ. Làm cái gì, tự anh còn không rõ hay sao? Căn phòng đó có phải là cứ giữ ở đó để cho anh, có phải thỉnh thoảng anh sẽ đến đó ở vài ngày? Tình chàng ý thiếp, anh nhé, đừng có mà nghĩ em là con ngốc. Vẻ mặt Kiều Viên Viên lại như cười nói. Oan cho anh quá, khi đó chuyển đi rất gấp nên một số đồ chưa chuyển hết. Mấy cô gái già người ta ở đó thì làm sao anh dám trở lại? Bởi vì trước kia bốn lão cán bộ từ kinh thành xuống ở tại Chu Tước Sơn Trang, ta là chủ thì cũng phải đi theo chứ có phải không nào? Vì thế, quay về ở mấy ngày, còn lần trước kế tướng quân đến cũng ở trong Sơn Trang, cho nên chạy đi chạy lại cũng phải đón tiếp khác chứ. Làm cấp dưới nên phiền phức thế đấy, việc gì cũng phải thuận theo ý của lãnh đạo có phải thế không nào? Diệp Phàm vội vàng giải thích. Ồ, anh lừa ai thế? Kiều Viên Viên lườm chồng hừ nói. Trời đất chứng giám, anh thực sự là công việc mà. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì phải chỉ tay lên trời thề. Ha ha ha, đùa với anh thôi. Trong lòng anh không có gì thì không cần phải giải thích. Được rồi, không nói nữa. Ông xã, buổi tối anh yêu thương em là được rồi. Kiều Viên Viên đúng là hiểu ý người khác. Đây là một người con gái thông minh, lời này nhất định là muốn ngụ ý. Đây là cảnh cáo Diệp Phàm, nhưng được dừng lại ở mức độ vừa phải. Thế là buổi tối Diệp Phàm thi triển thuật khai hồn thân giải để an ủi cho vợ mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm quá mạnh, Kiều Viên Viên dù bây giờ là cao thủ ngũ đẳng cũng không chịu nổi. Cuối cùng thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi bỏ vũ khí đầu hàng. Kiều Viên Viên sau khi ở lại mấy ngày, đi cơ khí TQ rồi đi Thủy Châu thăm căn nhà Sở Thiên Các Diệp phủ của mình sau đó trở về kinh thành, có lẽ cũng là ngụy trang thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng lên tỉnh, sau đó chạy thẳng đến tỉnh ủy. Rồi không lâu sau vào phòng họp của tỉnh ủy. Ngồi trong đó có bốn người là Phó Chủ tịch Thường trực Bố Hoa Thanh, Chủ tịch Khúc, Bí thư Ninh Chí Hòa và Trợ lý Cái Thiệu Trung. Phương án cậu đưa ra chúng tôi đã xem và nghiên cứu. Nếu thành lập tân khu Hoành Không thì sẽ rất khó khăn. Bởi vì yêu cầu của các cậu quá cao. Trên thực tế tân khu này chính là một khu vực hành chính mới được tạo ra từ sự kết hợp của thành phố Hạng Nam, tỉnh Thiên Vân và địa khu Giang Hoa, tỉnh Điền Nam. Hơn nữa, còn là tân khu cấp phó tỉnh, cậu thấy đấy,
Ở tỉnh Thiên Vân chúng ta mà nói, thành phố cũng không ít, thành phố có quy mô kiểu như các cậu có mấy chục cái rồi. Còn thành phố lớn hơn các cậu nhiều thì cũng không ít, nhưng cấp bậc của bọn họ cũng chỉ là cấp sở. Nhà máy của các cậu tuy nói là không có cấp bậc, nhưng cấp bậc tham chiếu lại không hề thấp, đồng sự trưởng như cái Thiệu Trung đây cũng ngang với cán bộ cấp phó tỉnh rồi. Trong đó còn phải nói đến hai phó giám đốc nhà máy do Ủy ban Quốc tư trực tiếp quản lý nữa. Nếu xác định cấp bậc cho các vị trí của tân khu các cậu là cấp sở thì tuyệt đối không phù hợp. Khu hành chính cấp dưới của các cậu, Hạng Nam và địa khu Giang Hoa chính là những địa phương cấp sở. Nâng thêm nửa cấp nữa thì đã là khu hành chính cấp phó chủ tịch tỉnh rồi. Thành phố Thành Vinh của tỉnh Thiên Vân mới là thành phố cấp phó tỉnh. Việc này đòi hỏi Quốc vụ viện phải thận trọng xem xét. Trên cơ bản thì sẽ không thể phê chuẩn, trừ khi tất cả lợi nhuận liên quan bây giờ trong đại quy hoạch hoành không có thể đạt đến bước có khiến cho lãnh đạo chính vụ viện phải chú ý. Ví dụ như, thu nhập hàng năm đạt hơn 1.000 tỷ. Việc này, các cậu còn thiếu nhiều lắm. Chủ tịch Khúc Chí Quốc nói. Không phải kém rất nhiều mà về cơ bản ngay cả số lẻ cũng chưa đạt được. Ngay cả cậu cộng thêm cả cơ khí TQ và điện khí Tây Nam vào thì lợi nhuận một năm cũng chưa đến 10 tỷ. Có cộng thêm cả Hạng Nam, Giang Hoa vào thì tổng cộng mới được 100 tỷ. Chút tiền này có thể thu được bao nhiêu tiền thuế, so với khu hành chính cấp phó tỉnh được sao? Hơn nữa, nhìn từ quy mô phát triển xây dựng các cậu cũng không có cách nào đạt được quy mô của thành phố cấp phó tỉnh. Nếu tình hình như thế mà các cậu cũng có thể đệ trình xin khu hành chính cấp phó tỉnh thì tỉnh Thiên Vân chúng ta có biết bao nhiêu thành phố phù hợp với tiêu chuẩn này, cả nước lại có bao nhiêu nữa. Thành phố cấp phó tỉnh chẳng phải là rau cải thích nhổ lúc nào cũng nhổ được. Hơn nữa, năm ngoái tập đoàn Hoành không tuy lợi nhuận đạt đến mấy tỷ. Nhưng trên lưng các cậu vẫn phải gánh khoản nợ mấy chục tỷ. Kể cả lấy số lãi đó đập vào cũng không đủ, thế thì càng khó nói đến việc đệ trình xin khu hành chính cấp phó tỉnh. Tôi cho rằng, căn bản điều kiện chưa đủ, khoảng cách còn rất lớn. Nếu có đệ trình thì cũng không thành công. Hơn nữa, có thể sẽ trở thành trò cười. Bố Hoa Thanh khách quan chỉ ra những vấn đề còn tồn tại. Chương 3328, khu mới cấp phó tỉnh. Về điểm này Diệp Phàm chưa thật sự nhận thức được, mà Chủ tịch tỉnh Bố Thanh Hoa cũng không có nói quá sự thật. Lúc đầu tôi cũng không có suy nghĩ như vậy. Lần trước đi với Ủy ban Quốc tư, chủ nhiệm Cao Nhất Thiên nói chuyện này với tôi. Ý định của chúng tôi cũng là nghĩ muốn thừa cơ hội quy hoạch Hoành không tạo ra một bước chuyển tiếp cao hơn. Tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng điều đó trên cơ bản là không có khả năng. Ý của chủ nhiệm Cao là tập đoàn Hoành không chúng ta cùng với nhà máy cơ giới Trung Quốc và xí nghiệp điện khí Tây Nam liên minh với nhau tạo thành một tổ chức chung, nhằm tăng cường thực lực phát triển của chúng ta, tăng năng lực cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm. Lấy quy mô để giành thắng lợi. Tuy nhiên, sau này cũng nói tới một số vấn đề để liên minh tham gia. Ví dụ như, người nào làm việc chính, nếu như đại quy hoạch Hoành không có thể là việc chủ yếu của tập đoàn Hoành không chúng ta. Nhưng chúng ta lại không thể thành cấp dưới của tập đoàn. Cái này ở trên quản lý không tiện cho lắm. Đến lúc đó, mỗi người một ý, chẳng ai nghe ai thì làm thế nào. Việc liên minh không tập trung được quyền lực, không phát huy được tác dụng của cộng đồng. Tuy nói là liên minh thì quy mô cũng lớn hơn, nhưng mà, vấn đề nảy sinh trong đó là không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ cũng nói chuyện là mười mấy năm mới thành công. Mà khẳng định đại quy hoạch của Hoành không chúng ta sẽ không thể dậy nổi. Diệp Phàm nói, ừ, đồng chí Diệp Phàm có thể lo lắng nhiều vấn đề như vậy tôi thật cao hứng. Không phải tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không ủng hộ mọi người làm việc. Thật sự là khoảng cách giữa các mục tiêu là quá xa. Nếu các anh đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể thành công được đương nhiên chúng ta rất vui mừng. Trước hết không nói đến vấn đề ai quản lý các anh, đầu tiên là các anh tự mình phát triển lên. Tôi nghĩ, suy nghĩ của anh cũng không phải sai. Chẳng qua, để thực hiện được nó cần rất nhiều thời gian. Ví dụ như, tập đoàn Hoành không đã sẵn sàng mọi điều kiện theo thời gian có thể xin được. Ninh Chí Hòa nói, việc này cần phải có thời gian, không có vài chục năm khó có thể phát triển lên rồi. Thật phải chờ tới khi tập đoàn Hoành không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mới có thể trở thành cây đại thụ. Việc này có thể là một mục tiêu lâu dài cần phấn đấu, cho cũng không được. Chủ tịch tỉnh Khúc gật đầu nói. Để đạt được mục tiêu trong một thời gian ngắn, chúng ta cần nghĩ tới việc thành lập khu kinh tế Hoành không. Đem sức mạnh của thành phố Hạng Nam và tiềm lực của tỉnh Vân Nam hợp lại với nhau.
sẽ phá bỏ sự cách trở của con sông, sẽ làm cho kinh tế của Vân Nam cùng với kinh tế của Điền Nam thông suốt. Tiện cho việc tiến hành liên hợp kinh tế, trở thành một điểm sáng phát triển miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc. Tây Bộ phát triển sẽ tạo ra một động cơ tốt và đóng vai trò dẫn đầu. Diệp Phàm nói, đồng chí Diệp Phàm, khu kinh tế là gì, anh là người rõ nhất. Khu kinh tế là một khu vực đặc biệt trong việc phân chia khu vực lao động dựa trên sự hình thành. Đây là trung tâm thành phố, lấy nông nghiệp làm cơ sở, lấy công nghiệp là việc chính, lấy việc vận tải lưu thông hàng hóa làm vi mạch. Việc phát triển của chúng có liên quan đến nền kinh tế và đảm nhận chức năng quan hệ kinh tế chuyên ngành trong khu phức hợp sản xuất quốc gia. Từ quan điểm trên, trước hết, trung tâm thành phố này không có những điều này. Tuy nói việc di chuyển hai thành phố có thể làm cho hai huyện Lăng Hà và Hoành Không cùng phát triển thông qua thông Thiên Hà. Nhưng việc xây dựng ban đầu hai thành phố thiếu việc cạnh tranh năng lực, hơn nữa, quy mô cũng không thể tăng được. Không cần nói bất cứ điều gì về quy mô khu trung tâm kinh tế thành phố ngoài việc dân cư ít nhất phải đạt được vài triệu dân. Mà trong phạm vi quy hoạch Hoành Không của các anh cũng chỉ có mấy trăm vạn dân. Hai thành phố hợp lại có thể đạt tới 7-8 triệu. Chỉ được coi là thành phố trung bình, không được tính là thành phố lớn. Thứ hai, khó có thể lấy công nghiệp làm chủ đạo. Trong quy hoạch Hoành Không có một hạng mục rất lớn đó là ngành du lịch, cái này không thuộc phạm vi của công nghiệp. Còn việc phụ trách chuyên môn hóa chức năng các anh càng không thể làm được. Bố Hoa Thanh nhảy ra phản đối đầu tiên. Chủ tịch tỉnh Bố, anh có cách nhìn nhất định về việc này. Quy mô lúc đầu của Hoành Không không phải là một thị trấn nhỏ. Hơn nữa, hai thành phố di rời tới đây, hoàn toàn có thể dung hợp cùng nhau. Nếu Giang Hoa và Hạng Nam cùng quản lý tập đoàn Hoành Không, cơ bản là có thể đem thành phố Lăng Hà cùng với huyện Hoành Không hòa lại thành một. Mà việc xây dựng Hoành Không thành công là có thể xin giúp xây dựng thành phố. Cho nên, cứ như vậy, hoàn toàn có thể đem hai huyện thành lập thành thị trấn Hoành Không mới. Còn hai huyện này trở thành cấp dưới của thị trấn Hoành Không. Còn Hạng Nam và địa khu Giang Hoa đều là khu vực hành chính cấp dưới của thị trấn Hoành Không. Quy mô như vậy cũng không nhỏ. Hơn nữa, việc sản xuất công nghiệp của thị trấn Hoành Không cũng không cần nói. Có trụ sở của tập đoàn Hoành Không cùng với khu công nghiệp Viên Khu ở đây. Năng lực cạnh tranh sẽ hiện ra, còn về việc người đảm nhiệm chức năng chuyên nghiệp hóa cũng hoàn toàn có thể làm được. Tập đoàn Hoành Không liên thủ cùng với nhà máy cơ khí TQ và điện khí Tây Nam, đây chẳng phải là sẽ hình thành khu chế tạo máy móc, sản xuất điện, ngành sản xuất du lịch sao? Thậm chí ở một khía cạnh nào đó khu chức năng này còn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc phát triển của quốc gia. Huống chi, khu kinh tế chỉ là một phạm trù, so với cả nước khu kinh tế này còn nhỏ sao? Diệp Phàm phản bác Bố Hoa Thanh vài điểm. Khu kinh tế Hoành Không của các anh không giống như vậy, đầu tiên chính là có lỗ hổng trong việc quản lý, do ai để ý thì để ý. Khu kinh tế khác trên cơ bản lấy tỉnh làm cơ sở, việc quản lý đương nhiên là tốt hơn rồi. Mà anh nói phạm vi khu kinh tế của chính là bao gồm 3 tỉnh cũng bao gồm cả 2 doanh nghiệp quốc doanh lớn. Vậy trong đó liên quan đến quá nhiều việc vướng mắc, để anh giải quyết xong tất cả, phỏng chừng không có vài năm không làm được. Không bằng cứ từ bỏ những thứ này tập trung vào làm tốt nhiệm vụ quy hoạch Hoành Không của các anh chẳng phải là rất tốt sao. Cơ sở lúc trước của các anh vốn yếu kém, đó rốt cuộc là do gây sức ép không dậy nổi. Đồng chí Diệp Phàm, cái trước mắt các anh cần không phải là quy mô, mà cần tập trung vào phát triển. Còn nền tảng chưa có đã tính đến phạm vi quy mô, đây là chỉ có mỗi mẽ ngoài tòa nhà xây dựng từ mặt đất. Nếu nền không vững thì hậu quả nó mang lại chính là tòa nhà sẽ đổ. Hơn một năm nay tập đoàn Hoành Không đã có chuyển biến về tình hình, chúng ta cho rằng anh cần phải thận trọng và thận trọng hơn nữa, đừng vì một chút mẽ ngoài mà làm tiền đồ của tập đoàn Hoành Không bị hủy hoại. Bố Thanh Hoa nói, có thể thành lập mô ban quản lý khu kinh tế Hoành Không, thành viên trong ban quản lý này sẽ do hai tỉnh và quốc tự ủy phái nhân viên ra để đảm nhiệm. Việc mấy tỉnh cùng quản lý không phải ở trong nước không có. Còn về việc chủ tịch tỉnh Bố nói có hoa không có quả, tôi nghĩ cơ bản là không phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta. Chúng tôi chỉ có mẽ ngoài. Hơn nữa, quy mô thích hợp cũng sẽ giúp phát triển hơn. Mới có thể tăng cường năng lực cạnh tranh chính. Hiện tại quy mô nhỏ anh lấy cái gì để đi cạnh tranh chứ? Không cần nói, chỉ cần xem vài lần đấu thầu, nếu không đủ quy mô sẽ không được cạnh tranh ở vòng đầu tiên. Ngay cả vòng sơ tuyển còn không vào được, nói gì đến việc lấy được đơn hàng. Bởi vì lý do này mà tập đoàn Hoành Không chúng tôi mới bị giảm doanh số. Bây giờ chúng tôi tiếp thu sự dạy bảo.
nhưng không thể cúi đầu được. Về việc nói chỉ có mẽ ngoài, chúng tôi cũng không muốn chỉ làm lộng lẫy bề ngoài. Mà dung hợp ba địa khu của hai tỉnh cũng là vì quy mô cấp bậc, tất cả đều để nhằm mục đích tăng cường năng lực cạnh tranh. Diệp Phàm nói. Nói thì dễ làm mới khó. Bố Thanh Hoa hừ nói. Chắc chắn là khó khăn, nhưng chúng ta chỉ cần có lòng kiên trì, mới có thể hoàn thành được có phải không? Cho dù là làm không được, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, cứ như vậy, có thể có cơ hội dung hợp ba xí nghiệp lớn cùng hai tỉnh thành một khu vực nhằm phát huy tác dụng. Ba xí nghiệp chúng ta cùng sản xuất một loại sản phẩm. Nhưng do quy mô nên không thể phát triển được, đó cũng làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm của xí nghiệp. Một khi quy mô lớn hơn, chỉ vài năm sau, nếu như thuận lợi, hoàn toàn có thể đánh vào thị trường trên thế giới. Lấy lúc đầu chúng ta dự trù, chỉ 2 năm, giá trị sản lượng của tập đoàn Hoành không có thể đạt tới mấy chục tỷ. Mà lãi dòng cũng có thể đạt được mấy chục tỷ, ba xí nghiệp hợp nhất, thì phải trên 100 tỷ. Như vậy khoảng cách với cường quốc mạnh trên thế giới ngày càng gần. Quy mô tăng lên, có thể giúp cho hai thành phố Giang Hoa và Hạng Nam cùng phát triển. Do đó hai tỉnh cũng có mức độ ảnh hưởng nhất định. Diệp Phàm nói, ý tưởng này có thể thực hiện được, hơn nữa, sự ảnh hưởng của nó thật là lớn. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không cũng có đủ điều kiện để thành lập khu kinh tế. Chẳng qua việc xác định cấp bậc có chút phiền phức. Chủ tịch tỉnh Khúc gật đầu nói, nhưng thực ra là ủng hộ Diệp Phàm. Việc xác định cấp bậc không phải là vấn đề, cấp bậc khu kinh tế không có khả năng là phó tỉnh. Đúng tiêu chuẩn khu kinh tế là phó bộ là được. Cứ như vậy đi, cơ bản là không cần thảo luận vấn đề xác định cấp bậc nữa. Nhân viên chủ quản đơn vị chỉ cần có thể đối xử công bằng là được. Nhất định Quốc vụ viện cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy khu kinh tế Hoành không được thành lập. Lúc này Ninh Chí Hòa mở miệng nói. Đề xuất của đồng chí Diệp Phàm cơ bản chúng tôi đồng ý. Tuy nhiên, phía tỉnh Điền Nam và Quốc tự ủy Anh phải tự đi vận động, nếu như có thể giải quyết được, việc khu kinh tế Hoành không được thành lập sẽ không phải là một chiếc bánh mì lớn. Mà chúng ta muốn biến nó thành sự thật còn phải cần một lộ trình dài. Khúc Chí Quốc nói. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, anh chớ quên nhiệm vụ chính của mình là thực hiện quy hoạch, tập đoàn Hoành không phát triển mới là nhiệm vụ chính của anh. Chủ tịch tỉnh Khúc cũng ra sức ủng hộ bố Thanh Hoa, mà ủng hộ Diệp Phàm. Như vậy cả hai bên đều chiếu cố rồi. Hai người bọn họ ra sức thực hiện. Diệp Phàm gật đầu nói. Nếu hai vị lãnh đạo đều nói vậy tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Diệp Phàm có thể giải quyết được tỉnh Điền Nam và Ủy ban Quốc tư. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy khu kinh tế Hoành không được thành lập. Tuy nhiên, phải rất thận trọng, đừng làm hỏng chuyện tốt. Bố Hoa Thanh vừa thấy, biết ngăn cản cũng không được. Cũng gật đầu. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là việc chính vụ viện phê duyệt quy hoạch Hoành không. Đừng chạy tới chạy lui đánh mất dưa hấu. Mất đi thành công, khu kinh tế Hoành không của anh cũng trở thành bọt nước. Lần này chính vụ viện phê mới là nền tảng phát triển. Chính là anh nói mục tiêu của việc giải phóng Hoành không. Chủ tịch tỉnh Khúc nghiêm mặt giao nhiệm vụ. Chương 3329, cơ hội lớn. Thời điểm này cần chú ý bên kia, hơn nữa, tôi cũng đang chuẩn bị quay về thủ đô một chuyến nhằm tăng cường hoạt động. Tuy nhiên, theo tin tức không lâu nữa sẽ phê duyệt xuống dưới. Việc này còn chưa có chính thức ta cần thận trọng chú ý. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm tương đối buồn bực chính là hàng ngày kích động chạy tới thành phố Côn Đức tỉnh Điền Nam báo cáo Chủ tịch tỉnh Dương. Chủ tịch tỉnh Dương cũng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện này rất lớn. Báo cáo lên hội nghị thường vụ của tỉnh xem ý kiến của mọi người như thế nào. Diệp Phàm có thể cảm giác được, đối với việc thành khu kinh tế Hoành không chủ tịch tỉnh Dương có vẻ như không nhiệt tình lắm. Diệp Phàm đành phải vội vàng chạy đến Quốc tư ủy. Thực ra đề nghị của Diệp Phàm chủ nhiệm Cao Nhất Thiên đồng ý, sau khi nghe báo cáo xong nói. Đồng chí Diệp Phàm, ý tưởng thành lập khu kinh tế Hoành không cũng không tồi. Tuy nhiên, việc sắp xếp nhân viên quản lý khu kinh tế là vấn đề đáng lo lắng. Ai chiếm tỷ lệ lớn? Còn có, nhân viên từ đây tới đây. Việc quản lý nhất định phải do hai tỉnh phái người đảm nhiệm, mà tôi cho rằng Quốc tự ủy vẫn lấy ba xí nghiệp lớn làm việc chính. Ví dụ như, tổng giám đốc ba xí nghiệp chúng ta khẳng định sẽ tiến vào quản lý. Mà ông chủ là tập đoàn Hoành không? Xí nghiệp có hai đồng chí gia nhập, còn tập đoàn Hoành không có ba vị có phải hay không? Còn hai người ở tỉnh gia nhập phỏng chừng cũng là hai vị bí thư và chủ tịch thành phố. Đương nhiên,
nếu hai tỉnh cùng với quốc tự ủy còn muốn phái đồng chí trong tỉnh chúng tôi cũng hoan nghênh. Chẳng qua là một số ít thành viên trong bộ máy là giang hồ. Diệp Phàm nói, khẳng định trong bộ sẽ phái người lại đây, phỏng chừng xin ý kiến phê bình cấp bậc. Cao Nhất Thiên gật đầu nói, tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh muốn bắt nhanh. Tốt nhất là xác định việc có thể đưa quy hoạch Hoành Không trở thành hạng mục công trình trọng điểm. Bởi vì, ngay phía trước, nhà máy cơ giới TQ cùng nhà máy điện khí Tây Nam cũng không thể nhét vào bên trong đại quy hoạch Hoành Không. Cao Nhất Thiên nói, Diệp Phàm hiểu được, ý của Cao Nhất Thiên là khẩn trương nhét vào, để cho hai xí nghiệp này có thể là một trong năm công trình trọng điểm được đãi ngộ của quốc gia. Muốn nhét hai xí nghiệp vào trong lời nói phỏng chừng là trong bộ đi làm, tập đoàn Hoành Không chúng tôi ra tay không có thỏa đáng. Diệp Phàm nói, lúc nào thì tôi chiêu tập nhóm người của ba xí nghiệp trở về cùng nhau ngồi tâm sự. Nếu như có thể gõ nhịp thì cứ đánh nhịp, đương nhiên, chuyện này cũng không dễ dàng. Phỏng chừng nhà máy cơ giới TQ khá tốt. Dù cho trong lòng đồng chí xí nghiệp điện khí Tây Nam không chịu phục. Còn phải làm tư tưởng cho các đồng chí. Cao Nhất Thiên thở dài, nhíu mày lại. Thiết Chiêm Hùng làm chủ tiệc buổi tối, tại khách sạn lớn ở Hoàng Thành. Cả Phí Nhất Độ và Vương Long Đông là ba người tiếp khách. Năm người đầu tiên cùng ngồi một chỗ uống trà. Long Đông, gần đây ủy viên Trịnh bên đó thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đã đem văn bản của các anh gửi tới Quốc vụ viện chờ phê duyệt, tuy nhiên, nghe nói hiệu quả không tồi. Phỏng chừng trong nửa tháng có thể làm được. Vẻ mặt Vương Long Đông vui mừng, cười nói. Chuyện bên kia tôi cũng không có gì hay lo lắng, tuy nhiên, không bình tĩnh là không thể kiềm chế được. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, nếu không thì tôi cũng là người nói một chút. Phí Nhất Độ hỏi. Không cần, nhiều hơn nữa thiếu nhân tình cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm khoát tay áo. Đúng vậy. Phí Nhất Độ gật gật đầu. Được rồi, Diệp lão đệ, tôi không nghe được cái gì bên kia. Tuy nhiên, thật ra nghe được thêm một số tin tức. Có thể đối với cậu còn có một chút giúp đỡ. Thiết Chiêm Hùng uống một ngụm trà rồi cười ha hả. Ồ, anh nói tiếp đi. Diệp Phàm hỏi. Lần trước anh muốn làm mức chỉ tiêu, về việc phối ngạch chỉ tiêu tôi nghĩ. Ngoại trừ Ủy ban Quốc tư trong lời nói các bộ ngành và Ủy ban Trung ương có khá nhiều ngành đều có chỉ tiêu. Như Bộ Thương mại có xuất khẩu đáng kể. Tuy nhiên, chuyện lần này cũng không phải là chuyện Bộ Thương mại. Mà là thành phố Tân Môn có một cơ hội. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Để cảng Tân Môn đáp ứng được cả hai cầu nhập xuất. Gần đây đang chuẩn bị mở rộng. Liền nói kế hoạch 3 năm trước đây, chính là đề cập đến việc xây dựng thêm cảng là quá lớn. Chỉ vừa mới hoàn thành, tổng số vốn đầu tư đã hơn chục triệu. Mà cơ sở hạ tầng chiếm 3%, còn tổng giá trị máy móc thiết bị là 4 đến mấy triệu. Đó thật đúng là khối đại phì nội, tuy nhiên Tân Môn là sức sống của thành phố. Chỉ e rằng muốn bắt xuống dưới không dễ dàng. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tôi đã từng qua sự cám dỗ. Công nghiệp của thành phố Tân Môn phát triển và hoàn thiện, là cái nôi của công đại cận đại của quốc gia chúng ta, cũng là khu công nghiệp lâu năm. Hiện tại là thành phố công nghiệp quan trọng. Công ty Tinh Diêm, là nơi khai sáng là ngành công nghiệp hóa chất của đất nước chúng tôi. Hơn nữa còn được lên truyền hình Trung Quốc đầu tiên, là nơi sản xuất camera đầu tiên, động cơ ô tô đầu tiên. Vùng ven biển mới giải phóng trở thành khu thí nghiệm cải cách tổng hợp của quốc gia. Tân Môn bắt đầu tham gia các chiến lược dựa vào các dự án công nghiệp lớn tối ưu hóa theo định hướng của cơ cấu công nghiệp. Đã hình thành hàng không vũ trụ, dầu mỏ, hóa chất. Trang thiết bị, thông tin điện tử, y sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, 8 ngành công nghiệp chủ yếu của công nghiệp quốc phòng. Mà trên thế giới có 500 doanh nghiệp thì có hơn 100 chi nhánh và văn phòng được thành lập ở Tân Môn. Đương nhiên, về mặt trang thiết bị bọn họ cũng có khá cạnh kinh doanh của bọn họ. Chẳng qua là quy mô cũng không vượt qua được tam gia của tỉnh Thiên Vân các anh. Cho nên, các anh vẫn có cơ hội. Hơn nữa, Diệp Phàm Anh ở Tân Môn có rất nhiều con đường ưu thế. Phượng Chiêu Dương của Phượng gia là bí thư thành phố Tân Môn, còn Lam Bình Phong của Lam gia là chủ tịch thành phố Tân Môn. Hai người đứng đầu của Tân Môn Anh đều có chút quan hệ. Chỉ cần tận dụng, không cần nói giành tất cả thắng lợi, một số không luôn luôn là một phần. Thiết Chiêm Hùng cười nói. 5 triệu mà có thể thu được 2 triệu đặt mua hợp đồng tôi liền đồng ý. Diệp Phàm gật gật đầu. Hạng mục công trình lớn như vậy khẳng định phải đấu thầu, tin chắc rằng hạng mục lớn như vậy cũng sẽ có rất nhiều công ty nước ngoài chú ý tới.
quy mô và hiệu suất của sản phẩm của họ có thể trở thành hồ sơ dự thầu được hỗ trợ mạnh nhất. Nếu nói về quy mô, tập đoàn Hoành Không cũng là một trong những công ty lớn trong ngành sản xuất trong nước. Nhưng mà, nếu gặp 500 doanh nghiệp lớn thế giới cùng tham gia cạnh tranh, như nước Mỹ, Nhật Bản, châu Âu đều có sức mạnh rất lớn. Còn có cả nước Nga nữa. Đường Thành xen vào nói. Tập đoàn Hoành Không so với 500 doanh nghiệp lớn trên thế giới còn có sự chênh lệch rất lớn, tuy nhiên, đây là Trung Quốc. Chúng ta có thuận tiện là người bản xứ. Hơn nữa, nhà nước cũng có một số chính sách hỗ trợ nghiêng về chúng ta. Tôi tin tưởng chính phủ nhất định có chính sách nghiêng về Tân Môn. Nếu không, doanh nghiệp trong nước rất khó có thể phát triển. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, tôi nghĩ quy mô chính là vấn đề mấu chốt hiện tại. Liên quan đến sự đả thông cấp trên, nếu như mình không có nền tảng, thì sẽ là khó khăn cho người khác. Nếu như mình có nền tảng, thực tế quá khó khăn. Mà chiếu cố suy nghĩ cũng có điểm tốt đúng không? Phí Nhất Độ nói. Việc chỉnh quy mô nói thì dễ làm mới khó, việc này, trong thời gian ngắn tập đoàn Hoành Không không có khả năng làm. Chính là lấy sự phát triển hiện tại để xem, ít nhất cũng phải có 5 đến 6 năm mới có thể có quy mô ban đầu. Thiết Chiêm Hùng nói. Không phải không có cách nào khác, tôi định cùng liên thủ với tập đoàn cơ giới Trung Hoa cạnh tranh đấu thầu. Gần đây đang bàn về chuyện này, tuy nhiên, còn chưa quyết định. Diệp Phàm nói. Cho dù chưa có quyết định, ít nhất anh có thể liên thủ trước cùng với Tổng Giám Đốc Kiều. Tin rằng cô ấy cũng vui vẻ trước tình huống này. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Chỉ có thể làm trước như thế. Diệp Phàm gật đầu nói. Thiết ca, có mang thức ăn lên hay không? Cái bụng Đường Thành đang réo ầm ĩ kêu lên. Diệp lão đệ, khách của anh còn chưa tới à? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Chắc là chưa đến được, chờ một chút vậy. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, vị khách đó có quan trọng không? Vương Long Đông có chút ngạc nhiên. Một người khách rất quan trọng. Thiết Chiêm Hùng nở nụ cười nhẹ, lại khiến cho đám người Phí Nhất Độc hứng thú. Đường Thành cũng không kêu, nhưng thật ra trong đôi mắt nhìn ra ngoài cửa trông mong. Đúng rồi Đường Thành, sĩ quan huấn luyện gần đây thế nào? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, làm sĩ quan huấn luyện đúng thực là kích thích, tôi phải nói với họ như thế nào, nếu không được đá hậu. Đường Thành cười gượng. Dáng vẻ của người sĩ quan huấn luyện quê mùa, hiện tại cũng di chuyển quyền huy chân. Phí Nhất Độ châm chọc cười nói. Đối với những tên kia sẽ không thể khách khí, bằng không phải đề phòng. Đường Thành nói. Đó cũng là không có biện pháp, không có huấn luyện, sao có thể ra thành tích. Hơn nữa, lần này là tham gia quân đội đặc biệt quốc tế. Không thể đánh mất sĩ diện được, cho dù có phải lột da cũng phải huấn luyện cho tốt. Diệp Phàm nói. Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Mời vào. Diệp Phàm nói. Cửa khẽ mở ra, Lạc Phi mặt đầy râu quai nón đi đến. Tuy nhiên, phía sau anh ta còn có một cô gái đi theo. Không phải Thủy Mẫu thì là ai? Hơn nữa, trong tay Thủy Mẫu còn ôm một đứa bé. Làm sao có thể là ngươi? Đường Thành cả kinh kêu lên. Mau gọi cha nuôi đi. Lạc Phi cười nói, Thủy Mẫu đặt đứa nhỏ xuống. Đứa bé thật sự cứng cáp, nhìn Diệp Phàm, hơn nữa còn quơ quơ nắm tay, lắc lắc đầu, rồi dùng tiếng phổ thông nói. Ông ta không đủ tư cách, nếu như có thể đánh thắng được tôi mới gọi hắn. Ha ha ha, cả phòng cười vang lên không ngớt. Cậu là Diệp Đường Thiên Thu. Vẻ mặt Diệp Phàm uy nghiêm nhìn thằng bé hỏi. Đúng vậy, ông là Diệp Phàm có phải không? Nghe nói là cha nuôi của tôi. Tiểu tử hừ nói, tay siết chặt lại. Cậu nói muốn ta đánh cậu mới gọi ta là cha nuôi. Được, tôi chỉ cần một đầu ngón tay có thể đánh ngã cậu, cậu tin không? Diệp Phàm hừ nói. Không thể nào đâu. Diệp Đường Thiên Thu không phục, xuất quyền ra vù vù về hướng Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Đường Thiên Thu mới có nửa tuổi, sức khỏe sau khi sinh ra hẳn là khác với người thường. Nửa tuổi có thể tự đi rồi. Hơn nữa, còn có thể giơ được vật nặng 20 cân. Đương nhiên. Mỗi tháng Diệp Phàm đưa cho Lạc Phi một viên thuốc giữ thai cũng có một phần tác dụng. Cho nên, chức năng của cơ thể rất đặc biệt. Diệp Phàm đưa một ngón tay ra, nhất thời toàn bộ quyền cước của Diệp Đường Thiên Thu mất đi uy lực. Chương 3330, Diệp Đường Thiên Thu. Cậu nhóc kia gấp đến độ mặt đỏ gay lên mà vẫn không thể nhúc nhích, di chuyển được về phía trước. Có chịu phục không? Diệp Phàm hỏi. Hừ. Diệp Đường Thiên Thu không chịu khuất phục.
Diệp Phàm nhìn thấy bản thân mình hồi còn trẻ trong cậu bé. Hai người cứ rằng co như vậy, phải khoảng 5 phút sau, toàn thân Diệp Đường Thiên thu toát mồ hôi, cuối cùng cả thân mình mềm nhũn ra không cả đứng vững được ngã lăn xuống đất. Diệp Phàm đưa tay hút lại, Diệp Đường Thiên thu bay lên không trung vào trong lòng của Diệp Phàm. Cậu bé, để cha nuôi nhìn con một chút. Diệp Phàm ôm cậu bé vào trong lòng rồi vuốt ngực, một cổ nội khí truyền đến, không lâu sau, Kinh Lạc trở nên ấm áp như người bình thường. Diệp Đường Thiên Thu mất đi khí lực ngay lập tức được khôi phục lại, hơn nữa, so với trước còn có cảm thấy linh lợi hơn. Cậu nhóc nằm trong lòng Diệp Phàm, hai mắt mở to nhìn hắn một cách tâm phục khẩu phục. Thấy không, đây mới là tinh túy của võ công. Diệp Phàm đưa một chiêu, sử dụng thủy công, trong nháy mắt trên bàn tay đã có hơi nước ngưng tụ thành một khối. Sờ đi. Diệp Phàm cười nói, Diệp Đường Thiên Thu đưa tay ra, nhất thời kinh ngạc, hỏi. Ông làm trò ma thuật. Ha ha ha, mọi người lại cùng cười không ngớt. Đây không phải là ma thuật, đây là một môn võ thuật. Khi cậu có thể đạt tới trình độ của cha nuôi cậu có thể làm ra một khối băng như vậy. Sau đó có thể ăn kem. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói ở đây các ông có kem rất ngon, tôi muốn ăn. Diệp Đường Thiên Thu kêu lên, đúng là tính cách của một cậu bé. Đường Thành tự mình chạy ra ngoài mua kem. Không lâu sau trên bàn tròn đã có kem bánh ngọt mang về, ăn được một lúc thiếu chút nữa Diệp Đường Thiên Thu bị băng đầu lưỡi. Ôi! Diệp Phàm nhìn sang Mẫn Diệu thở dài. Chú em, không có gì phải thở dài. Cậu ta có thể trở thành con của anh thật đúng là hạnh phúc của cậu ta. Nếu không, có lẽ, bây giờ cậu ta chỉ là một thằng nhóc trên một hòn đảo mà thôi. Một thổ dân không liên quan gì đến xã hội hiện đại. Thiết Chiêm Hùng an ủi. Đúng vậy. Tuy rằng thời gian gặp nhau rất ít, nhưng luôn có cơ hội, hơn nữa, khoa học kỹ thuật bây giờ đã phát triển như vậy. Chỉ cần muốn là có thể ngồi lên máy bay đi tới. Như vậy, vài năm nữa, quần đảo phát triển có thể xây dựng một cái sân bay. Chúng ta ngồi lên máy bay tư nhân là đi được tới. Còn nữa, khi đứa nhỏ trưởng thành cũng có thể quay về Trung Quốc để học tập có phải hay không? Phí Nhất Độ nói. Ha ha, nói thì dễ. Diệp Phàm uống một hơi hết một mũ rượu. Thủy Mẫu, trong khoảng thời gian này Lạc Phi không trở về cô chăm sóc Thiên Thu cho tốt. Tạm thời ở bên ngoài đi, quay về Hồng Diệp bảo không có tiện. Buổi tối tôi muốn cho Lạc Phi luyện công, phỏng chừng còn có vài ngày để thích ứng. Có thời gian rảnh tôi sẽ bồi dưỡng đứa nhỏ một ngày. Bên kia có Sa Thiên rồi hẳn không phải là chuyện lớn, hơn nữa, trong tổ A cũng phái người qua huấn luyện nhân viên. Cũng có được một số vũ khí và thiết bị trong tay. Hơn nữa chúng tôi mua từ thị trường chợ đen. Sẵn sàng để cung cấp cho một nhóm vũ trang. Nhưng mà nhân viên còn đang huấn luyện, phỏng chừng có 2 tháng để xây dựng chế độ tổ chức. Lạc Phi nói. Buổi tối Diệp Phàm đưa Lạc Phi đi tới Hồng Diệp bảo, Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đã sớm chờ ở trong rừng. Sau đó đoàn người đi thẳng đến Hàn Lâm Tự, bên kia Hàn Đàm hẳn là có thể trợ giúp Lạc Phi đột phá. Tại Hàn Đàm, Diệp Phàm còn có chút cảm thán, bởi vì nội khí của Bảo Chí Thiền Sư đã giúp đỡ chính mình. Cho tới bây giờ Diệp Phàm đều vì muốn báo tri ân. Hằng ngày đứng nghiêm chỉnh trước Hàn Đàm vái 3 cái, Hồng Ta nhìn thấy còn tưởng rằng người này đột nhiên lại hóa điên, cười nhạt. Vừa cười vừa nói. Này, Diệp Phàm, anh ở trong này bái cầu cái gì? Ha ha, cầu nguyện cho khỏe mạnh hơn. Diệp Phàm cũng muốn để lộ bí mật, cười cười. Lạc Phi vừa nhìn thấy. Nghĩ ngay đến bên trong Hàn Đàm này có điều gì kỳ diệu có thể giúp mình đột phá. Thằng này cũng không dám chậm trễ, lập tức cũng đi theo Diệp Phàm tiến lại gần bức tranh vái lại. Hồng Tà nhìn thấy hai lão già này thiếu chút nữa cũng nghẹn họng lại chân chối nhìn vợ. Xong nghi thức bắt đầu nói chuyện. Lạc Phi điều tức, còn Diệp Phàm cảm thấy đau lòng. Việc này, hiệu quả nhất là để nó ăn. Ngay sau khi Lạc Phi điều tức xong bắt đầu giãn cơ thể ở trong nước cảnh dịch Hàn Đàm. Đương nhiên việc này là do Diệp Phàm sắp xếp, yêu cầu hắn dùng nước cảnh dịch Hàn Đàm, nâng cao tinh thần. Bắt đầu tiến hành. Diệp Phàm ra lệnh, hai lão này đứng dậy. Hai lão này đứng mỗi người một bên Hàn Đàm, cùng với Diệp Phàm là 3 người đứng thành hình tam giác. Diệp Phàm đúng thật là thiên tài, đem Tây Môn ra người ta từ tứ tượng thiên lôi trận đổi thành trận tam giác đột phá. Chính là đem nội khí 3 người thông qua con rơi dung hợp thành một chỗ sau giúp Sa Thiên đột phá. Sa Thiên đột phá lần trước là một ví dụ sinh động, có thể nói Diệp Phàm là thiên tài trận địa, có hiệu quả. Bởi vì lão nhị cùng Diệp Phàm đã phối hợp một lần,
cho nên, lần này phối hợp lại cũng là việc dễ dàng. Tuy nhiên, mấu chốt là ba người Diệp Phàm dung hợp trong vòng khí có ăn khớp với Lạc Phi. Diệp Phàm bắt đầu thử thăm dò, lúc mới bắt đầu nội khí của Lạc Phi có tính bài ngoại mạnh mẽ. Thấy tình hình như vậy Diệp Phàm cũng không cho, biết rất khó tìm để tìm thấy những người bài ngoại khác nhau. Việc này tương tự như việc truyền máu. Phải mấy giờ sau khi Lạc Phi ăn yêu xâm vương mới có tác dụng. Trên đầu Lạc Phi có khói màu xanh bay ra. Bình thường có thể đột phá bán tiên thiên trên đầu có hội tụ tập tam hoa, và hai trong năm loại khí. Màu sắc cũng khác người. Một trong những biểu hiện của Lạc Phi chính là thanh vụ, mà lúc tam hoa hội tụ đủ năm màu khí chính là lúc đột phá lên tiên thiên. Càng ngày khí càng bốc lên nhiều, Lạc Phi ngồi trên mặt nước hàn đàm toàn băng tự nhiên trên người lại đổ những giọt mồ hôi, giống như đang tắm. Không lâu sau, cả người Lạc Phi đều tràn ngập sương mù màu xanh. Tuy nhiên, Diệp Phàm thấy cả người Lạc Phi đột phá xuống, một nửa thân mình đang ngồi chìm trong nước. Hơn nữa, vẫn còn đang chìm hơn nữa. Diệp Phàm hiểu được, cho dù Lạc Phi đã có yêu tham vương giúp đỡ, nhưng công lực vẫn chưa đủ. Cho nên, khó có thể đột phá khi thân thể bị chìm trong nước. Diệp Phàm và ba người không nề hà cùng dung hợp nội khí đẩy Lạc Phi lên, xem ra, nội khí Lạc Phi luyện tập cùng với nội khí dung hợp của Diệp Phàm cơ bản là không dung hợp. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng cảm giác được dị trạng, đều thở dài. Phỏng chừng lần này Lạc Phi không có biện pháp để đột phá. Tuy nhiên, Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, còn thử thăm dò dùng nội khí của mình từ từ đẩy mạnh nội khí trong cơ thể Lạc Phi. Thân thể Lạc Phi chìm vào hàn đàm, sẽ chìm xuống nếu không thu công, mà Lạc Phi sẽ bị chết đuối. Lạc Phi, thôi vậy, lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn. Diệp Phàm thở dài, nói. Tiên sinh, hôm nay không thể đột phá, Lạc Phi có thể chết đuối dưới nước hàn đàm. Để Lạc Phi có thể đột phá phải mất nhiều năm, tôi không muốn từ bỏ, cho dù là chết. Lạc Phi khó khăn nói. Trong miệng phun ra khí lạnh, nước đã nhanh chóng lên đến gần miệng Lạc Phi. Nếu lên trên mũi mà Lạc Phi vẫn không chịu từ bỏ thì chắc chắn sẽ chết. Đứng lên đi. Diệp Phàm muốn dùng sức mạnh bứt Lạc Phi lên, tuy nhiên, đột nhiên Lạc Phi hô lên. Không thể đột phá được, tôi tình nguyện được chết. Nếu tiên sinh không thể giúp đỡ, Lạc Phi sẽ chết để báo đáp ơn chi ngộ của tiên sinh. Lạc Phi vừa nói nước đã ngập đến tận miệng, bọt nước từ miệng phun ra. Lạc Phi, chúng tôi chiến đấu, tôi sẽ cố gắng. Nếu chết đuối cùng cô, không bằng chết mà nổ tan xác. Diệp Phàm giận dữ, dùng nội khí con rơi mạnh mẽ khiến cho Lạc Phi tung lên trời. Biết Lạc Phi đã quyết muốn chết, Diệp Phàm cũng bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng mạo hiểm. Nếu như mình đẩy nội khí vào có thể ngăn chặn nội khí trong Lạc Phi, có lẽ còn có một cơ hội sống. Nhưng ở trong lòng Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều oán tức, bởi vì, trong 1000 trường hợp khó có thể nhìn thấy được một trường hợp thành công, việc Lạc Phi bị nổ tan xác là kết quả đã định. Xung quanh Lạc Phi đều có nước phun tới, như là đóa đóa hoa lớn nở ở trên đàn phàm. Tuy nhiên, hoa này ảm đạm, cho thấy áp suất nội khí mạnh mẽ trong cơ thể không thể chịu nổi phải đi ra theo lỗ chân lông, kết quả là nội khí của ba vị cường giả Diệp Phàm đàn áp bọt nước, Lạc Phi sắp nổ tan xác. Mà giờ phút này toàn thân Lạc Phi hiện lên màu xanh, cả người giống như một cây cà chua. Hồng Tà cùng Lạc Vô Nhai đều làm tốt để Lạc Phi chuẩn bị nổ tan xác, giống như cao thủ 12 đẳng nổ tan xác, uy lực của nó tuyệt đối không dưới một sức mạnh thu nhỏ. Rất có thể bị thương trong vòng 100 mét, tuy nhiên, Diệp Phàm thu tay lại, hai lão già này cũng không dám buông tay, mạo hiểm giúp đỡ Lạc Phi. Đúng lúc này, có vài tiếng thình thịch vang lên, nước đàm đột nhiên tách ra hai bên. Lạc Phi. Ba người Diệp Phàm đều kêu lên một tiếng, bởi vì, ba người đều nghĩ rằng Lạc Phi bị nổ tan xác. Tuy nhiên, cảm thấy uy lực nhỏ hơn một chút. Ba người đang muốn thu công, đúng lúc này, đột nhiên Diệp Phàm hô lên. Đừng dừng, quái, làm sao lại có đồ vật này toát ra từ trong đàm nước. Hồng Tà cùng Lệ Vô Nhai vừa nghe thấy cũng nhanh chóng chạy nhanh đến đàm nước nhìn, nhất thời kêu lên. Mẹ nó! Tự nhiên có một con cá lớn sống ở trong đàm, đúng là việc lạ. Tuy nhiên, hình như con cá này chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ. Làm sao lại chưa nhìn thấy qua, đây không phải là cá sấu sao? Đột nhiên Lệ Vô Nhai nói. Đúng rồi. Hồng Tà ngượng ngùng nói. Chắc chắn là cá sấu, có 10 chân phải hay không? Diệp Phàm dành chút thời gian hỏi. Đúng vậy. Lệ Vô Nhai nói. Cá sấu 10 chân, chưa nhìn thấy bao giờ. Diệp Phàm nói,
hắn kinh ngạc phát hiện, mà Lạc Phi cũng không có nổ tan xác, nước đi vào lỗ mũi. Diệp Phàm chạy nhanh muốn bứt Lạc Phi lên. Tuy nhiên, phát hiện thân thể của Lạc Phi lúc này giống như nặng ngàn cân không giống như bình thường. Hai vị tiền bối tăng sức mạnh lên giúp đỡ tôi một chút. Diệp Phàm nhanh chóng kêu lên, hai người Hồng Tà nhanh chóng chạy ra dùng khí lực đè con rơi Diệp Phàm. Con bà nó, việc quái gì vậy? Diệp Phàm kêu lên, ba cao thủ đại tiên thiên không nhấc nổi thân thể của Lạc Phi lên. Không được rồi, hình như con cá này đang làm trò quỷ gì đó. Đột nhiên Hồng Tà kêu lên.